chương 9 Ngàn vạn cái quái vật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 9 Ngàn vạn cái quái vật đến phía dưới học sinh thét lên cũng có, cười to cũng có. Xe lộ thư viện nhạc sang nhiên thật dài buông lỏng xuống mặt nhìn lại. Mặc dù rất nhiều là năm năm kết hợp, nhưng là tốt xấu toàn bộ lễ đường đại đa số người đều có bạn nhảy, thế nhưng là tam tạng hết lần này tới lần khác vẫn như của một người giống cây cột đồng dạng đứng ở nơi đó. Tới khiêu vũ đi. Nhạc sang nhiên hướng tam tạng vẫy vẫy tay. Mắt sắc nam sinh cùng nam lão sư nhau nhau thét lên biểu thị bất mãn, bởi vì lúc trước nhạc sang nhiên đã từng biểu thị, nàng tuyệt đối không tham gia múa sẻ, cũng không tiếp thụ bất luận người nào mời. Đương nhiên, nhạc sang nhiên cũng không có tuân lưng mình, nàng xác thực không có tiếp nhận bất luận người nào mời, chẳng qua là nàng đi mời người khác mà thôi. Buổi tối hôm nay xuất hiện một chút tương đối khẩn cấp tình huống, cho nên chờ một chút cuồng hoang lúc kết thúc, tất cả học sinh đều muốn trong trường học ngủ lại. Nhạc sang nhiên đem một cánh tay ngọc đặt ở tam tạng trên bờ vai, cái tay còn lại cùng tam tạng nhẹ tay nhẹ đem nắm, sau đó nhẹ nhàng đông đưa vũ bộ. Nàng khiêu vũ kỳ thật chẳng ra sao cả, chắc hẳn bởi vì nhảy không nhiều quan hệ cho nên tam tạng cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên bước chân, khiến cho hai người vũ bộ ngược lại có vẻ hơi tám lạng nửa cân. Lão sư cùng học sinh cũng giống vậy, đều muốn trong trường học ngủ lại, không thể trở về nhà. Nhạc sang nhiên nói tiếp. Đã có trường công đi an bài gian phòng. Là bên ngoài trên vách tường hai con quái vật sao? Tam tạng bỗng nhiên nói ra. Người biết. Nhạc sang nhiên kinh ngạc nói là chi ngôn tiểu thư nói cho ta biết. Tam Tạng nói. Nàng vốn là bởi vì cái kia hai con quái vật tới, lại không nghĩ tới nhạc hiệu trưởng ở chỗ này đã một mực đem hai con quái vật khóa lại. Ngươi biết nàng. Nhạc sang nhiên hỏi. Vấn đề này ngươi hỏi qua. Tam Tạng nhìn không được nói ra. Nhạc sang nhiên dùng sức trừng Tam Tạng một chút, sau đó lợi hại nói ra. Ta là hỏi ngươi chừng nào thì nhận biết vì cái gì nhận biết? Ta cũng quên lúc nào nhận biết, hẳn là gần một tháng trước. Ta khốn trong rừng rậm ra không được, là nàng mang ta ra rừng rậm. Tam tạng hồi đáp, tiếp lấy nhìn thấy nhạc sang nhiên trong đôi mắt đẹp khó mà che chắn hưng phấn, không khỏi nói. Nhạc tiểu thư buổi tối hôm nay giống như, giống như rất hưng phấn. Nhạc sang nhiên dùng sức nhẹ gật đầu, phản phất nói một mình. Ta tự nhiên là cao hứng, ta tự nhiên là hưng phấn nàng bỗng nhiên nói ra bất quá ta vì cái gì cao hứng vì cái gì hưng phấn lại là không thể nói cho ngươi đương nhiên không cần nhạc sang nhiên nói tam tạng cũng là biết đến giống như nằm mơ 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 màng màng liền kết thúc mà cùng nhạc nhưng khiêu vũ thời điểm lại là thật sự cảm thụ đến trước mặt cái này đại mỹ nữ khác phái sức hấp dẫn cho nên càng nhảy đến đằng sau tam tạng càng phát giác khó chịu toàn thân giống như đều tại ngứa nhất là đặt ở nhạc sang nhiên trên lưng tay đương nhiên cũng không thể như vậy già mồm nói đây là một loại tra tấn tóm lại cái này không thể làm chung nam nữ ở giữa công nhiên tứ chi tiếp xúc để hắn phi thường không quen trên người ngươi dài bọ chét à nha nhạc sang nhiên hung hăng trận nhìn tam tạng một chút tức giận nói ra lúc này nhạc hiệu trưởng sử ra một đạo ánh mắt nhạc sang nhiên lập tức buông ra tam tạng tay cùng nhạc hiệu trưởng hai người cùng nhau đi ra phía ngoài chắc là đi cùng chiên ngôn gặp mặt tam tạng thở nhẹ nhõm một cái thật dài tiếp lấy lại buồn bực ngán ngẩm ánh mắt bắt đầu tìm kiếm ba bi cùng đát kỹ thân ảnh bởi vì vừa mới thực tại chưa từng nhìn thấy thân ảnh của các nàng nhưng là kỳ quái là hiện tại trong lễ đường vẫn không có cái này thân ảnh của hai người thậm chí ngay cả cừu diễm thu cũng không thấy tam tạng không khỏi kinh ngạc không thôi lại làm ngồi trong chốc lát, uống một chén rượu trái cây. Nhìn xem nhảy điên cùng học sinh cùng các lão sư, tam tạng trong lòng nhìn không được một trận bực bội, liền đứng dậy chuẩn bị trở về nhà. Hắn rời đi đương nhiên sẽ không gây nên chú ý của người khác. Từ ôn ào lễ đường đi ra về sau, tam tạng phiền não trong lòng lập tức biến mất. Lúc này đã coi như là nhập thu, hiện tại cũng kém không nhiều đến nửa đêm, bên ngoài lạnh lẽo địa, thậm chí còn có một chút điểm lạnh. Loại khí trời này thật sự là nhất là dễ chịu, Tam Tạng không nguyện ý đi đường xi si măng, cho nên dọc theo trước đó trong rừng cây đá vụn tiểu đạo rời đi trường học. Bỗng nhiên, Tam Tạng cảm thấy không khí chung quanh nồng độ giống như càng lúc càng lớn, thậm chí có chút kiềm chế, đi đến cuối cùng lại có chút khó mà hô hấp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này chạy tới một mặt tường vây phía dưới, vây bên ngoài tường chính là một cái không nhỏ quảng trường. Không phải thao trường, là một cái cỡ nhỏ quảng trường. Trên quảng trường có một cái đá cẩm thạch xây thành cao tấm bia đá lớn, khoảng chừng 6-7 tầng lầu cao như vậy. Đương nhiên, cái này trường học tất cả chính học sinh cùng lão sư, không biết vì cái gì hiệu trưởng muốn ở chỗ này xây như thế đại địa một cái bia đá. Cũng không phải như là quảng trường thiên an môn như thế, vì kỷ niệm hy sinh liệt sĩ, trên quảng trường đứng sừng sững một người dân anh hùng bia kỷ niệm, nhưng là trong trường học là hoàn toàn không cần thiết địa. Đi đến tường vây ở giữa hạ tròn môn, phát hiện cái kia cửa đang đóng tam tạng ngực phổi đè nén lợi hại dùng sức hô thở ra một hơi sau đó lại dùng sức hít một hơi nhưng là hút vào đến trong phổi không khí vậy mà như thế khó chịu phản phất hút vào một cổ bột tiêu cây tại trong dạ dày lật quấy khiến cho tam tạng vội vàng ngừng thở muốn mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này cũng không biết chuyện gì xảy ra không khí vậy mà trở nên như vậy kỳ quái tam tạng kéo ra nhỏ tròn môn then cài cửa đem hai phiến nửa vòng tròn môn hướng ra phía ngoài thoáng dùng sức đẩy. Đẩy cửa ra về sau, tam tạng thân thể cứng đờ, con mắt trợn đến lớn nhất, hô hấp lập tức toàn bộ đình chỉ. Chỉ thấy được phía ngoài dưới ánh trăng, vô số cái quái vật trong tay cầm một thanh liêm đao, chỉnh chỉnh tề tề vỗ, lít nha lít nhít, tầng tầng điệt điệt, đem trọn cái quảng trường che kín, lẫn nhau ở giữa không có nửa điểm khe hở. Không biết có mấy ngàn con, vẫn là có hàng vạn con mỗi một con quái vật trong tay cầm liêm đao lộ ra răng nanh ánh mắt huyết hồng không phát ra một chút xíu âm thanh một trận gió nhẹ thổi qua thổi qua bầy quái vật này lông dài tam tạng lúc này chú ý quan sát được bầy quái vật này toàn thân cao thấp cơ hồ không có mặt bất kỳ vật gì trên lưng có một kiện lại đen lại phá áo choàng mặc dù bọn hắn đều là hai chân đứng thẳng nhưng là nói đúng ra là ba chi đứng thẳng chỉ còn lại có một cái tay nắm liêm đao cái tay còn lại đè xuống đất làm đến bọn hắn nhìn nhất là thấp mà lại lưng cũng là cong đương nhiên những này đều không trọng yếu tam tạng nghĩ tới là nếu bầy quái vật này xông đi vào như vậy trên đường tất cả mọi thứ ngăn cản vật vô luận là tường vây cây cối nhà lầu đều lại biến thành mảnh vỡ về phần trong lễ đường mấy trăm gần ngàn người cũng không cần nói có thể nói liền là nửa cục xương cũng sẽ không lưu lại coi như hết thảy mọi người toàn bộ cho bầy quái vật này ăn, cũng không đủ bọn hắn nhét đầy cái bao tử. Ngay tại tam tạng mở cửa trong nháy mắt, tất cả quái vật ánh mắt lập tức chỉnh tề hướng tam tạng trong lại. Tất cả huyết hồng sắc ánh mắt tập trung ở tam tạng trên thân. Xe lộ thư viện chỉ một thoáng, tam tạng cơ hồ cảm thấy mình muốn hôi phi yên diệt. Loại kia bị nướng cảm giác là thật sự. Không phải ảo giác tam tạng ngay người tại cửa ra vào hồi lâu lập tức cũng không biết nên làm cái gì có lẽ mình hẳn là lập tức đóng cửa lại coi như không có trông thấy trước mắt tình cảnh nhanh chóng hướng lễ đường chạy tới để bên trong tất cả người mau trốn chạy bất quá cứ như vậy kết cục khả năng càng thêm thảm bởi vì lễ đường người một khi chạy đến tuyệt đối sẽ kinh động bậy quái vật này Đến lúc đó bầy quái vật này tuyệt đối sẽ giống mảnh hổ hạ sơn đi đem đám người kia toàn bộ xé rách ăn hết. Có lẽ, tam tạng hẳn là lập tức xoay người đi tìm kiếm nhạc hiệu trưởng, nhạc sang nhiên còn có chiên ngôn. Có thể khẳng định là, nếu chỉ có nhạc hiệu trưởng cùng nhạc sang nhiên, đối mặt này một đám quái vật, tuyệt đối là một con đường chết. Thế là, tam tạng bắt đầu chậm rãi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, phản phất không nguyện ý kinh động phía ngoài bất luận cái gì quái vật mà cái kia bầy quái vật, mỗi một con mắt đều nhìn chầm chầm tam tạng đóng cửa tay, cùng đang đóng cửa lại. Tam tạng nhìn thấy tất cả quái vật chậm rãi há hốc miệng ra. Lộ ra thật dài răng nanh. Lạnh cả tim, không tốt. Bầy quái vật này muốn tiến công, có lẽ ngày mai sân trường, đã là một mảnh địa ngục nhân gian. Tiên sinh, đứng tại cửa ra vào nơi đó không nên động. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến chiên ngôn thanh lương thanh âm tam tạng lần theo thanh âm tìm đi, lập tức tại cao cao bia đá trên đỉnh, thấy được chiên ngôn phiêu phiêu dục tiên thân ảnh. Khó trách, bầy quái vật này cũng chỉ là đứng đấy, không nhúc nhích, cũng không phát ra cái gì âm thanh, nguyên lai đang cùng chiên ngôn dặn co. Hình tượng từ tam tạng tầm mắt hoáng đổi đến không trung. Toàn thân áo trắng như tuyết chiên ngôn, ngồi tại cao cao bia đá trên đỉnh, hơi gió nhẹ nhàng thổi qua nàng địa đạo bào, khiến cho hắn phản phất tùy thời đều muốn bay đi, lại phản phất coi như sơn băng địa liệt, nàng cũng sẽ không rời đi bia đá một bước. Mà nàng trước mặt là tầng tầng điệt điệt quái vật, như là cổ đại công thành chiến, thiên quân vạn mã binh lâm thành hạ, chỉ bất quá lúc này quân coi giữ, liền chỉ có chi ngôn một cái. Bất quá coi như như thế, chi ngôn vẫn như cũng một mực đem bầy quái vật này cản ở bên ngoài. Ngay sau đó, tam tạng lại đang bia đá phía dưới, thấy được nhạc sang nhiên cùng nhạc hiệu trưởng. Hai người lúc này trên tay cầm lấy binh khí, động cũng không dám động. Chi ngôn tiên tử, ngươi suy tính được như thế nào? Bỗng nhiên, trong không khí vang lên một trận ông ông tiếng nói chuyện. Nghe được thanh âm này, Tam Tạng không khỏi giật mình, cũng không phải thanh âm này đến cỡ nào khó nghe, khủng bố cỡ nào, mà là bởi vì thanh âm này căn bản cũng không giống từ người trong miệng phát ra tới, càng thêm không phân biệt được là giọng nam vẫn là giọng nữ nam nhân nói chuyện giống thanh âm của nam nhân, nam nhân coi như học nữ nhân nói chuyện, cái kia kỳ thật vẫn là thanh âm của nam nhân. Bất kể như thế nào, cái kia chung quy là tiếng người. Lại tỷ như, chim sáo học thuyết lời nói, cũng không phải là tiếng người, mà là chim âm thanh. Hiện đang vang lên thanh âm, không phải là tiếng người, cũng không phải chim âm thanh, ngược lại giống như là núi âm thanh. Chi ngôn ngay từ đầu liền không hề nghĩ rằng vấn đề này, ngay từ đầu liền là cự tuyệt. Chi ngôn từ tốn nói. Ta ra lệnh một tiếng, những này các huynh đệ cùng một chỗ xông đi vào, chi ngôn tiên tử cảm thấy ngươi có thể toàn bộ ngăn lại sao? Cái kia thanh âm ông ông vang lên lần nữa. Không thể. Chi ngôn hồi đáp. Cho dù có một hai cái binh sĩ tiến lên, lễ đường bên kia hư nhược nhân loại liền sẽ toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ. Thanh âm kia cười nói. Húng hồ có thể tiến lên tuyệt đối vượt qua tám thành, đám người kia chết rồi, liền đều là chiên ngôn tiên tử sai lầm nhưng là ở trước đó ta gặp đem hết toàn lực giết ngươi chiên ngôn từ tốn nói về phần trong lễ đường những người kia không phải là chiên ngôn không cứu mà là bất lực chiên ngôn tiên tử có nắm chắc tại ngàn vạn binh sĩ trung tướng ta giết chết sao thanh âm kia vừa cười vừa nói ngươi cùng ta là cùng một cái cấp bậc bên trên cao thủ đơn đã độc đấu ta có thể thắng ngươi chiên ngôn đáp đồng thời nàng cũng thừa nhận đối phương, tại đối phương thiên quân vạn mã bảo hộ bên trong, nàng là không có hoàn toàn chắc chắn giết chết đối phương. Chi ngôn tiên tử nghe ta hát sơn một câu. Thanh âm kia lập tức trở nên có chút chân thành. Tiên tử sư huynh đã đi, lớn như vậy đạo môn đã tan thành mây khói, dựa vào tiên tử một người không có khả năng chống đỡ được lên. Tiên tử đem cái kia xá lợi tử bí mật nói cho ta biết, liền an tâm ẩn cư đi thôi. Vô luận là ta, vẫn là của ta những cái kia tay chân nhóm cũng không dám tiến lên quấy rầy không phải là ta yếu thế ta không biết xá lợi tử hạ lạc chi ngôn nói thanh âm kia cười hắc hắc nói vậy cũng thôi ta nghe nói quý môn hoa vô số tâm huyết tìm kiếm xá lợi tử cuối cùng dò tung tích đem bí mật giấu tại đầy bụng trong túi quần như vậy mời chi ngôn tiên tử đem cái này cái yếm cho ta đi cái kia cái yếm không trong tay ta Chi ngôn nhàn nhạt đáp. Hắc hắc. Thanh âm kia lạnh xuống, làm không khí phản phất đều hiện đầy sương lạnh. Tiên tử kia là muốn ta binh sĩ nhóm mở rộng tốt. Chúng ta ẩn núp vô số năm. Toàn thân đều rỉ sét. Hôm nay vừa vận động động tay chân, ta ngược lại muốn xem xem tiên tử có thể hay không giết được ta. Chuẩn bị. Thanh âm kia nhẹ nhàng vừa quát, vô số quái vật mở ra răng, liền muốn bay bổ nhào qua. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Bỗng nhiên, Tam Tạng phía sau truyền đến tiếng bước chân, cái kia cửa nhỏ bị bỗng nhiên đẩy ra, một cái gầy yếu lười biến thân ảnh từ bên trong đi ra. Tam Tạng xem xét, chính là Tôn Hành. Tôn Hành đi tới về sau, nhàn nhạt liếc vô số quái vật một chút. Sau đó từ dưới đất tùy ý nhặt lên một cây côn gỗ. Ngên ngang đi đến bầy quái vật trước mặt, dùng cái kia gậy gỗ diêu diêu một trong ngón tay nói: Hắc Sơn, ngươi cũng đã biết trường học này là ta che đậy, còn tới nháo sự. Dứt lời, Tôn Hành hất lên tóc vàng. Ưng ngạnh phách lối đi tiếng trong bầy quái vật. Vùng lên gậy gỗ hướng bên người quái vật đập tới. Cạch cạch. Như là gặt lúa mạch đồng dạng, một bầy quái vật ngã xuống. Đầu bị nện thành mảnh vỡ, ốc cùng máu tươi bay loạn, xương bột phấn bão tố đầy đất. Mẹ! bình thường các ngươi làm ác không liên quan lão tử sự tình lão tử cũng mở một con mắt nhắm một con mắt hôm nay cũng dám khi dễ đến lão tử môn tới trước biết chữ chết viết như thế nào sao tôn hành không quan tâm cứ như vậy một đường dũng mãnh đập xuống hắn đi qua địa phương chung quanh hai bên thi thể như là bên trong phế tích nát cục gạch đồng dạng nhiều làm càng tôn hành ngươi ta mặc dù không có giao tình nhưng là cũng không có khúc mắt thanh âm kia lạnh lùng nói ra. Mặc dù ngươi lợi hại ương ngạnh, nhưng là ta cũng chưa chắc sợ ngươi. Ngươi hôm nay đắc tội ta, ngày khác ta toàn lực giết ngươi, ngươi có thể hay không ngăn trở. Ta biết ngươi lão nhi này không yếu, ta chưa chắc thắng được ngươi. Thế nhưng là cũng không phải luận võ quyết đấu phải cứ cùng ngươi tranh thắng thua, chỉ cần ngươi giết không được ta liền thành. Tôn hành lắc lắc giết đến có chút tê dại tay phải, đem vết máu kia rơi gậy gỗ đổi sang tay trái, nói. Về phần ta vì cái gì cùng ngươi không qua được, đầu tiên, ngươi đến của ta bàn nháo sự, tiếp theo, phía trên nữ nhân kia cùng ta không có quan hệ, nhưng là cùng ta tên vương bác đảng kia sư phó có quan hệ. Mặc dù ta cái kia sư phó buồn nôn chán ghét cực kỳ, nhưng là ta vẫn là không thể không giúp. Ha ha! Thanh âm kia cười to nói. Lúc nào nện trời dẫm địa, làm càng nập trời tôn hành cũng có sư phó quản giáo. Ngươi mẹ nó im miệng, ngươi cho rằng ta nghĩ a? À. Tôn hành giận tím mặt, đối chung quanh quái vật đập mạnh, trong nháy mắt lại đem mấy chục cái quái vật nện thành mảnh vỡ, lớn tiếng hướng trung ương quát. Liền như là lão nương ngươi, đương nhiên cũng có thể là lão cha. Một tòa phá núi tu luyện vô số năm vừa vặn muốn thành tinh, nhưng không ngờ năm đó trên núi xuất sinh giả thú xuân tình bừng bừng phấn chấn, hùng tự an ủi, tinh dịch bay loạn, thư cũng tự an ủi, trứng loạn sắp xếp, nhiều như vậy tinh trùng, trứng tiến vào mẹ ngươi tao trong sơn động loạn giao kết hợp, khiến cho chính hắn không thành tinh, ngược lại sinh hạ ngươi cái này bất nam bất nữ, không thú không yêu tạp chủng đi ra. Hô! Bị đâm đau hát sơn như là muốn núi lửa phun trào đồng dạng, lập tức tam tạng nhìn thấy trên bầu trời bốc lên một cổ hát khí, phản phất tùy thời muốn nổ tung. Hư hư, mẹ ngươi cái, hoặc là liền tranh thủ thời gian động thủ, để thủ hạ ngươi bọn này lũ tạp chủng đứng đấy bất động làm sao lại chết dù sao ngươi sống một năm một đám ta giết chết một đống ngươi cũng không đau lòng mau để cho bọn hắn động thủ a à, như thế ta cái gì cũng không làm liền cùng phía trên nữ nhân kia cùng đi giết ngươi ta cùng nữ nhân kia liên thủ muốn giết một người trên cái thế giới này có thể chạy trốn hoặc là còn không có sinh ra tới hoặc là đã sớm ngõm củ tỏi tôn hành tiếp tục lười biếng nói Trung ương Hắc Sơn bình tĩnh lại, lạnh lùng nói ra. Vậy là ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch đến cùng rồi. Không phải phải đắc tội ta rồi. Ngươi phải biết, ngươi hôm nay có hai người, ta hôm nay chỉ có một người, cho nên không giết được ngươi nhóm, nhưng là lúc sau ta chưa hẳn chỉ có một người, tru tâm bà vương, biên bức âm vương, lục y sáu vương tùy tiện tới một cái, lại thêm vô ngôn yêu hậu, liền không có các ngươi đường sống. Móa, ta là bị dọa lớn. Tôn hành nhất là không nghe được người khác uy hiếp, lập tức nổi trận lôi đình, cầm lấy cây gậy đối trước mặt một bầy quái vật đập mạnh đập mạnh, đập chết còn tại dùng sức nện, một mực đem những quái vật kia nện thành mảnh vỡ, nện thành thịt vụn còn không bỏ qua, hướng trung ương hắc sơn giơ ngón tay giữa lên nói. Ta bảo ngươi mẹ hắn tạp chủng đến uy hiếp ta. Dứt lời, hắn vậy mà cởi xuống quần, móc ra di di đối trung ương phun ra một đạo thật dài nước tiểu, tiểu xong sau một trận rung rẩy, nói. Ngươi yên tâm, ta cái này nước tiểu bên trong không có tinh trùng, sẽ không để cho ngươi cái này tạp chủng thụ tinh. Ngày sau ngươi sinh ra một đống tiểu tạp chủng thời điểm, nhớ kỹ cùng ta không có chút quan hệ nào. Trung ương hát sơn vậy mà không có chút nào biểu thị phẫn nộ, chỉ là trong không khí cái kia cổ lạnh ý phản phất muốn đem hết thảy ngưng kết, truyền đến một cổ tiếng ông ông. On. Trên thế giới có thật nhiều tình hình, so chết, so địa ngục còn bi thảm hơn. Lập tức chậm rãi nói ra ngôn tiên tử muốn ta thối lui cũng được bất quá có cái nho nhỏ điều kiện lấy nơi này làm trung tâm sau này trong một tháng xin ngươi đừng bước chân nơi này trong phạm vi một trăm dặm hát sơn lạnh lùng nói ra nếu không ta lập tức bỏ chạy lại ra lệnh cho ta thủ hạ binh sĩ đi giết sạch trong lễ đường tất cả mọi người nghe được điều kiện của hắn chính là tam tạng trong lòng cũng hơi kinh hãi tốt chiên ngôn từ tốn nói đáp ứng ngươi. Động. Dứt lời, Hắc Sơn ra lệnh một tiếng. Cái kia vô số quái vật liền cực nhanh lui lại, thối lui đến một cái rừng cây nhỏ đằng sau, tiếp lấy một đám một đám biến mất. Vài phút công phu, bầy quái vật này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Từ đầu tới đuôi, tam tạng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cái kia Hắc Sơn, bất quá đối với tôn hành, hắn lúc này thật là kính nể vạn phần. Nhìn thấy bầy quái vật này thối lui, nhạc sang nhiên hai chân mềm nhũng, cơ hồ tê liệt ngã xuống. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Phòng ở quá nhỏ người quá nhiều. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 10 Phòng ở quá tiểu nhân quá nhiều chi ngôn lất phất trơi, hướng tôn hành hành lễ nói. Cảm ơn ngươi tương trợ. Xây lộ thư viện, tôn hành khoát tay một cái nói đừng như vậy, ngươi bộ dáng này ta đều không biết được làm sao nói chuyện cùng ngươi. Lời thô tục nói không nên lời, lời khách khí không muốn nói, đánh nhau còn không đánh lại ngươi, bình thường vẫn là có bao xa tránh bao xa tương đối tốt. Dứt lời, thật nhanh chóng chạy ra. Cái gì? Tam Tạng nói. Thường nhân nhìn thấy vừa rồi cái kia tình cảnh, cuối cùng sẽ có chút không thoải mái. Chi ngôn ân cần nói. Vừa rồi tam tạng đầu óc một lần ức. Quẹ. Trong dạ dày một trận cuồn cuộn, xác thực phun ra. Thật là, hảo hảo không đề cập tới cũng được, nhấc lên thật sự là muốn mạng người. À. Chỉ nghe thấy bên kia nhạc sang nhiên cũng một trận kêu thảm, tiếp lấy ngồi sổng xuống nhã hôn thiên ám địa, so tam tạng còn khốc liệt hơn. Nhìn xem tôn hành đi xa bóng lưng, tam tạng bên trong trong lòng dân lên vô hạn cực kỳ hâm mộ. Người sống đến tôn hành mức này liền hoàn mỹ, tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần bị bất kỳ vật gì trói buộc, cũng không cần e ngại trên thế giới bất cứ người nào. Hết lần này tới lần khác tôn hành người này bản thân, mặc dù làm càng cực kỳ, cũng không thế nào giảng đạo lý, thấy thế nào làm sao giống như là một cái tai họa, nhưng vô luận là đối cảnh vệ hạ thân phun bột tiêu cây, vẫn là bức bách tiểu đệ đến nhà vệ sinh đi lột nam sinh quần, tốt xem bọn hắn trên mông có hay không bớt mặc dù nghe xấu tận xương trên thực tế tới nói lại là không ảnh hưởng toàn cục trò đùa quái đản tôn hành tồn tại đối toàn bộ xã hội hoặc là cả nhân loại tới nói tuyệt đối là có lợi không tệ tôn hành tam tạng bỗng nhiên kêu lên tam tạng lúc đầu đều đã nhìn không thấy tôn hành thân ảnh cho là hắn đã sớm đi không còn hình bóng không ngờ trong bóng tối lại truyền đến tôn hành thanh âm lười biếng làm gì tam tạng do dự một hồi lâu về sau cẩn thận hỏi ngươi quả thực chán ghét như vậy sư phó ngươi sao bên kia tôn hành ngược lại yên tĩnh trong chốc lát không nói gì hồi đáp dù sao rất phiền dứt lời tôn hành thật đi xa ngay lúc này cũng không biết có phải hay không là ảo giác tam tạng đột nhiên cảm giác được tôn hành tâm tình phi thường ảm đạm trầm thấp cùng thường ngày tôn hành lại là nửa điểm đều không giống ngốc đứng trong chốc lát sau Tam Tạng liền muốn hướng giảng hòa nhạc sang nhiên cáo từ về nhà, xoay người nhìn lại. Lại là nhìn thấy nhạc hiệu trưởng cùng nhạc sang nhiên quỳ rạp dưới đất, thấp giọng nghẹn ngào, lộ ra đến vô cùng kích động cùng lòng chua xót. Đứng tại trước mặt bọn hắn chiên ngôn thoáng có vẻ hơi lúng cúng, liền vội vàng tiến lên đem nhạc hiệu trưởng đỡ dậy. Nói. Ngươi, ta không quen. Nhạc hiệu trưởng quỳ lui lại. Nhưng cố không nổi, ngược lại khóc đến càng thêm lợi hại có loại nhất định phải khóc đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hương vị. Ngọc Tổ Sư Gia bị gian nhân hãm hại đi về cõi tiên về sau, sư môn trách nhiệm rơi vào quét trác Trần Tổ Sư Gia trên đầu. Thương xót Trần Tổ Sư Gia chính là lịch đại bối phận danh hào cũng không biết, cho nên chúng ta phái từ khi Ngọc Tổ Sư Gia sau liền không có bối phận, lại không dám lấy bừa, khiến cho đời đời truyền nhân như là cô hồn giả quỷ. Sư phó trước khi Lâm Chung đem y bác giao cho trên đầu ta bất tài đệ tử bất luận ngộ tính vẫn là thiên phú đều ngốc tới cực điểm. Ta tổ sư môn chính là thiên hạ đệ nhất tên phái. Không ngờ lại luân lạc tới ta bực này ngu xuẩn chi độ trong tay. Đệ tử dùng hết cả đời muốn tìm được một ngày phần thượng đẳng truyền nhân, tốt kế thừa sư môn ta hương hỏa. Không ngờ ta đồ đệ kia càng thêm bất tài. Nữ nhi thiên phú có hạn. Bất tài đệ tử già già khóc tỉnh, có lẽ cái này ngàn năm tổ tiên sư môn liền muốn hủy trên tay ta liền muốn điêu linh xây lộ thư viện bất tài đệ tử đều muốn trở thành cô hồn giả quỷ không ngờ chi sư tổ vậy mà thật xuất hiện dứt lời nhạc hiệu trưởng đã khóc không thành tiếng nhạc sang nhiên cảm xúc mặc dù không bằng phụ thân nhiều như vậy nhưng là từ nhỏ liền bị phụ thân quán thâu cả đời trung với sư môn ý nghĩ lúc này vô hạn vui vẻ vô hạn chua xót ngươi vì sao nhận biết ta chi ngôn hỏi đệ tử cái này một chi dù sao cũng là từ năm đó quét rác đạo đồng trần tổ sư gia truyền thừa địa không tính sư môn chính thống lịch thay mặt trưởng môn đều phân phó truyền nhân sư môn chính thống duy nhất may mắn còn sống sót khả năng chính là chi sư tổ năm đó trần sư tổ vẽ lên một bức chi sư tổ chân dung để về sau đệ tử tốt nhận nhau cho nên đệ tử nhìn thoáng qua liền nhận ra nhạc hiệu trưởng thật vất vả đã ngừng lại nức nở hướng chi ngôn hồi đáp nhạc hiệu trưởng trong ánh mắt phản phất sáng lên vô hạn quang mang, mong đợi nói. Trần Sư Tổ còn nói qua, chỉ cần Chi Sư Tổ xuất hiện về sau, có lẽ Ngọc Sư Tổ liền cũng sẽ xuất hiện. Ngọc Sư Tổ đâu? Hắn tới rồi sao? Lập tức, nhạc hiệu trưởng như là nhi đồng vui vẻ nhảy cẩn. Không ngờ, Chi Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu. Nhạc hiệu trưởng sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, tiếp lấy vừa vui sướng nói chi sư tổ không cần quá mức lo lắng ngọc sư tổ có thông thiên triệt địa chi năng những cái kia gian nhân đạo chích lại có thể nào tướng hại trần sư tổ từ đầu đến cuối không tin ngọc sư tổ đã chết hắn nói ngọc sư tổ khẳng định có rất sâu địa tâm kết không giải được cho nên một mực không nguyện ý xuất thế từ trần sư tổ hướng xuống sư môn mỗi một thời đại truyền nhân cả đời chỉ có hai nhiệm vụ một là tìm kiếm kế thừa y bác truyền nhân hai chính là tìm kiếm ngọc sư tổ hạ lạc Nhạc hiệu trưởng mỗi lần nói lên Ngọc Sư Tổ sự xưng hô này thời điểm, chi ngôn con người xinh đẹp cuối cùng sẽ xuất hiện một đạo trống không, lập tức mờ mịt hướng nhạc hiệu trưởng hỏi. Trong miệng ngươi Ngọc Sư Tổ, chính là sư huynh sao? Lần này đến phiên nhạc hiệu trưởng có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Trên thế giới này, muốn nói cái nào là cùng Ngọc Thiền Tử người thân cận nhất, trước mắt chi ngôn đơn giản liền là một cái, thế nhưng là lúc này chi ngôn nghe được Ngọc Sư Tổ xưng hô thế này lúc, lại có chút phản ứng không kịp, không biết đó là ai. Không biết vì cái gì. Nghe được ngươi nói Ngọc Sư Tổ cái từ này, tầm trong đầu cảm giác trống rỗng, phản phất trong trí nhớ chưa bao giờ có người này, từng có cái từ này. Biết rất rõ ràng sư huynh tồn tại, nhưng là mỗi lần nói lên thời điểm, luôn cảm thấy rất lạ lẫm. Lập tức, nhạc hiệu trưởng cùng nhạc sang nhiên liền cũng không đáp lời nói. Hiện nay chi sư tổ xuất hiện, ngày sau đệ tử hết thảy tất cả liền nghe theo sư tổ phân công. Hiện tại những cái kia tai kiếp khó bên trong ẩn nút yêu quái nhau nhau tỉnh lại, trăm phương ngàn kế muốn tìm đến ngọc sư tổ thân thể cùng xá lợi tử, chúng ta nhất định phải tại bọn hắn trước đó tìm tới ngọc sư tổ, lại lấy ra xá lợi tử để ngọc sư tổ ăn vào, để hắn khôi phục tự bạo trước đó dáng vẻ. Nếu không trong thiên địa này kiếp nạn chỉ sợ khó mà đào thoát. Nhạc hiệu trưởng diện một bên trong tràn đầy lo lắng chi sư tổ cùng ngọc sư tổ cùng nhau thời gian dài nhất trần sư tổ nói ngọc sư tổ hiện tại khẳng định trên thế giới này lấy một loại khác diện mục xuất hiện ngài nhưng biết ngọc sư tổ một chút đặc thù a à? nhạc hiệu trưởng tiêu vội hỏi chỉ cần biết rằng ngọc sư tổ đặc thù về sau đệ tử ở thế tục trong xã hội có điểm lực lượng có thể tại toàn bộ xã hội tìm kiếm nói nói nhạc hiệu trưởng bỗng nhiên ngừng lại bởi vì hắn nhớ tới vừa mới chi ngôn nói qua Ngọc Thiền Tử hết thảy, tại trong trí nhớ của nàng là trống rỗng. Cho nên muốn từ chi ngôn trong miệng đạt được Ngọc Thiền Tử có cái gì đặc thù lời nói, là không thể nào. Xe lộ thư viện mà lúc này ở bên cạnh tam tạng. Nội tâm lại là dân lên kinh đào hải lãng. Giống bực này tư mật sự tình, bọn hắn giống như một chút cũng không có tránh đi mình ý tứ, mà tam tạng trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy có lẽ mình cùng cái kia ngọc thiền tử có một chút như vậy quan hệ lại cảm thấy mình cự ly này cái ngọc thiền tử có cách xa vạn dặm xa. Bất quá, vì cái gì tôn hành sẽ đem mình nhận thành sư phó. Chu bác cũng đang liều chết tìm mình. Đương nhiên, trọng yếu nhất là vì sao vô ngôn gặp đối với mình tốt như vậy? Đây là tam tạng cho tới bây giờ cũng không nguyện ý đối mặt vấn đề. Vô ngôn cùng chi ngôn không giống, chi ngôn có thể đối trên thế giới bất cứ người nào tốt, mà nếu người kia hiện lành lời nói, Chi Ngôn càng là đối với hắn cẩn thận. Đương nhiên, cái này cùng trong không khí dưỡng khí. Đối mỗi người đều đối xử như nhau. Cũng không phải là đối tam tạng nhìn với con mắt khác mới nhất là tốt. Mà Vô Ngôn, nếu tam tạng làm vì một người ngoài cuộc. Vô Ngôn tuyệt đối không phải một người tốt. Nàng có thể không nhìn bất luận cái gì cùng nàng người không liên hệ ở trước mặt nàng chết đi, vô luận người này đến cỡ nào thiện lương, hoặc là cỡ nào bất phàm. Nàng có thể mờ nhạt đi cướp đoạt bất luận người nào sinh mệnh, nhưng là đối với mình lại vẫn cứ như vậy tốt, tốt đến tam tạng cho tới bây giờ không biết, lại có người có thể đối với mình tốt đến nước này. Mà loại này tốt tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân địa, chẳng qua là nguyên nhân này tam tạng cho tới bây giờ không biết, cũng không muốn suy nghĩ. Ta đáp ứng cái kia Hắc Sơn, cho nên lập tức liền muốn đi ngoài trăm dặm trên núi. Chi Ngôn nói ra, lập tức hướng tam tạng nhìn lại nói tiên sinh nếu là trong lòng sợ hãi ta liền trước mang tiên sinh về nhà tiểu thư đang nói như vậy chuyện quan trọng vì sao không tách ra ta đây tam tạng vẫn là nói ra nghi vấn trong lòng người người bên ngoài nếu muốn nghe liền để hắn nghe chính là tam tạng trong lòng kính nể vạn phần tiếp lấy nhớ tới chiên ngôn vừa vặn giống nói muốn rời đi nơi này đến ngoài trăm dặm trong núi không khỏi cả kinh nói tiểu thư lần này muốn rời đi như cái kia bầy quái vật lại đến trường học làm sao bây giờ? Sẽ không? Chi ngôn cười nói. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ an bài địa. Tam tạng lập tức yên tâm lại, đã chi ngôn nói nàng có sắp xếp, vậy dĩ nhiên liền có sắp xếp. huống hồ tôn hành lợi hại như vậy, có hắn trấn ở chỗ này, dám đến trường học nghĩ cách quái vật, xác thực không phải rất nhiều. Liên quan tới sư huynh đặc thù ta trở về ngẫm lại, nói không chừng liền muốn ra một thứ gì tới chi ngôn hướng nhạc hiệu trưởng nói ra, hướng phía ngoài trường học đi đến, lại là muốn rời đi. Nhìn thấy tam tạng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chi ngôn xoay đầu lại nói. Tiên sinh còn có chuyện sao? Không có chuyện gì liền cùng nhau về nhà. Nguyên lai nàng quả thực là muốn đưa tam tạng về nhà, vừa rồi cũng không phải là đang nói hư thoại. Vừa mới có lẽ lời nói được nhiều lắm, cho nên chi ngôn đưa tam tạng khi về nhà, trên đường đi hai người phản mà không có lời gì để nói ta đến tiểu thư trở về đi đến tam tạng nhà dưới lầu hắn nhớ tới trong nhà những khôi lỗi kia võ sĩ còn có lãnh linh lãnh liên mấy người mặc dù những chuyện này chưa hẳn có thể giấu giếm được chiên ngôn nhưng vẫn là không cho nàng nhìn thấy cho thỏa đáng so với nhạc sang nhiên cùng ba bi chiên ngôn liền lộ ra quá không giống một cái cô gái bởi vì vô luận là ba bi vẫn là nhạc sang nhiên hai người trong đó bất luận một vị nào nghe được tam tạng câu nói này về sau khẳng định phải nghĩ hết biện pháp đến Tam Tạng trong nhà xem cho rõ ngọn ngành. Mà Chi ngôn thì hoàn toàn không lấy vì ngang ngược, nhẹ nhàng nói một tiếng được rồi, liền quay người nhẹ nhàng rời đi. Tam Tạng đi sau khi vào cửa, kinh ngạc phát hiện 12 cái khôi lỗi võ sĩ vẫn như cũ duy trì hắn trước khi đi tư thế không nhúc nhích, mà Lãnh Liên thì một mực bị bọn hắn cầm ở giữa. Nhìn thấy Tam Tạng tiến đến một sát na, 12 cái khôi lỗi võ sĩ nhanh chóng tản ra. Dùng mắt thường cơ hội nhìn không thấy tốc độ một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí của mỗi người đi, lãnh liên cũng bị giải phóng ra. Bất quá, lãnh liên đang giải phóng trong nháy mắt cũng không có lập tức vọt lên, mà lại như là thường ngày đồng dạng đi tới, một phát bắt được tam tạng tay. Bất quá, coi như đã bình ổn thường tốc độ, nàng vẫn là đi được rất nhanh. Tam tạng rất cũng sớm đã mệt mỏi, bất quá trời đi chiên ngôn trước đó, tinh thần của hắn vẫn luôn là hưng phấn. Lúc này một khi về đến nhà, vô tận bối rối phản phất trong nháy mắt dâng lên. Thân thể còn chỉ là vừa mới trúng vào ghế sofa, liền mơ màng thiếp đi. Cái này một giấc thực sự ngủ được rất quen, chờ đến tam tạng tỉnh lại thời điểm, ngày thứ hai mặt trời đều đã xuống núi. Bất quá, bởi vì hôm qua là Tết mừng năm mới. Ngày thứ hai nghỉ ngơi một ngày, cho nên tam tạng hôm nay là không cần đi trường học đi làm. Dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi, tam tạng chợt trong ngực thơm ngào ngạt, hơn nữa còn mềm nhũng. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện trong ngực vậy mà ông một cái hoạt sắc sinh hương tiểu mỹ nhân. Lãnh liên lại bị mình ông vào trong ngực, không có sai. Là bị tam tạng ông vào trong ngực, mà không phải mình chen đến tam tạng trong ngực. Ngay tại tam tạng mở to mắt trong nháy mắt. Lãnh liên cũng đồng thời mở to mắt, không có tỉnh ngủ sau mơ hồ. Nàng giống như cho tới bây giờ đều không cần đi ngủ giống như thân thể mềm mại của mình bị tam tạng ôm vào trong ngực nàng cũng không có chút nào ngượng ngùng cũng không có chút nào xấu hổ chỉ là mở to có chút trống rỗng con mắt nhìn qua tam tạng năng lực thực sự yếu a à. tam tạng thầm nghĩ trong lòng đột nhiên cảm giác được hạ thân lửa nóng cương liền đem thần thức chuyển dời đến nửa người dưới kết quả phát phát hiện mình tiểu lão đệ đã cương đến có chút căng đau cái kia tiểu lão đệ nhìn thấy tam tạng lực chú ý chuyển dời đến trên người nó càng là dùng sức ứng một cái, hướng một chỗ mềm mại địa phương đâm tới. Nha! Tam tạng toàn thân đều tê rần, cái này hơn 20 năm lão sử nam cơ hồ muốn bạo phát đi ra. Đón lấy, tam tạng thậm chí nhịn không được muốn đưa tay, đem trong ngực thân thể mềm mại ông chặt một chút. Nội tâm sinh ra một cái tà ác đầu ló ra. Nếu là hiện trong ngực mỹ nhân là bị lột sạch quần áo, thật là đến cỡ nào tiêu hồn a. À? Hô hồ bỗng nhiên, 12 cái khôi lỗi võ sĩ như gió lao đến. T, một tiếng, chỉ thấy được lãnh liên áo lập tức bị nhanh chóng kéo xuống, lộ ra tuyết trắng như son nửa người trên, còn có một cái màu hồng phấn bơ ra. Ngừng. 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 Tam tạng nội tâm điên cùng gào thét, rốt cục, cái kia 12 cái khôi lỗi võ sĩ như thủy triều thối lui, một lần nữa ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, nhắm mắt ngồi xuống tam tạng sát thực dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu không phải mình nội tâm ngăn trở rất nhanh, nói không chừng hiện tại lãnh liên đều đã là toàn thân trần trụi. Bất quá, những khôi lỗi này võ sĩ tâm linh cảm ứng cũng quá kinh khủng, mình tà ác suy nghĩ chỉ bất quá thoáng lộ ra một chút xíu, bọn hắn lập tức lĩnh ngộ, tiếp lấy lập tức tới ngay thi hành. Đi qua trận này kinh hãi, tam tạng cương tiểu lão đệ rốt cục mềm nhũng xuống dưới, cúi đầu xem xét, vừa vặn lại đối mặt lãnh liên tuyết trắng nhũ câu, còn có lộ ra nửa cái viên thịt. Lập tức, tam tạng lão nhị lại như cùng điểm như lửa, bỗng nhiên giấy lên. Bất quá, tam tạng thấy được lãnh liên mở to hai mắt mỹ lệ gương mặt, trắng nõn trơn nhẵn đến không có huyết sắc. Khuôn mặt đó cũng không có bởi vì vừa mới bị cởi quần áo, mà có nửa điểm xấu hổ hoặc là không vui, vẫn như cũ là thật yên lặng khuôn mặt, phản phất vừa mới bị đào quần áo không phải nàng. Chỉ một thoáng, tam tạng thể nội ngọn lửa cùng tâm tư xấu xa toàn bộ dập tắt xuống tới, lập tức lúng cuốn tay chân giúp lãnh liên mặt vào áo, sau đó cực nhanh chạy vào tẩy thất rửa mặt. Bất quá cả trong cả quá trình, lãnh liên vẫn một mực nắm lấy tam tạng tay không có buông ra, mà tam tạng quá mót, cũng không thể lôi kéo người ta một cái tiểu nữ sinh tiếng đi tiểu tiện đi. Vụng về tam tạng lúc này xuất hiện khó được nhanh nhẹn, chạy vào tẩy thất thời điểm, nhanh chóng tránh thoát lãnh liên tay, tiếp lấy càng thêm nhanh chóng đóng cửa lại khóa lên. Lúc đầu lo lắng lãnh liên sẽ trực tiếp phá cửa mà vào, cho nên vốn nên là dễ chịu thoải mái đi tiểu, cũng nâm nớp lo sợ, đứt quản. Mãi mới chờ đến lúc đến đều rửa mặt xong về sau, tam tạng phát hiện một cái tương đối kinh người vấn đề, cái kia chính là vô luận là lãnh linh vẫn là lãnh liên, còn có 12 cái khôi lỗi võ sĩ, lại là đều không cần đi vệ sinh. Đây là một loại cái gì sinh lý trạng thái? Lý Ngao còn viết qua một bài thơ, nội dung cụ thể quên hết, bất quá không sai biệt lắm là ý nói, liền xem như tiên nữ, cũng muốn trốn ở trong góc tường đi tiểu. Mặc dù cùng vô ngôn tiếp xúc qua một quãng thời gian không ngắn, cùng chi ngôn tiếp xúc tương đối ngắn tạm một đoạn thời gian, các nàng hai người đến cùng muốn hay không đi tiểu tam tạng là không biết, cũng sẽ không nghĩ. Nhưng là từ mấy ngày nay quan sát xuống tới, giống như lãnh liên cùng 12 cái khôi lỗi võ sĩ, đều là không cần thuận tiện về phần tẩy không tắm rửa, liền không làm sao biết. Bởi vì tại đáy biển thế giới thời điểm, Tam Tạng không cách nào tiếp xúc đến Lãnh Liên cùng Lãnh Linh, nhưng là Lục Y Sáu Vương là yêu cái đẹp như vậy một người, cho nên khẳng định là muốn tắm rửa, nói không chừng còn không cho dùng tắm rửa sữa tẩy, nhất định phải dùng tự nhiên nhất, thuần chân nhất thanh thủy. Tam Tạng một bên nghĩ, mà vòi nước thanh âm cũng không có quan, tiếng nước chảy ào ào mà vang lên. Âm Tam Tạng chỉ cảm thấy một làn gió thơm bay vào đến, tẩy thất khóa lại cửa bị sông mở, lãnh liên vọt vào. Tam Tạng không biết nàng muốn làm gì, thế là nhìn qua nàng. Lãnh liên cũng nhìn qua Tam Tạng, lập tức hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngay sau đó, lãnh liên vậy mà bắt đầu thoát y áo, tốc độ rất nhanh thoát, động tác phi thường thành thạo thoát. Mất một lúc, nàng liền cởi bỏ áo cùng quần, lộ ra tuyết trắng quần lót, còn có phấn hồng nhỏ áo ngực còn lại đều là trắng nõn dính thân thể như là vừa mới lột ra tươi cây vải có phải hay không lãnh liên cũng sẽ tâm linh cảm ứng a à, ta vừa mới nghĩ đến tắm rửa vấn đề này nạn liền vọt vào đến thoát y áo tam tạng thầm nghĩ trong lòng sau đó nhìn thấy lãnh liên xoay người nhếch lên mập mập tròn trịa hai bên cái mông hướng xuống cởi xuống đầu kia màu trắng quần lót lập tức một vòng đen nhánh đập vào mi mắt tam tạng chỉ cảm thấy trong lỗ mũi vừa tăng Phản phất có cái gì muốn phun dũng mạnh tiến ra. Nói thực ra, hắn thật rất muốn nhìn, nhưng là vẫn như cũ sông ra tẩy thất, đem cửa chăm chú đóng lại. Bên trong lập tức truyền đến dòng nước trùng kích thân thể thanh âm, một hồi thanh âm khoáng đạt, một hồi thanh âm gấp rút. Chắc là sông tại khác biệt địa phương phát ra thanh âm, nghe được phía ngoài tam tạng nhịp tim loạn, sắc mặt loạn biến. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 11 Cùng Thủy Thanh Thanh cùng ở Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 11 Cùng Thủy Thanh Thanh cùng ở huynh đệ, huynh đệ Ngay tại tam tạng mơ màng thời khắc, bên ngoài truyền đến phi thường có lực xuyên thấu gầm rú, tiếp lấy chính là dùng nắm đấm nện môn thanh âm, một trận gấp giống như một trận. Có thể phát ra loại thanh âm này, có thể dạng này gõ cửa, liền chỉ có sa ngộ tỉnh một người. Trung thực, tam tạng đối sa ngộ tỉnh là quải niệm, nhất là nhìn thấy hắn vì chính mình thụ nghiêm trọng như vậy cực hình, chỉ bất quá lúc này nghe hắn gọi gọi cùng gõ cửa trung khí mười phần, không giống như là thụ thương dáng vẻ. Bất quá, hiện tại là vô luận như thế nào cũng không thể để sa ngộ tỉnh tên vương bác đảng kia tiến đến, cái thằng này đơn giản liền là một cái sắc bên trong ác ma, nếu là cho hắn biết hiện tại phòng tắm bên trong có người tắm rửa, thì còn đến đâu a? À? Huynh đệ, đừng giả bộ lấy ngươi không có ở đây bộ dáng ta biết ngươi ở bên trong ngươi cái này khí quỷ nếu là người không tại ngươi làm sao bỏ được bật đèn sa ngộ tỉnh ở bên ngoài trống to tam tạng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thân thể ngươi không có sao chứ có cái rắm sự tình sa ngộ tỉnh lớn tiếng kêu lên tam tạng kinh ngạc nói thế nhưng là ngày đó chu bác ở trên thân thể ngươi làm như vậy cực hình ngươi làm sao lại không có việc gì vậy cũng là giả sa ngộ tỉnh bệ vệ nói ta hiện tại là vĩ lưỡi búa lớn giúp một thành viên chúng ta vĩ đại chu bác ban chủ qua không chừng chúng ta cả cuộc đời trước vẫn là huynh đệ làm sao có thể đối ta hạ độc thủ ngươi thấy trong tivi cực hình đều là giả vậy ngươi còn tới làm gì nghe được cái kia cực hình là giả bà trốn một chút tử cũng không biết là tư vị gì đương nhiên là tìm ngươi phát tài tới à? a sa ngộ tỉnh vui vẻ nói huynh đệ đến chúng ta phủ đầu ban đi không cần ngươi cởi quần chỉ cần ngươi gia nhập phủ đầu bang ban chủ của chúng ta cho ngươi một trăm vạn không đi tam tạng chém đinh chặt sắt nói ngươi đi xuống trước một hồi ta mời ngươi ăn cơm chiều đi cấp năm sau ngươi không phải phải đáp ứng ta không thể không phải huynh đệ ngươi ta liền bị ban chủ xé sống sa ngộ tỉnh đáng thương nói không đi tam tạng nói ngươi xuống dưới ta mời ngươi ăn cơm kỳ quái hẳn là trong nhà người có cái gì việc không thể lộ ra ngoài cho nên muốn để ta xuống dưới phía ngoài sa ngộ tỉnh lập tức tỉnh ngộ tới dùng sức xô cửa nói chúng ta là từ cùng nhau huynh đệ ngươi cũng quá không coi nghĩa khí ra gì có đồ tốt vậy mà không cho ta nhìn sa ngộ tỉnh một bên xô cửa một bên kêu to mở cửa mở cửa vị này soái ca ngươi đang làm cái gì a à? bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm đầy truyền cảm tam tạng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũng nghe ra cái kia là thủy thanh 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 âm ngay cả tam tạng toàn thân đều mềm nhũng cái kia sa ngộ tỉnh tự nhiên là càng thêm không chịu nổi như cùng ăn ba cân xuân dược mặt đỏ tới mang tai thanh âm khàn khàn ai nha ta có cái túi sách không thấy. Có thể là vừa mới hạ xe buýt thời điểm rơi mất, có thể hay không làm phiền ngươi đi giúp ta tìm xem. Thủy Thanh Thanh ôn nhu nói. Không có vấn đề. Sa ngộ tỉnh thật to khổ người lão đảo chạy xuống lâu. Tiên sinh, vậy ta có thể đi vào sao? Phía ngoài Thủy Thanh 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 âm trở nên càng thêm điệu đà. Đều là nữ nhân, cũng không cần gấp đi. Tam tạng thầm nghĩ trong lòng, liền mở cửa, đem Thủy Thanh Thanh để vào. Thủy Thanh Thanh hôm nay một thân hát trang, bó sát người màu đen quần da, đem mông tròn cùng bắp đùi đường công chống có chút kinh tâm động phách. Mảnh đến như là trắng đồng dạng eo, cao ngất giận ưỡng lên nhũ phòng cơ hồ lột quần áo mà ra. Thật là khiến người ta thấy tâm viên ý mã, khó trách sa ngộ tỉnh toàn thân phản phất muốn đốt. Nhìn thấy tam tạng ánh mắt, Thủy Thanh Thanh nhẹ nhàng mân mê tròn mép bờ mông. Khiến cho đến quần căng cứng, hai bên mông tròn khe rảnh tất hiện. Sau đó hướng tam tạng nhẹ nhàng nói. Xem được không? Tam tạng máu mũi cơ hồ đều muốn phun ra, nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian dời ánh mắt. Tiên sinh, ta có hay không cùng ngươi qua, ta là xà tinh A. À. Thủy Thanh Thanh bỗng nhiên nói. Tam tạng có chút kinh ngạc. Lắc lắc đầu nói. Không có qua. Bất quá ta biết, cái kia tiên sinh làm sao không có chút nào sợ chứ? Xà Tinh cùng Hồ Ly Tinh đều là nhất dâm đảng, ác độc nhất yêu quái. Thủy Thanh thanh ném đến một đạo nóng bỏng ánh mắt nói: "Tiên sinh là lúc nào biết ta là Xà Tinh đâu? Ta cũng quên lúc nào biết đến." Tam Tạng chính mình cũng có chút buồn bực nói: "Về phần sợ hãi, ta vốn nên là sợ hãi. Thế nhưng là ta biết tỷ là Xà Tinh thời điểm, là tại nguy cấp nhất khẩn trương thời điểm." cho nên lúc đó cũng quên đi sợ hãi. Sau đó nhớ tới thời điểm, sợ thời gian đã qua, mà lại quen biết sau cũng không thấy đến sợ hãi. Tiên sinh, nhưng là có chút người quen biết về sau, người tốt nhất vẫn là sợ hãi nàng. Thủy Thanh Thanh bỗng nhiên nói. Tiên sinh như thế trong phòng ở nhiều ít người a. À? 15 người. Tam tạng đi ra, mình giật nảy mình. 12 cái khôi lỗi võ sĩ cơ hồ đem trọn khách sảnh đều chật ních trong phòng là lãnh linh, hôm qua chịu đựng một đêm còn không có gì, nhưng là lúc sau là cực kỳ cực kỳ không tiện. Bất quá cũng may cái kia 12 cái khôi lỗi võ sĩ cơ hồ là hoàn toàn bất động, tự như trong phòng khách thả mấy cái pho tượng, chưa chắc có trong tưởng tượng chật chội như vậy làm âm ý, nhưng là như vậy phòng khách, nào có thả 12 cái pho tượng đạo lý. Đã tiên sinh cũng không thế nào sợ ta, ta vừa vặn có một chỗ phòng ở rất lớn, đầy đủ để tiên sinh cùng những người này ở cùng nhau đi vào, tiên sinh nể mặt sao? Thủy Thanh Thanh cười nói, gợi cảm dụ hoặc trên mặt lại là khó được đứng đắn. Tam Tạng địa đầu một cái phản ứng liền là không đi, ngược lại chưa chắc là sợ Thủy Thanh Thanh là xà tinh, chỉ bất quá hắn rất không quen ở trong nhà người khác, nhất là một nữ nhân, cái này thật sự là rất không tiện a. À? Tam Tạng nói, chẳng lẽ tiên sinh hiện tại liền thuận tiện rồi? Thủy Thanh Thanh mỉm cười chỉ vào phòng tắm môn, bên trong ào ào tiếng nước tiếp tục truyền đến, nàng quỷ dị cười cười, chỉ vào phía ngoài nói. Hẳn là tiên sinh không nở cửa đối diện mỹ nhân kia tam tạng lập tức mặt đỏ tới mang tai nói. Nào có. Thủy Thanh Thanh sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, nói. Tiên sinh, có mấy lời ta không tiện đối ngươi, nhưng là ta thật phi thường hy vọng ngươi ở đến ta nơi đó đi, không chỉ là bởi vì đi theo tiên sinh người chung quanh quá nhiều, mà là vì tiên sinh an toàn cân nhắc an toàn tam tạng kinh ngạc nói chẳng lẽ ta gặp có nguy hiểm gì sao sẽ mà lại là loại kia nhìn không thấy trước một giây như là mật đường sau một giây như là độc dược nguy hiểm thủy thanh thanh nghiêm túc nói tiên sinh tại ta có ân cứu mạng ta định muốn bảo vệ tiên sinh chu toàn nơi này còn có một cái vân bác gái lớn tuổi nàng cần ta chiếu cố tam tạng nói vậy liền cùng một chỗ dời đi qua ta gặp mời người chiếu cố tốt nạn lão nhân gia thủy thanh thanh hướng đầy đất khôi lỗi võ sĩ nhìn lại một cái nói coi như không muốn tiên sinh an nguy như thế trong phòng ở nhiều người như vậy thực sự không ra cái gì nhìn thấy tam tạng không nói thủy thanh thanh con mắt một đạo nghe tiên sinh đêm qua đại triển thần uy đem một cái tiên nữ thu phục đạt được vũ đạo tranh tài hạng nhất thu được một số lớn tiền thưởng tam tạng hung hăng hướng thủy thanh thanh trừng đi một chút nói đừng dùng thu phục cái từ này nhìn thấy tam tạng loại này thuần hậu người vậy mà đều loại này sắc mặt cùng khẩu khí thủy thanh thanh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc tiên sinh đã có tiền như vậy thì khi thuê ta nhà kia tốt thủy thanh thanh cười nói tam tạng nghe xong như thế có đạo lý nếu là thuê phòng không coi là tiếp nhận người khác ân huệ về phần tiền thuê nhà, tượng Trưng Tính thu một chút là có thể, ta cùng tiên sinh quen biết, đạm tiền không tốt lắm. Tiên sinh một tháng tùy tiện cho nhiều ít đều có thể. Liền là một khối tiền cũng có thể. Thủy Thanh Thanh cười nói, "Không được, đã thuê phòng, liền muốn dựa theo hành tình đến, ngươi dựa theo giá thị trường ra giá cả tới." Tam Tạng kiên quyết nói, "Vậy được rồi, vậy liền 10 vạn một tháng." Thủy Thanh Thanh Mạng bất kinh tâm nói. Ách! Tam tạng thật dài nghẹn thở ra một hơi, trung thực, hắn coi là Thủy Thanh Thanh xảy ra một cái rất giá tiền thấp, sau đó mình gấp đôi cho, không ngờ Thủy Thanh Thanh mở miệng liền là 10 vạn một tháng. Tiên sinh thế nhưng là chê đắt sao? Ta nhà kia là độc lập biệt thự. Có hoa vườn rừng cây, bể bơi, sân bóng, bốn cái gian phòng, tiền thuê đúng là 10 vạn khối một tháng. Tiên sinh nếu là chê đắt, vậy liền một phân tiền không muốn tiên sinh. Thủy Thanh Thanh một bên. Một bên cười khanh khách. Cứ như vậy, cực sĩ diện tam tạng nộp trước ba tháng tiền mướn phòng sau. Đem cái kia bút tiền thưởng tiêu đến sạch sẽ, lại lần nữa biến trở về kẻ nghèo hèn. Dù sao tiền kia tới quá hư ảo, tam tạng trong lòng luôn luôn từng trận không nở, dứt khoát lập tức hoa sạch sẽ. Bất quá, tam tạng đi gặp vân bác gái thời điểm, lão thái thái làm sao cũng không chịu đi theo hắn đi. Ở chỗ này thói quen sinh hoạt, mấu chốt là y tá mỗi ngày đều tới chiếu cố nàng. Cuối cùng tại đông đảo hàng xóm ánh mắt hâm mộ dưới. Tam tạng cùng 12 cái khôi lỗi võ sĩ, lãnh linh, lãnh liên tỷ ngồi lên ba lượng hào hoa phiên bản dài xe con rời khỏi nơi này. Mà lúc này một cổ trên xe buýt, sa ngộ tỉnh chính quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc, con mắt nóng tìm kiếm nữ sĩ túi sách bóng dáng. Cùng trong tivi, những cái kia yêu quái thường xuyên gặp biến ra một tràng phòng ở đến mê hoặc thế nhân. Ban đêm rõ ràng là xa hoa phòng ở, ngày thứ hai ban ngày lại phát hiện là tại mộ địa bên trên, đến cùng có hay không chuyện như vậy. Nhìn xem U tỉnh Mỹ lệ biệt thự, tam tạng hỏi. Yêu quái có thể hay không biến ra khỏi phòng tử đến đâu? Không thể. Thủy Thanh Thanh nói. Bất quá, có thể làm cho người sinh ra ảo giác rõ ràng ở tại trong huyệt mộ, lại phản phất nằm tại lộng lẫy trên giường. Tam tạng lạnh cả tim, nhớ tới như vậy tình cảnh, hướng trước mắt Mỹ lệ biệt thự nhìn lại, hỏi. Cái kia, cái kia trước mắt phòng này có phải hay không ảo giác đâu? Thủy Thanh Thanh xoay người lại, một phát bắt được tam tạng tay, sợ tại mình tròn trịa ngạo nghệ ưỡng lên trên ngọc nhũ. Vừa mềm lại đạn lại gấp, còn giống như có thể cảm giác được huyết mạch nhảy lên, tam tạng mặt đỏ tới mang tai, đầu tiên là một trận ngốc trệ sau đó nhanh chóng rút tay về lại không nghĩ tới thủy thanh thanh đã vậy còn quá nóng bỏng lớn mật tiên sinh vừa rồi sợ được là ảo giác sao thủy thanh thanh cười hỏi tam tạng lắc đầu sau đó nhượng bộ lui binh vậy được rồi đã đây không phải ảo giác phòng này cũng không phải ảo giác thủy thanh thanh cười nói tiếp lấy dẫn đầu đi vào trong phòng như thế lớn trong phòng kỳ thật chỉ ở thủy thanh thanh còn có một năm già người làm vườn, một cái mập mập lão mụ tử, cho nên có vẻ hơi quạng cu ẻ. Bất quá, coi như tam tạng bọn người ở sau khi đi vào cũng không lộ vẻ náo nhiệt, bởi vì 12 cái khôi lỗi võ sĩ đều là lạnh như băng, như là pho tượng. Ngay tại tam tạng đem đồ vật chuyển vào căn phòng lớn thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Tam tạng xoay người nhìn lại, lại là thuần một sát xe Hummer, phía trước đằng sau các bốn chiếc hãng mã Việt giả xa ở giữa là một cổ màu đen dài hơn xe. Chậm một chút, chậm một chút. Những xe này mở lúc tiến vào, từ trong bụi hoa nhô ra một cái đầu, đối đội xe lớn tiếng gào thét nói. Tâm hoa của ta, nếu là cỏ đến của ta hoa, tâm cùng ngươi liều mình. Két. Một trận chói tai tiếng xe. Toàn bộ đội xe đều ngừng lại. Sau đó từ trên xe nhảy xuống mấy chục tên đồ tây đen, cà vạt đen, kính râm, dày da đen nhanh nhẹn dũng mãnh hán tử những hán tử này toàn thân cao thấp chỉ có thủ sáu cùng áo sơ mi là màu trắng địa quả thật là xã hội đen hiện tại trời đã tối rồi còn mang theo kính râm cũng không sợ đi đường quảng cái té ngã mấy cái hán tử đi mở ra ở giữa dài hơn hung mơ cửa xe từ bên trong đi ra một cái siêu cấp cự hán người này trước đó hình dung qua hiện tại lại hình dung một lần giống như diêu minh thân cao đầu so diêu minh lớn cánh tay so diêu minh thô gấp hai eo so diêu minh thô gấp đôi nắm đấm khoảng chừng chén lớn như vậy cứ như vậy một quyền đi qua tam tạng hoài nghi a à nặc sử ngói cực nhọc cách xương cốt cũng phải cho đánh tan người này dĩ nhiên chính là phủ đầu ban ban chủ chu bác nhìn thấy chu bác từ trên xe bước xuống tam tạng giật mình cái này cự hán cũng không phải loại lương thiện không nghĩ tới vậy mà truy đến nơi này tới ngươi không có thế ở chỗ này chu bác chỉ vào tam tạng rống to. Mặc dù cách rất xa, nhưng là tam tạng vẫn như củ lỗ tai một trận vang ong ong. Dựa vào cái gì đâu? Thủy Thanh Thanh tiến lên một bước, nhô lên cao ngất bộ ngực nói. Chu bác như chuông đồng lớn trọng mắt cơ hồ muốn rớt xuống, nhìn qua Thủy Thanh Thanh nhũ phòng, ít hầu một trận nhúc nhích, trong miệng thấp giọng nói. Con bà nó, thật sự là câu dẫn người chết. Ta không cùng lời nói. Chu bác hướng Thủy Thanh Thanh nói ta chỉ đem đi người kia liền tốt. Không tìm phiền toái. Chu bác hướng tam tạng chỉ đi. Chu ban chủ đường đường anh hùng hảo hán, làm sao không dám cùng ta lời nói đâu. Thủy Thanh Thanh cười nói. Người cái này sắc quỷ nhất không thiếu được nữ nhân, làm sao nhìn thấy ta ngược lại không đến trêu chọc. Cái này vư vật trên người có độc. Ai dám đụng? Ta lão chu sắc là sắc, thế nhưng là đối tính mạng mình vẫn là rất quan trọng chu bác khẩu khí tràn đầy mỹ nhục phía trước mà ăn không được miệng bên trong bi phẫn nói ta qua ta không cùng lời nói ta mang đi hắn là có thể ta tự nhiên là sẽ không tùy ý ngươi mang đi ngươi muốn mang đi động thủ đoạt tốt ngươi nhìn hắn là giúp ta vẫn là giúp ngươi thủy thanh thanh đắc ý cười nói chu bác trừng mắt nói hiện tại hư yếu ớt quá ta cũng không sợ hiện tại chưa hẳn đánh thắng được ta phía sau chỗ dựa ta là không thể trêu vào, thế nhưng là cái kia chủ nhân muốn động ta. Cũng muốn cân nhắc một chút. Chẳng lẽ lại ngươi còn có cái gì chỗ dựa hay sao? Thủy Thanh Thanh khinh miệt nói. Đương nhiên là có, sư phụ ta vô địch thiên hạ, ta sư huynh không vô địch thiên hạ, nhưng trên thế giới cũng không có người nào chọc nổi. Chu bác nắm đấm nện một phát ngực kiêu hoành đạo, thế nhưng là ngay sau đó thần sắc buồn bã nhạt, nói đáng tiếc sư phó không có ở đây coi như tại cũng không phải lúc đầu sư phó chu bác cái này tên lỗ mãn bi thương phiền muộn bộ mặt nhìn xem thật đúng là để cho người ta có chút không quen ngươi cảm thấy ngươi người sư huynh kia hiện tại sẽ còn nhận ngươi người sư đệ này sao không một đấm đánh chết ngươi thanh lý môn hộ thế là tốt rồi thủy thanh thanh cười nói năm đó sư phó ngươi thời điểm nguy cấp ngươi sợ chết làm đào binh dạng này hành vi đã sớm bị trục xuất sư môn ngươi nơi nào còn có mặt lại để sư phó? Cái gì? Cái gì? Chu bác hét lớn, một bên trống một bên nắm chặt nắm đấm đánh bên người trần xe, thẳng đem cái kia dài hơn hung mơ đều đập sập xuống dưới. Hắn trống đến đằng sau nhưng cũng trống không ra, liều mình chịu đựng nước mắt không cho chảy xuống. Ta sư huynh là chán ghét ta, thế nhưng là khi người khác nghĩ muốn giết ta, hắn tự nhiên vẫn là phải qua tới cứu ta, sẽ không để cho người khác khi dễ ta. Chu bác hung ác nói, thần tình kia liền phản phất không phải một cái tàn nhẫn lạnh khóc ban phái cự đầu, ngược lại là một cái muốn người bảo vệ hài tử, thở hỗn hỉnh. Năm đó ta là mất mặt qua, cùng lắm thì, cùng lắm thì về sau tìm tới sư phó về sau, ta đi chết cũng được, cũng không cần đến đến róc thịt tâm ta. Đón lấy, Chu bác hướng tam tạng đi đến, nói. Ta không cùng nhiều như vậy, ta mang đi hắn là được mặc dù ta cùng nhóm là sinh tử đối đầu bất quá lại không ghét cũng đừng để cho ta động thủ vậy ngươi tại sao phải mang đi tam tạng tiên sinh đâu thủy thanh thanh lập tức cũng không đành lòng lại chăm chọc chu bác hắn có chút có thể là sư phụ ta ta muốn bảo vệ hắn an toàn không thể để cho hắn đợi ở chỗ này chu bác lớn tiếng nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy đợi tại ta chỗ này liền không an toàn rồi thủy thanh thanh nói đợi tại ngươi phủ đầu ban bên trong liền an toàn. Mình chính là yêu quái, ai biết đem hắn đưa đến nơi này là cái gì rắp tâm, ta mặc dù tin tưởng làm người, nhưng vẫn là không thể không phòng. Huống hồ phẩm tính tuy tốt, nhưng là cái kia ly miêu tỷ tỷ ác độc cực kỳ. Chu bác nói, kỳ thật nếu là tôn hành nguyện ý, liền không ai động được tam tạng tiên sinh, nhưng lại không biết tôn hành vì cái gì không nguyện ý. Thủy Thanh Thanh thở dài nói, ta sư huynh cảm thấy trước mắt cái này uất ức tử chưa chắc là sư phụ ta tự nhiên không muốn chu bác hư một tiếng chu bác tiên sinh ta phải hướng ngươi thanh minh hai điểm tam tạng hướng chu bác nói đầu tiên ta chắc chắn sẽ không là sư phụ của ngươi tiếp theo ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ ngươi có phải hay không sư phụ ta mặt khác nói lại cho dù có một phần vạn khả năng ta cũng muốn bảo vệ ngươi miễn cho ngươi bị một đám yêu quái cho tươi sống ăn. Chu bác lớn tiếng nói, tiếp lấy liền muốn đi qua lôi đi tam tạng. Liền ngươi cái kia ba lượng khí lực đều không có cánh tay, còn có thể bảo vệ mình. Hiện tại thế nhưng là khoảng chừng một đoàn yêu quái đang ngó chừng ngươi. Thôi, Chu bác tùy tiện liền tới bắt tam tạng cánh tay. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 12 đêm không yên tĩnh. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 12 Đêm không yên tĩnh hô. Bỗng nhiên, mắt top 12 đạo cái bóng lóe lên, cùng nhau hướng chu bác chọc tới. chu bác không có phòng bị, toàn thân cao thấp lập tức bị chọc vào bốn cái tay bên trong. chu bác kinh hãi bỗng nhiên vừa dùng lực, khí thế kia quả nhiên là như bị trói lão hổ, không có mấy ngàn cân khí lực, liền xem như xích sắt buộc lấy, cũng khẳng định bị vọt ra. Chu bác một bên rống to một bên dãy dụa, dưới chân cứng trắng phiến đá bị dẫm đến vỡ nát, nhưng là vẫn như cũ không thể tránh thoát mảy may, mà những khôi lỗi này võ sĩ chỉ cần dùng lực xé ra, như vậy cái này cự hán trong nháy mắt liền sẽ trở thành mảnh vỡ. Bất quá, tam tạng ở sâu trong nội tâm không có chút nào đem chu bác xé rách ý nghĩ, cho nên những khôi lỗi này võ sĩ chỉ là nắm chắc chu bác, cũng không có động thủ. Lưỡi búa dự bị bỗng nhiên tam tạng nghe được một trận gào to lập tức nhìn thấy chu bác mang tới mười mấy cái đệ đồng loạt giơ lên lưỡi búa liền muốn hướng khôi lỗi võ sĩ vọc tới tam tạng giật mình những này đệ nhóm cũng không so chu bác khôi lỗi võ sĩ một trảo này chu bác chịu được những này đệ là tuyệt đối chịu đựng không được chỉ sợ một thanh liền cho bóp nát ngay tại hắn vừa mới tỉnh hạ tâm thời điểm khôi lỗi võ sĩ lập tức buông xuống chu bác đồng loạt thối lui đến phía sau mình loại này tâm linh cảm ứng thực sự có thể so với tốc độ ánh sáng chu bác một lần nữa đứng trên mặt đất thời điểm vậy mà nhẹ nhàng co quắp một trận sau đó một mặt mồ hôi lạnh thẳng đến một hồi lâu chu bác mới chậm lại ánh mắt phức tạp nhìn qua tam tạng phía sau khôi lỗi võ sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói thật là khủng khiếp máy móc chu bác hướng tam tạng nhìn lại nói người có những người hộ vệ này bảo hộ cũng chưa chắc có thể an toàn những cái kia yêu quái chưa chắc là dùng vũ lực đến uy hiếp an toàn của ngươi các nàng còn biết dùng cái khác thủ đoạn tỉ như sắc đẹp cho nên ở chỗ này ngươi tuyệt đối là khó lòng phòng bị không bằng cùng ta cùng nhau đến phủ đầu ban đi tam tạng vẫn như cũ lắc đầu chu bác sắc mặt một trận ảm đạm ngươi không muốn đi ta cũng đoạt không đi coi như đánh thắng được thủy thanh thanh cũng đánh không lại ngươi những người hộ vệ này dùng sức cắn một trận răng về sau hắn hung ác nói lại ngươi cơ hồ khẳng định không phải sư phụ ta chết sống cùng ta quan hệ không lớn ta quản ngươi nhiều như vậy ngươi tự cầu phúc đi sư phụ ta tuyệt đối sẽ không giống như ngươi uất ức thôi chu bác tức giận quay người liền muốn tiến vào cái kia màu đen dài hơn hung mơ nhưng là phát hiện cái kia hung mơ đã bị hắn nắm đấm nện nằm xuống dứt khoát lại đá một cước sau đó hướng phía sau xe việt giả đi đến đường tam tạng có phải hay không ngọc thiên tử tra ra được chưa nhạc sang nhiên cái yếm đâu. Một con bạch tuột xuất tu chăm chú đem ba bi kiều nộn phần cổ trói lại, siết đến ba bi con mắt to trợn, lưỡi phun ra, tuyết trắng mặt một mảnh tử thanh, ánh mắt cũng tan rã. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Chờ đến ba bi sắp hít thở không thông thời điểm, cái kia bạch tuột lập tức buông ra xuất tu. Ba bi như là hít thở không thông cá, thẳng tắp chìm xuống dưới, mảy may không thể động đậy, bất quá từ trường hợp mũi thở có thể biết, nàng lúc này còn sống, nhưng là toàn thân nhưng không có nửa phần lực đạo, ngay cả ngón tay, thậm chí mí mắt cũng không thể động đậy. Bạch tuột trong miệng phát ra một trận cười quái dị. Xấu xí miệng phát ra một trận kỳ quái âm phù. Lập tức, bà bi bắp đùi trắng như tuyết hở ra một đầu thật dài tím tuyến, phản phất có một đầu thật dài tinh tế côn trùng tại trong cơ thể nàng vặn vẹo lăn lộn. A, à, Theo cái kia tím tuyến vặn vẹo bi miệng bên trong phát ra kêu thảm, không có chút nào lực đạo thân thể. Vô cùng thống khổ lăn lộn run rẩy. Bắt đầu nàng còn có thể phát ra tiếng kêu thảm, tiếp lấy liền khàn giọng đến thanh âm đều không phát ra được. Cuối cùng, ba bi tuyết trắng trên đùi bỗng nhiên chảy ra một vệt máu, trắng nõn trên da thịt đã nứt ra một cái miệng, một đầu màu tím đen gân mạch. Vậy mà như là tinh tế như rắn tránh ra. Từ cái kia vỡ ra miệng bò lên đi ra chờ đến cái kia gân mạch toàn bộ leo ra thời điểm, ba bi trên chân ngọc đã là vết máu loang lổ. Cái kia gân mạch cũng phản phất cùng chủ nhân đồng dạng thống khổ, tràn ngập sợ hãi, không bị khống chế hướng cái kia bạch tuột bơi đi. Cái kia bạch tuột kéo lấy hai cây gân mạch, dùng sức kéo một cái, lại xoắn một phát. Ba bi lập tức một tiếng thảm gáy, nhưng là hai chân gân mạch đã bị rút ra, lại không cách nào động đậy, coi là thật sống không bằng chết. Lại hành hạ một trận gân mạch về sau, Thẳng cảm giác được vô luận gân mạch vẫn là baby sinh mệnh lực đều phi thường yếu ớt, cái kia bạch tụt mới dừng tay. Con gái tốt, ta biết hiện tại càng ngày càng không muốn ta rời đi nơi này, tốt nhất cả một đời không nên rời đi nơi này, vĩnh viễn cũng không quản được. Bạch tụt cười lạnh nói, "Ta." Baby muốn mở miệng lời nói, lại không phát ra được thanh âm nào. "Nhưng là đừng quên, ban đầu chỉ là một khối tiêu mộc, là ta cho sinh mệnh." ta cho lắp đặt bốn cái dây cung, bốn cái có sinh mệnh dây cung, mới biến thành hôm nay bộ dáng. Ta mặc dù không thể rời đi nơi này, nhưng là ta có thể vĩnh viễn khống chế bốn cái dây đàn, vô luận xa xôi bao nhiêu, vô luận núp ở chỗ nào, ta đều có thể đem bốn cái dây đàn rút ra, để trong nháy mắt biến thành một tên phế nhân, sau đó sinh cơ dần dần cách mà đi, cuối cùng hoàn toàn chết đi. Xong mấy chữ cuối cùng thời điểm, bạch tuột âm lãnh thanh âm, khiến cho nơi này nước cơ hồ đông lạnh thành băng lần trước để trong ba ngày dùng nhan sắc đi dò xét ra đường tam tạng đến cùng phải hay không ngọc thiền tử, hiện tại nhiều ít thời gian đi qua. Chẳng những không có đi làm, ngược lại bạc vô âm tính, liên tiếp mấy ngày không đến thỉnh an. Nếu không phải đêm qua tới gần nơi này, lại sẽ xuống tới sao? Bạch tuột đem cái kia gân mạch kéo thẳng, sau đó dụng lực một nhóm. Lập tức, một trận âm lệ tiếng tỳ bà truyền đến, nghe được lòng người phiền ý nóng nảy không phải như vậy nữ nhi không dám nữ nhi thân bất do kỹ ba bi nghỉ ngơi thời gian thật dài về sau rốt cục có thể mở miệng lời nói nữ nhi cùng đường tam tạng bọn người bị người cầm đi đến một chỗ đáy biển mãi cho đến hôm trước mới được cứu trở lại dặm đáy biển bạch tuộc kinh ngạc nói là ai bắt các ngươi dáng dấp cái gì bộ dáng nữ nhi nhìn thấy hắn thời điểm là phi thường anh tuấn cao lớn mà lại làm người cực độ cố chấp, có cực đoan hoàng mỹ tình kết. Về sau nghe hắn anh Tuấn thẳng tắp dáng vẻ là giả, hắn dẫm lên cà kheo, mang theo mặt nạ, bị xé toan ngụy trang về sau, chỉ là một cái vừa gầy lại, lớn lên giống giống như con khỉ nam nhân mà thôi. Ba Bi vội vàng giải thích, một hơi nhiều lời như vậy, cơ hồ không thở nổi. Lục y xấu vương gầy xấu xấu. Bạch Tù kinh hải nói. Lại là hắn gan này quỷ vậy mà chạy đến dưới đáy biển đi. Hắn rất uy phong sao? Hắn, hắn cuối cùng ra sao? Đến cuối cùng, bạch tuột trong khẩu khí vậy mà mang theo một tia lo lắng. Các ngươi là thế nào bị cứu ra? Bị ai cứu ra? Bạch tuột lập tức tỉnh táo lại, nói. Gây xấu xấu mặc dù năm đó là chúng ta yếu nhất một cái, nhưng là trên cái thế giới này có thể đánh bại hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay bị xé trách ngụy trang về sau, hắn điên rồi." Babi nói. "Cái gì?" Bạch Tuột lo lắng nói, tiến lên mấy bước, dùng sờ tay nắm lấy Babi bả vai dùng sức lay động. "Hắn làm sao lại bị điên? Ai đánh bại hắn? Ai làm điên rồi hắn? Cuối cùng đâu?" "Là vô ngôn." Babi bị lắc dùng sức ho khan nói. Nha! "Là nàng." Bạch Tuột yên tĩnh trở lại, nói khó trách cái kia gầy xấu xấu không muốn bản thân liền đánh không lại yêu hậu coi như địch nổi đứng tại yêu hậu trước mặt hắn một ngón tay cũng không dám động lợi hại hơn nữa cũng vô dụng bất quá yêu hậu sẽ không bỏ mặt hắn điên mất a à. đúng vậy hắn cuối cùng tốt mang theo trung thành với hắn mười mấy người lại tìm một nơi khác ẩn cư đi ba bi nói ẩn cư cái rắm bạch tuộc phẫn nộ nói không được ta muốn nhanh đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây lập tức đem hắn tìm tới, sau đó đem Hắc Sơn cùng Chu Tâm bà Vương cũng tìm tới, mấy người hợp lực đi tìm Ngọc Thiền Tử xá lợi tử, cuối cùng toàn bộ thiên hạ ở giữa lại có ai là đối thủ của chúng ta. Chủ nhân năm đó không có thực hiện nguyện vọng, chúng ta giúp hắn thực hiện. Bạch Tuột biến đến vô cùng hưng phấn, nói. Hắc Sơn đã xuất hiện. Ta đêm qua cũng cảm giác được khí tức của hắn. Cái kia cổ bùng đất khí, cách vài trăm dặm ta đều có thể nghe thấy ta muốn nhanh đi ra ngoài ta muốn nhanh đi ra ngoài nhìn qua trong hưng phấn bạch tuột ba bi không dám mảy may ngôn ngữ chỉ sợ đánh gãy hắn cuối cùng đâu cuối cùng gầy xấu xấu thả các ngươi đi ra sao bạch tuột hỏi ba bi nhẹ gật đầu bạch tuột hai cái xấu xí con mắt chăm chú nhìn ba bi nói một cơ hội cuối cùng còn có hai ngày thời gian tra ra đường tam tạng có phải hay không ngọc thiền tử chờ một chút ra ngoài liền động thủ kiện sự tình thứ hai ngay lập tức đem nhạc sang nhiên cái yếm đem tới tay nếu cái yếm không lấy được tay nghĩ hết tất cả biện pháp để nàng đến phía trên cái kia phòng tắm ta tự nhiên có biện pháp đưa nàng lấy xuống hai chuyện này nhất định phải hoàn thành nếu không ta liền sẽ không là rút gân mạch mà là nhập thân vào hải cẩu trên thân cưỡng gian đem toàn thân tinh hoa hút khô về sau đem nhục thân cũng ăn hết phản chính là nữ nhi của ta ta chỉ là thu hồi mà thôi biết không ba bi trong mắt lóe lên vô hạn sợ hãi run rẩy gật đầu nói đúng vậy cha đúng vậy cha sau đó hai chuỗi nước mắt giống hạt châu trượt xuống ta lập tức thả ra đêm nay sau khi rời khỏi đây lập tức liền động thủ ta sẽ để cho cừu diễm thu phối hợp trợ giúp đương nhiên cũng là giám thị trước đó cũng không phải là đối thủ của hắn hiện tại càng thêm không phải Bạch tuột lạnh lùng nói. Nếu có bất kỳ dị tâm, cũng có thể thử một chút. Nữ nhi không dám. Nhớ kỹ làm thế nào sao? Bạch tuột hỏi. Nhớ kỹ, sắc dụ hắn, hắn có thể bắn ra màu vàng tinh dịch, cái kia chính là ngọc thiền tử, nếu không cũng không phải là. Ba Bi hồi đáp. Còn có, phải dùng xà tinh thủy thanh thanh hạ âm vật bài tiết, vật kia sự tình là thiên hạ nhất dâm chi vật, để đường tam tạng ăn vào cho nên trước lúc này, trước muốn lấy được thủy thanh thanh vật bài tiết. Bất quá vật kia đối với xà tinh là gần thứ nội đang đồ vật, so nọc độc còn trọng yếu hơn. Mỗi lần bài xuất một cái tuyết trắng hạt tròn, thủy thanh thanh phi thường coi trọng, cho nên khẳng định sẽ phi thường thích đáng đảm bảo. Muốn có được cái này vật bài tiết, nhất định phải cừu diễm thu hỗ trợ, hắn đối phó nữ nhân sở trường nhất. Bạch tuộc tinh tế phân phó nói. Rõ. Ba bi đáp, Bạch tuột nhẹ buông tay, cái kia gân mạch cực nhanh hướng ba bi bơi đi, từ đùi ngọc chỗ thủng chỗ một lần nữa chui vào. Lập tức, ba bi vừa đau đến chết đi sống lại. Lúc này đã là nửa đêm. Thủy thanh thanh biệt thự yên tĩnh, tất cả đều đã tắt. Bên ngoài vườn hoa cũng yên tĩnh, ngẫu nhiên có chỉ trùng nhẹ nhàng kêu to hai tiếng, phản phất bởi vì trong không khí âm lãnh ngưng trọng bầu không khí, cũng lập tức im miệng. Trong đêm gió, ngẫu nhiên thổi qua rừng cây, phát ra sàn sạc tiếng vang, thổi qua bể bơi mặt nước, gây nên một chút xíu dập dần âm thanh. Bảng lên trên trời mặt trăng phủ xuống trắng bệt quang mang, nhưng là đen nhánh mây đen tới về sau, bỗng nhiên che khuất mặt trăng, khiến cho toàn bộ trong đêm trở nên âm trầm. Sai Trong đêm bỗng nhiên vang lên một trận giống như mèo lại không giống mèo kêu to, âm lạnh đến khiến người ta lông tơ dựng lên. Sau đó, từ trong bụi hoa nhanh chóng thoát ra một con thoang thoát con báo, kéo lấy thật dài cái đuôi, nhanh như điện chấp hướng biệt thự chạy tới. Tứ chi chạy lúc, không có phát ra một chút xíu thanh âm. Trong nháy mắt, con báo liền vọt lên lầu hai bề cửa sổ, khóe miệng nhẹ nhàng một phát, móng vuốt trên mặt đất một cào, lập tức hóa thành một nữ tử. Toàn thân tử sắc, mang theo mặt nạ màu tím, thật dài móng tay như dao sắc bén, toàn bộ đêm là hắt, nhưng là trong bóng tối lại có thể nhìn thấy nàng lam con mắt màu tím lóe ra âm hàng ánh sáng nữ tử duỗi ra thật dài đầu lưỡi, tại màu lam trên móng tay nhẹ nhàng một liếm. Chính là cái kia đem tam tạng lồng ngực cao nát con báo tinh. Hắc hắc. Con báo tinh nhìn qua trong phòng giường, móng tay nhẹ nhàng quét qua, ngón tay đỉnh sáng lên một đoàn màu lam ngọn lửa. Bên trong nằm trên giường một người, chính là tam tạng. Chung quanh hắn, 12 cái khôi lỗi võ sĩ bao quanh ngồi vây quanh. Biệt thự đằng sau, hai đạo nhân ảnh như khói vọt quá cao cao tường vây. Hai người mặc quần áo bó, mang theo mặt đen che đậy, rơi xuống đất không phát ra mảy mây thanh âm, rơi vào bụi hoa về sau, bọn hắn không có lập tức động đậy, mà là dựng thẳng lên hai lỗ tai, đem chung quanh nghe cái cẩn thận. Mặc dù thấy không rõ lắm mặt của bọn hắn, nhưng là từ trên thế hình đó có thể thấy được một cái là nam, một cái là nữ. Nam rất cao, nữ trước ngực cực kỳ ngạo nghệ ưỡng lên cực đại, hai chân thật dài nhất là bó sát người quần áo sau khi mặc vào loại kia lộ ra đường cong vượt qua bất kỳ một cái nào nhật bản av nữ lang thật dài nhọn lỗ tai nghe một đoạn thời gian rất dài về sau hai người mới nhanh như chớp hướng trong biệt thự bay đi thủy thanh thanh nóng bỏng gợi cảm thân thể mềm mại nằm ở trên giường nhưng là trên thân nhưng không có bỏ đi bất luận cái gì quần áo vẫn như củ mặt nóng nảy da trang lúc này bên trong căn phòng đèn mặt dù giam giữ nhưng là nàng lại không có ngủ, ngược lại mở to con mắt, một vừa nhìn trên bàn máy tính màn hình, một bên dùng tay vuốt ve xoa bóp cứng chắc nhũ phòng. Gợi cảm yêu diễm thân thể mềm mại, như là như rắn trên giường vặn vẹo, miệng bên trong dáng băng dáng, làm đến mình không thể dâm kêu ra tiếng. Xoa nắng nhũ phòng động tác càng ngày càng nặng, càng lúc càng lớn, cuối cùng, sắc mặt như đỏ. Một cái tay trượt đến hạ thân, nhắm ngay giữa háng đầy đặn chỗ dùng sức theo, dùng sức bóp hôm nay, lại là nạn sắp xếp châu kỳ. Không phải rụng trứng, là sắp xếp hạt châu, loại kia tuyết trắng hương thơm, nhưng là cực kỳ dâm quế một loại hạt châu, cái kia là thiên hạ mãnh liệt nhất độc dược, chỉ ngửi một cái, liền đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Đương nhiên, loại này sắp xếp châu kỳ cùng nữ nhân kinh nguyệt kỳ là muốn phân biệt ra. Thủy Thanh Thanh từ xuất sinh đến bây giờ, chỉ sắp xếp qua ba lần hạt châu. Buổi tối hôm nay liền là lần thứ ba, mỗi lần sắp xếp châu kỳ, đều là một cái xà tinh khẩn yếu nhất thời kỳ. Cũng không phải bởi vì sắp xếp châu kỳ xà tinh sẽ phi thường suy yếu, tương phản, lúc này các nàng gặp tương đối cường đại, nhưng mấu chốt là, sắp xếp châu kỳ xà tinh, sẽ phi thường dâm đảng, cực độ dâm đảng. Không có bất kỳ cái gì lý trí, không có bất kỳ cái gì lực khống chế dâm đảng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1 Hoàng Tước Tại Hậu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1 Hoàng Tước Tại Hậu ba bi ghé vào phía dưới cửa sổ, vẫn tai tích lấy bên trong thủy thanh thanh một tiếng hơn hẳn một tiếng thiền gọi, ngay từ đầu chính là ngay cả một chút xíu không dám thở mạnh ra, cuối cùng phát hiện vậy mà nghe được tâm thần chập chờn, hô hấp cũng dần dần thô trọng, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, ngay cả bận biểu bịch lại miệng mũi, e sợ cho bên trong thủy thanh thanh nghe được nàng rất nhanh yên tâm lại, bởi vì bên trong thủy thanh thanh qua đầu nhập, coi như nàng ở bên ngoài ban trận. Cũng sẽ không bên trong gãy mất nàng dâm khiếu. Trong phòng dâm khiếu âm thanh càng ngày càng cao can, ba bi nhịp tim giống như bồn chồn. Cuối cùng thẳng thắn phản phất muốn từ trong lòng ngực nhảy ra ngoài. Thủy thanh 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 âm vốn là như vậy có mê hoặc lực, như vậy gợi cảm, lúc này dùng loại thanh âm này phát ra dâm đáng như vậy kêu to, đừng bảo là bất kỳ nam nhân nào sau khi nghe lập tức nhiệt huyết sôi trào thậm chí sớm tiết chính là phụ cận giống được châu chấu cũng không kịp chờ đợi tại góc tường hạ ông thư con ruồi làm việc lúc này không nhưng bên trong thủy thanh thanh là không đề phòng vốn là tâm phiền bại loạn ba bi trong lòng cũng là hoàn toàn không có bố trí phòng vệ chí ít nàng lúc này hoàn toàn quên đi sau lưng còn có một cái cựu diễm thu tồn tại a à trong phòng dâm khiếu âm thanh im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới phản phất từ một loại phi thường dâm quế ồn ào bên trong yên tĩnh trở lại, cái kia giống được châu chấu phun ra tinh hoa cũng vượt qua tự thân thể trọng một nửa, tính là chân chính tinh tận trùng vong, về phần thụ tinh con ruồi có thể hay không sinh ra châu chấu cùng con ruồi tạp chủng liền không được biết, thậm chí ngày sau vì cái này hạt xương trường phu tỷ lệ cũng ít đến thương cảm, bởi vì tiếp xuống hết thảy chung quanh đều sẽ trở nên càng thêm dâm đảng. Tuyệt đối dâm đảng một viên tuyết trắng hạt châu từ thủy thanh thanh gợi cảm đùi trượt xuống, ngón cái kích cỡ tương đương, so trần châu muốn bạch, muốn dính, không có trần châu như vậy muốn trương dương còn muốn che giấu quan mang, chỉ là để cho người ta cảm thấy ôn nhuận. Chí ít nhìn thấy hạt châu này về sau, không có người sẽ nghĩ tới đưa nó xuyên thành một sợi dây chuyền, hoặc làm thành một cái mặt dây chuyền vòng tay các loại, mà là muốn đưa nó một ngụm nuốt vào. Thủy thanh thanh bài xuất hạt châu, trên thế giới nhất mãnh liệt nhất xuân dược ngừng thở. Tư tưởng hoàn toàn hỗn loạn ba bi, bên tai bỗng nhiên truyền đến cừu diễm thu quát lạnh một tiếng, khiến cho nàng vội vàng ngừng thở. Ngừng thở nàng không có ngửi được. Cái này cả phòng ôn hương xuyên thấu qua pha lê còn có thể thẩm thấu ra, có lẽ có mấy cái phần tử chui vào ba bi trong lỗ mũi, khiến cho trong nội tâm nàng bỗng nhiên một ngứa, kiều nộn hạ âm lập tức một trận có chút xúc động, để cho người ta muốn đi gãi gãi, nhưng lại liều mình đem hai cái đùi dạo quá chặt chẽ cừu diễm thu tuấn mỹ khuôn mặt nổi lên một tia đỏ tươi cứ việc trên mặt mang theo mặt nạ nhìn không thấy người tâm loạn ta đi vào lấy hạt châu cừu diễm thu thanh âm lần nữa tại ba bi bên tai thưởng lên dứt lời hắn cao ngất kia thân thể cường tráng bỗng nhiên uốn éo đi vào đem cái kia cửa sổ cửa sổ vô thanh vô tức xoay ra một cái lớn lỗ không có tiếng vang chưa đầy mảnh kiến bể thủy thanh thanh đôi mắt như nước phản phất đã trải qua một trăm lần tính cao triều. Chẳng những con mắt giống nước. Liền ngay cả toàn thân đều cùng nước đồng dạng. Toàn bộ thân thể, toàn bộ tứ chi, đều tại chảy ra ngoài. Mảy may không bị khống chế. Cái gì mị nhãn như tơ, cái gì lười biến gợi cảm, chỉ riêng chỉ là Thủy Thanh Thanh lúc này nằm ở trên giường quần áo không chỉnh tề tư thế, đối nam tính hoặc là nữ tính lực hấp dẫn, liền vượt qua AV vô số chỉ cần là cái nam nhân, coi như đã liệt dương vài chục năm lão đầu, cũng sẽ kiên cường như sắc liều mình muốn nhào tới, đem nữ nhân trước mắt thao lật, lật đi lật lại, bóp chết. Chỉ bất quá chờ phải bỏ ra thực tiễn thời điểm. Mới sẽ nhìn thấy hai chân của mình hai chân. Đã như là đun sôi mì sợi đồng dạng mềm mại, toàn thân cao thấp chỉ có một chỗ cứng rắn, mà lại đến vỡ vụn điểm tới hạng cứng rắn. Cây kia đồ chơi chỉ có hai đầu đường ra không tại cứng rắn bên trong phun trào, ngay tại cứng rắn bên trong vỡ vụn. Nhưng là cừu diễm thu. Lại vẫn cứ không tại cái này bọn đàn ông phạm trù bên trong. Hắn chậm rãi đi đến Thủy Thanh Thanh trước mặt, ông Nhu nói ra xin đem cái viên kia hạt châu cho ta, được không? Tốt. Thủy Thanh Thanh dung ngạo nói ra đáng tiếc người ta không có khí lực A. À. Dứt lời, khẽ cắn bờ môi khoát tay, chẳng những không có nâng lên, ngược lại khiến cho quần áo rơi vào càng thêm ngươi trả, cái kia tuyết trắng hai vú ở giữa nhũ câu câu dẫn đến người con mắt đều muốn rớt xuống. Thủy Thanh Thanh con mắt lúc đầu cố gắng nghĩ chẳng phải phong tao. Nhưng là chỉ cần thoáng khẽ động, cái kia tiết ra tới phản phất không phải ánh mắt, mà là ướt nhẹp. Tốt, vậy ta tới lấy. Cưu Diễm Thu bình tĩnh nói ra. Cưu Diễm Thu hướng Thủy Thanh Thanh đi đến, cái kia ngắn ngủi mấy bước đường, lại đi được nhất là gian nan, trên chân phản phất cột hai cái một ngàn cân bao cát, mỗi bước ra một bước kia thống khổ, đều nhìn lo lắng. Dù cho trong phim ảnh động tác chậm, cũng không trở thành chậm như vậy. Cái kia là một cái toàn thân phát tao siêu cấp đại mỹ nữ mà không phải điện ngục vực sâu. Chờ đi đến Thủy Thanh Thanh trước mặt thời điểm, cừu diễm thu phía sau toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi, hắn chậm rãi cuối người. Đưa tay muốn đi nhặt viên kia tuyết trắng hạt châu. Đấy, một cổ nói không nên lời là hương vẫn là hòa thuận gió thổi tới sắc bén ngũ trảo đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lúc này cừu diễm thu ngược lại nhanh như thiểm điện mấy cái chuyển hướng liền lui lại mấy mét đấy 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 cũng không biết có phải hay không là hoàng dược sư đạn chỉ thần công mấy đạo bóng đen nhanh chóng từ cừu diễm thu tay bên trong bay ra cùng nhau hướng thủy thanh thanh bay đi Thủy Thanh Thanh không kịp nhặt lên trên đất tuyết trắng dâm châu, chỉ có cực nhanh trốn tránh. Cựu Diễm Thu cái tay còn lại càng thêm nhanh nhẹn bắn ra mấy mũi ám khí. Bất quá lại là đối chuẩn trên đất tuyết trắng dâm châu. Hạt châu kia bị ám khí đánh trúng bắn lên. Tiếp lấy lại bị một mũi ám khí đánh trúng, gãy hướng hướng vách tường vọt tới, cái cuối cùng bắn ngược hướng Cựu Diễm Thu phương hướng bắn ra mà tới. Cựu Diễm Thu lại nhanh chóng bắn ra mấy cái ám khí phong bế thủy thanh thanh lai lịch sau đó một phát bắt được cái viên kia tuyết trắng hạt châu, hướng nước thanh, nói. Cảm ơn tiểu thư hạt châu. Tiến đến lấy hạt châu làm chuyện của mình ngươi đi. Cựu Diễm Thu với bên ngoài ba bi nói gặp, đến ở trong đó cái này, để ta tới hầu hạ đi. Dứt lời, Cựu Diễm Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không biết nên đem cái này cười hiểu thành cười dâm, vẫn là cười lạnh ba bi nhanh chóng vọt tiếng gian phòng. cừu Diễm Thu đưa tay đưa ra hạt châu kia, ba bi liền muốn tiếp tử đi qua, ba. Cừu Diễm Thu trên mặt một trận biến sắc, mãnh liệt đem trong tay hạt châu bắn ra. Hạt châu kia như là ám khí, đâm vào tường thật dày vách tường. Rốt cuộc nhìn không thấy. Cừu Diễm Thu lại giơ tay lên thời điểm, cả cánh tay đã là màu xanh biếc, rất hiển nhiên là trúng độc. Viên kia không phải dâm châu. Cừu Diễm Thu lạnh lùng hỏi. "Dĩ nhiên không phải." Thủy Thanh Thanh ngồi thẳng thân thể mềm mại, mặc dù vẫn như cũ mang theo phong tao khí chất, nhưng không có trước đó sụi lơ cùng mê loạn mà là một loại tỉnh táo, đùa dẫn ý vị phong tao. Vậy ngươi vì cái gì ở bên trong kêu to, cuối cùng bài xuất cái khỏa hạt châu này? Cựu Diễm Thu hỏi, người ta không có có nam nhân, lại khó tránh khỏi có cần, thừa dịp trời tối người yên thời điểm ở chỗ này tự an ủi, ai sẽ lường trước có người ở bên ngoài nghe lén. Thủy Thanh Thanh dịu dàng nói, về phần hạt châu kia hết lần này tới lần khác vào lúc đó té ra tới. Hạt châu kia lúc đầu cũng là tự an ủi chơi đùa chơi bại. Là thả ở bên trong. Ai biết một cao trào, rung rẩy trương hợp dưới, ngành sinh sinh cho gạt ra. Thủy Thanh Thanh Trận nhìn cừu diễm thu một chút. Đạo, rõ ràng chuyện rất bình thường, lại để cho các ngươi suy nghĩ lung tung. Vào đi. Thủy Thanh Thanh với bên ngoài ba bi lạnh lùng nói ra bộ ngực to lớn Barbie vẫn như cũ mang theo mặt nạ đi đến, lúc này Barbie mặc chính là bó sát người quần áo, cho nên dáng người thấy nhất là rõ ràng. Kỳ thật, Barbie bộ ngực so thủy thanh thanh lớn, thậm chí eo cũng cùng thủy thanh thanh đồng dạng mảnh, nhưng là gợi cảm bên trong tổng vẫn là có mấy phần non nớt thuần mỹ, mà thủy thanh thanh như rắn dời đường công, thì hoàn toàn là nóng bỏng bốc lửa. Lấy tấm che mặt xuống đi, ta biết ngươi là ai, coi như che khuất gương mặt, ngươi trước ngực đặt hữu to lớn hai vú cũng bán ngươi. Thủy Thanh Thanh cười nói thông, ngay sau đó, Thanh âm trở nên băng lạnh lên, chi trước mấy ngày. Chúng ta còn tính là đồng sinh cộng tử bằng hữu, ta thậm chí liều mình đi cứu tính mệnh của ngươi. Nhưng hôm nay ngươi đến đây, giữa chúng ta liền hoàn toàn không để mặt mũi. Đừng ngụy trang. Ba Bi cười lạnh nói, ngươi dám nói tại đáy biển, ta cùng nữ nhân kia tỷ võ thời điểm, ngươi chỉ điểm của ta trong câu nói kia không trắp tâm hại người, ngươi không có muốn mượn nữ nhân kia tay giết ta. Đương nhiên là có. Thủy Thanh Thanh Lưu Manh thừa nhận nói, ngươi thời thời khắc khắc tại cái kia ngốc tử bên người, nói không chừng ngày nào liền lộ ra răng nanh, như thế ngốc tử liền phải gặp tai ương. Cho nên vì ngốc tử an nguy, ta cũng phải thật sớm trừ bỏ ngươi. Ta là vật sống yêu, trên thân yêu khí nặng, ngươi là tử vật biến thành yêu quái, cho nên không có cái gì cái gọi là yêu khí nhạc sang nhiên cái kia nữ nhân ngu xuẩn lại còn giữ lại ngươi tại nàng trong trường học mà khắp nơi truy sát ta cái kia ngày đó thời điểm nguy hiểm ngươi lại vì cái gì xuất thủ cứu ta ba bi hỏi thông lúc ấy đầu óc hồ đồ rồi thủy thanh thanh nói ra mà lại ta cho là ngươi cùng ngốc tử ở chung nhiều ngày sau gặp không bỏ được ra tay trước mắt ngươi đến cùng đã tới còn muốn đến đánh cắp ta dâm châu, để ngốc tử ăn vào. Sau đó sắc dụ ngốc tử ra tin để phán đoán hắn có phải hay không ngọc thiền tử. Hư. Ba Bi một trận cười lạnh nói, ngươi đối cái kia ngốc tử chẳng lẽ liền có cái gì tốt tâm tư không thành, coi như ngốc tử đã từng đã cứu ngươi, ngươi liền sẽ lòng từ bi không ăn hắn, lòng dạ trắng rết nói chính là ngươi. Ta không có nói không ăn hắn, ta là muốn ăn cái kia ngốc tử. Thủy Thanh Thanh con mắt một mị, duỗi ra gợi cảm đầu lưỡi liếm môi một cái vũ mị đạo bất quá ở trước đó trước phải giải quyết các ngươi nàng chậm rãi đem đầu lưỡi thu về ánh mắt trở nên như dao sắc bén ngươi không dám ba bi cười lạnh nói ta chỗ xưng chủ nhân kim sư phó ta kêu hắn bá bá phụ thân của ta ngươi muốn kêu thúc thúc đáng tiếc ta cái kia con dơi thúc thúc không có ở đây thủy thanh thanh ha ha cười nói không có đế quân ai biết được chúng ta cái kia thúc thúc bá bá đến cùng là thân vẫn là thù ta muốn giết ngươi còn có ngươi người sư huynh này ta mổ mổ mặc dù trên miệng gặp mắng ta vài câu nhưng là phía sau nhưng lại không biết muốn làm sao khích lệ ta tại ngươi toàn thịnh lúc mặc dù có thể thắng ta chưa hẳn có thể giết ta lúc này thụ thương hạ suy yếu ngươi cho rằng còn giết được ta sao ba bi cười lạnh nói ta là suy yếu nhưng ngươi là song trọng suy yếu Thủy Thanh Thanh ngã ngớn liếc nhìn Babi to lớn đứng vững bộ ngực, nói. Tiểu nha đầu gần nhất đi cho cái gì yêu ma quỷ quái làm tính nô sao? Lại bị làm thành cái này cái nửa chết nửa sống bộ dáng, đừng giả bộ lấy một bộ còn vô cùng cường thịnh dáng vẻ. Chỉ riêng chạy trốn ta vẫn là sẽ. Babi vừa nói, một bên nhanh chóng lui lại, thật sao? Thủy Thanh Thanh từ phía sau lưng lấy ra một chi sắc bén gai độc, nhắm ngay nằm dưới đất cừu diễm thu đến. Ngươi đi đi, ngươi đi ta lập tức giết hắn. Hắn rốt cuộc hẳn là tính là người thế nào? Ca ca của ngươi, sư huynh, hoặc là dứt khoát là tình nhân của ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ba bi cười lạnh nói, hắn chỉ là ta tiện nghi sư huynh mà thôi. Ta từ nhỏ đã chán ghét hắn. Ngươi yêu giết liền giết đi. Đáng tiếc hôm nay nguy hiểm, nếu không ta còn muốn bổ sung một kiếm đâu, ngươi tranh thủ thời gian giết đi. Tốt nhất hận chậm tra tấn, sáng tạo cái sắp xỉ một nghìn đao, đừng lập tức giết chết. Dứt lời, Barbie thật nhanh chóng lóe ra đi, liền hướng trước khi chết cừu diễm thu nhìn một chút hào hứng đều không có. Nhìn xem biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi Barbie, Thủy Thanh Thanh khóe miệng lộ ra tràn ngập mê hoặc tính tiếu dung. Thật ác độc cây cô nàng, ta thích. Thủy Thanh Thanh hung hăng cười một tiếng, trong tay gai độc hướng cừu diễm thu đỉnh đầu đâm vào. Chậm đã. Gai đọc khoảng cách cừu diễm thu đỉnh đầu còn có 0.1cm địa phương ngừng lại, chỉ gặp bi lại lần nữa gãy trở lại, chậm rãi đã kéo xuống mặt nạ lộ ra tái nhật mà tuyệt khuôn mặt đẹp đạo, ngươi rời đi nàng. Làm sao? Thủy Thanh Thanh có nhiều hưng dấu nhìn qua bi đạo, thật không nở a. À? Nàng dùng độc đâm bốc lên cừu diễm thu cái cầm, hai mắt mê ly đạo, thật sự là một tuấn mỹ giống được vưu vật, khó trách ngươi cái này nhỏ sống vó hàng không nở ngươi nói bậy bạ gì đó. Ba Bi phẫn hận nói ra, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không cần các ngươi làm a, à, chỉ là muốn mạng của các ngươi. Thủy Thanh Thanh nói. Sau đó một người độc chiếm đường tam tạng. Ba Bi lạnh lùng nói. Đúng vậy a. À. Thủy Thanh Thanh giống ăn xuân dược phong tao đáp. Thế nhưng là ngươi thật giống như quên đi. Ngươi còn có cái ly miêu tỷ tỷ, nàng nhìn chầm chầm đường tam tạng thời gian sau ngươi còn muốn dài, có lẽ lúc này nàng ngay tại ngoài cửa sổ. Chờ chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm. Nàng lại nhảy ra được ngư ông thủ lợi. Ba Bi cười lạnh nói, còn một bên hướng ra phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Tiểu ni tử đây là đang chăm ngòi ta cùng tỷ tỷ quan hệ sao thà Thủy Thanh Thanh dịu dàng nói ta cùng vậy tỷ tỷ cùng một chỗ thời gian đến cũng đến không xuể sở, Sao thân tỷ mùi còn muốn hôn ngươi lại châm ngòi cũng không hề dùng. Mùi mùi nói hay lắm. Cửa sổ bỗng nhiên mở ra, một cái duyên dáng tử sắc tư thái nhanh chóng phiêu vào, chính là trước kia xuất hiện cái kia li miêu tinh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Sắc dụ đường tam tạng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 2 Sắc dụ đường tam tạng li miêu tinh vừa xuất hiện, trong phòng người lĩnh lúc biến sắc, bất quá lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hòa hoãn lại. Ta vừa nghe nói mùi mùi đem đường tam tạng đưa đến bên này, liền lập tức chạy tới. thật sự là cao hứng vô cùng, mùi mùi xác định cái này đường tam tạng chính là cái kia ngọc thiền tử sao? Ly Mưu Tinh yêu Diễm nói ra. Chưa xác định. Thủy Thanh Thanh đạo, tỷ tỷ làm sao tại nửa đêm chạy tới a? À? Ta sợ đã chậm một bước liền hối hận không kịp li Miêu tin giọng dịu dàng nói ra hư hư ba bi cười lạnh một tiếng nói thật sự là tỉ muội tình thâm a à, người ba ba chạy đến chuẩn là lo lắng con rắn này tin một thân một mình đem ngọc thiền tử ăn đi ngươi nhưng có nghe hay không vừa mới nàng còn thân hơn miệng nói muốn ăn một mình ngọc thiền tử a à? thật sao li Miêu sao cười lạnh nói muội muội có chuyện như vậy sao thế nhưng là cái kiên ngọc thiền tử bắt được về sau không phải muốn hiến cho mổ mổ sao Thủy Thanh Thanh ánh mắt vòng vo mấy vòng Đúng vậy a à, tỷ tỷ ta đem cái kia ngốc tử mang đến nơi đây là chuẩn bị xác định hắn có phải hay không Ngọc thiền tử về sau liền lập tức giao cho mổ mổ đã tỷ tỷ tới liền đem hắn mang đi người có muốn hay không trước xác định hắn có phải hay không Ngọc thiền tử hoặc là làm sao dám định đem hắn mang đi sau đến lúc đó hiến cho mổ mổ mùi mùi ta đều mặc kệ, chỉ mong tỷ tỷ nhớ kỹ trước đó đã nói, ngày sau vô luận ai mạnh mẽ, đều muốn bảo vệ đối phương cả một đời. thật sự là hảo mùi mùi của ta a. À. Ly Miêu tinh chậm rãi đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng lóe lên, trên móng tay lập tức toát ra một đóa tử sắc ngọn lửa, chậm rãi đi đến Thủy Thanh Thanh bên người, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên khuôn mặt của nàng đạo mùi mùi trở nên suy yếu, nhỏ tỷ bà tinh lúc này càng là nửa chết nửa sống xem ra cũng chỉ còn lại có ta một cái coi như tinh thần, không bằng chuyện kế tiếp liền để ta tới an bài. Cái kia là tự nhiên, ta không phải đã nói, để tỷ tỷ làm chủ, mặc cho ngươi mang đi đường tam tạng. Thủy Thanh Thanh giọng dịu dàng nói ra, cái kia ngốc tử tại lầu hai cái thứ bảy gian phòng. Ly Miêu Tinh bỗng nhiên quay người, hai con mắt tràn ngập băng lãnh cùng phẫn nộ. Nhìn chầm chầm Thủy Thanh Thanh đạo, ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao? Tỷ tỷ, ngươi đây là nói cái gì, ta làm sao bỏ được tỷ tỷ chết. Thủy Thanh Thanh u nhiên muốn khóc. Đường tam tạng bên người có 12 cái khôi lỗi võ sĩ thủ hộ, ta đi vào không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi, mấy hiệp phía dưới không chỉ là không có tính mệnh, chỉ sợ là lấy thân xương vỡ, ngay cả một khối hoàn chỉnh xương cốt cũng không tìm tới. Li Miu Tin dùng móng tay trượt hướng Thủy Thanh Thanh kiều nộn cái cổ trắng ngọc đạo, ta cái này mùi mùi quả nhiên là lòng dạ trắng rết a, à. nhỏ tỳ bà tinh, ngươi nói không sai. Li Miu tin hướng Ba Bi cười nói, nghe nói ngươi cùng đường tam tạng rất quen. Ba Bi cũng ngòn ngọt, ngọt cười thông, còn tốt. Vậy có thể hay không làm phiền ngươi đi xuống một chuyến. Đem đường tam tạng mang đến nơi đây, đúng rồi. Cái kia 12 cái khôi canh võ sĩ không thể đi theo, ngươi có thể hay không giúp tỷ tỷ chuyện này đâu. Li Miu trải qua thanh âm. Biến đến vô cùng ôn nhu mềm mại nhà ta muội mùi chẳng mấy chốc sẽ sắp xếp hạt châu. Chờ một chút cho ăn qua đường tam tạng ăn dâm châu sau. Chỉ sợ còn muốn muội mùi ngươi hy sinh một cái nhan sắc, nhìn đường tam tạng bắn ra tinh trùng có phải hay không màu vàng, ai kêu muội mùi dáng dấp xinh đẹp như vậy câu người đâu. Đương nhiên, ngươi nếu là không đi, ngươi cùng vị này ca ca là muốn chết. Ly Miu tinh giọng dịu dàng nói ra ba biên ngọt khuôn mặt đẹp bỗng nhiên là trận nhìn đạo coi như ta dựa theo lời ngươi nói đi làm, ta liền có thể sống mình sao? đến lúc kia, ngươi còn có thể cho phép ta sống sao? cho đến lúc đó lại nói. Ly miêu tinh đạo, ngươi dựa theo ta lời nói. chí ít không cần chết ngay bây giờ, miễn là còn sống liền có hy vọng. tiểu mùi mùi, ngươi nói đúng không? không sai, không sai a. À? ba bi dịu dàng nói, tiếp lấy chậm rãi hướng ra phía ngoài đi. hướng tam tạng chỗ gian phòng mà đi. Ly Miu Tinh nhìn qua Thủy Thanh Thanh khuôn mặt, nhìn đồng hồ đạo ước chừng còn có 10 phút đồng hồ, mùi mùi liền muốn bắt đầu sắp xếp hạt châu, tỷ tỷ đã thật lâu chưa từng gặp qua mùi mùi dâm đã như vậy dáng vẻ, nghĩ đến thật là khiến người ta chờ mong a, à, mùi mùi lần này cần phải để tỷ tỷ nhìn một lần cho thỏa a. À. Không có vấn đề y, Thủy Thanh Thanh con mắt một mị đạo, đừng bảo là nhìn một lần cho thỏa, ta còn muốn nói cho tỷ tỷ, ta mại tấm gương công phu rất cao minh nha muốn hay không chờ một chút tỷ tỷ cởi quần chúng ta thử nhìn một chút. Chỉ bất quá ta nơi đó lông có rất nhiều, tỷ tỷ là bạch hổ, chỉ sợ sẽ cuốn lại hoảng. Mùi mùi một tiếng không thưởng liền đem cái kia ngốc tử đưa đến nơi này là có ý gì đâu. Ly Miu sao giọng dịu dàng nói bị. Chẳng lẽ lại muốn bỏ qua một bên ta tỷ tỷ này? Một người độc thôn hay sao? Nếu là ta nói ta căn bản cũng không muốn ăn hắn, mà là muốn bảo hộ hắn ngươi tin hay không? Thủy Thanh Thanh, sắc mặt biến đến có chút chân thành nói. Ta đến bây giờ đều vẫn nhớ đêm hôm đó, hắn coi như tính mệnh không muốn cũng phải cứu ta tình nghĩa. Thế nhưng là, đêm hôm đó chân chính cứu ngươi người là ta. Ly Miu tin đạo đổi cái này ngu ngốc, ngươi chết sớm mấy trăng lần tỷ tỷ cứu ta. Chỉ là tiện tay mà thôi, mà hắn, đang dùng tính mệnh cứu ta. Thủy Thanh Thanh ôn nhu nói, tỷ tỷ, tỷ mùi chúng ta hai từ nhỏ đã tại mổ mổ bên người lớn lên, đã là chơi tốt nhất hợp ý, lại là nhất đối chọi gây gắt đối thủ. Tùy thời tùy chỗ đều tại đề phòng đối phương. Tùy thời tùy chỗ đều đang mưu hại đối phương. Cho nên cho tới bây giờ ta gọi tỷ tỷ hai chữ này thời điểm, trong lòng không phải đang cười lạnh. Liền là tại nguyền rủa. Hôm nay ta chân tâm thật ý gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, buông tha cái kia ngốc tử có được hay không, cũng buông tha ta, có được hay không thạt ly miêu tin con ngươi một trận chuyển động. Lộ ra cười lạnh một tiếng. Mọi người đều nói ta là hồ ly tinh. Ta ở đâu là hồ ly tinh? Ta chỉ là một con ly miêu trải qua. Bàn về tâm nhãn chẳng những so ra kém hồ ly tinh. Chính là trắng tâm cũng so ra kém. Vậy tỷ tỷ là quyết tâm, dù cho cùng tính mạng của ta tương bác, cũng sẽ không tiếc. Thủy Thanh Thanh lạnh giọng nói. Coi như ta không đọ sức, cũng vẫn là có người muốn đọ sức. Li Miu Tinh từ tốn nói. Tốt. Thủy Thanh Thanh vỗ tay nói ra, cái kia chờ một chút tỷ tỷ cũng đừng trách ta vô tình. Đường Tam Tạng nằm ở trên giường đi ngủ. 12 cái khôi lỗi võ sĩ ngồi đầy cả phòng sang nhà. Ba đi tới thời điểm. 12 cái khôi lỗi võ sĩ ngay cả con mắt đều không có nâng lên. Cách Tam Tạng còn xa xa. Ba liền ngừng tự xuống tới ánh mắt rơi vào tam tạng trên mặt liền muốn đối ngũ tam tạng khuynh tiết mình thiến tự không ngờ tam tạng chợt ngồi dậy dọa đến ba bi nhảy một cái lui về sau một bước rời nhà bên trong giường có chút không quen nằm ở trên giường liền là ngủ không được tam tạng hướng ba bi không hảo ý ân nói ba bi muốn cười xinh đẹp miệng nhỏ lại có chút cứng ngắc nàng biết lúc này nhiệm vụ là câu dẫn tam tạng loại chuyện này lúc đầu nàng là trước cửa hàng, nàng liền đã từng cởi hết đứng tại tam tạng trước mặt qua. Những cái kia, tự an ủi chờ nóng bỏng ngôn ngữ, có khả năng nhất trêu chọc nam nhân tính dục. Nàng cùng tam tạng lần thứ nhất lúc gặp mặt. Liền để tam tạng đoán nàng đồ lót cùng áo ngực có phần sắc, hơn nữa còn đem thiếp thân ấm áp đồ lót công nhiên cởi ra giao cho tam đôi trên tay. Cho nên dạng này một cái babi muốn câu dẫn tam tạng loại này chim non là cực kỳ dễ dàng. Đương nhiên, babi lúc này nhiệm vụ thiết yếu liền là đem tam tạng đơn độc dẫn lên trên lầu đi. Babi là không khéo giảo hoạt, đem tam tạng dẫn tới lầu ba đi loại này nhiệm vụ đơn giản, nạn trong nháy mắt liền có thể nghĩ ra 10 loại khác biệt biện pháp. Nhưng là hé miệng thời điểm. Hầu lũng bên trong tràn đầy khô khốc, nàng suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ ra dùng lý do gì, vùng cái gì lão, để tam tạng đơn độc một người đi theo nàng bên trên lầu ba người đi theo ta bên trên lầu ba đi chỉ một mình ngươi cuối cùng tất cả ý nghĩ biến thành trực tiếp nhất một câu hiện tại tam tạng nói bất quá lại không lộ vẻ làm sao kinh ngạc ừm ba bi nhẹ gật đầu lập tức quay người đi ra phía ngoài tam tạng từ trên giường bởi vì hắn mấy tay không có thoát y áo liền ngủ mất cho nên đơn giản lưu loát sau khi rời giường liền cùng sau lưng Barbie ra gian phòng liền có ánh đèn lúc này Tam Tạng mới phát hiện Barbie sắc mặt vậy mà như vậy tái nhợt người thế nào ngã bệnh sao Tam Tạng lo lắng hỏi Barbie lắc đầu mang cái này Tam Tạng đi vào thủy thanh thanh chỗ gian phòng bất quá lúc này trong phòng đã không có người ngốc tử ngươi chán ghét ta sao Babi đưa lưng về phía Tam Tạng hỏi: "Không ghét đi." Tam Tạng trả lời. Babi tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi thích ta sao?" "Cái này, ta không rõ ràng lắm." Tam Tạng có vẻ khó xử. "Cái kia chính là không thích." Babi nói ra. "Thật ưa thích," trong lòng nam nhân rất rõ ràng. Chỉ có không thích, nhưng là đối phương lại lại dung mạo xinh đẹp thời điểm. Dựa vào nam nhân háo sắc bản tính, mới gặp không biết mình đến trang ưa thích ưa thích. Là thế này phải không? Tam tạng không khỏi âm thầm hỏi mình. Tiếp lấy tâm bên trong một thanh âm trả lời mình lui là như vậy. Nếu chân ái một mực chưa từng xuất hiện, loại này mơ hồ ưa thích có lẽ sẽ biến thành thật, nhưng lại không sâu lắm khác, loại này, hiện trên thế giới này rất nhiều. Ba Bi nhàn nhạt nói gặp, người đối ta có lẽ còn là có chút động tâm đi, tỉ như đối dung mạo của ta đối sự lợi hại của ta chân khí, đối ta hung bộ ngực to lớn, đối ta tròn vĩnh lên cái mông, đối ta sửa bò da thịt, đối ta siêu trường hai chân, đối trên người của ta cổ này siêu cấp AV nữ sinh khí chất. Những lời này không khỏi nghe được tam tạng mặt đỏ tới mang tai. Bất quá những này đại bộ phận đều thuộc về nam nhân tính dục, cùng tình cảm chưa chắc có quá lớn quan hệ. Babi tự dễu cười nói, cùng loài tính dục xúc động không những đối với ta sẽ có. Đối thẳng mình sẽ có, đối nhạc lặng nhưng sẽ có, đối thủy thanh thanh cũng sẽ có, nhất là thủy thanh thanh cái kia dáng người ma quỷ. Còn có nhất là mập trống mê người nơi riêng tư. Nghe được ba bi những này nóng bỏng ngôn ngữ. Tam tạng thân thể bỗng nhiên nóng lên, phía dưới liền bắt đầu muốn động. Tại thời gian không ngắn bên trong, ngươi hẳn là đối thẳng mình phi thường động tâm đi thậm chí mộng tưởng nếu đem nàng lấy về nhà bên trong làm thê tử a à? ba bi cười khẩy nói không có tam tạng không biết hôm nay ba bi vì sao lại nói những này kỳ quái lời nói nhưng là nghe được nàng nói lên trong lòng bí mật không khỏi xấu hổ vô cùng trong lòng may mắn thản mình không tại nếu không mình liền không có mặt mũi làm người ngươi nhìn thấy thản mình như vậy tư văn hữu lễ như vậy ôn nhu quan tâm dáng dấp vừa mềm thưởng lại kiều mị gián người quá tốt rồi, quả thực là lấy về nhà bên trong tốt nhất hiện bữa ăn lương mẫu, thẳng đến xuất hiện vô ngôn. Babi nói lên không lời lúc, khẩu khí lộ ra nhất là cổ quái, nàng so với chúng ta tất cả mọi người muốn tốt, đều muốn thành thục, đều muốn ngoan độc, đều phải ôn nhu, đều còn lạnh nhạt hơn, đều muốn quan tâm, đều muốn tự tư, xương biết, ngay tại Babi vừa mới nói được không lời thời điểm, tam tạng trong lòng một trận rút làm lúc này được nghe lại nàng hình dung vô ngôn chỉ cảm thấy ba bi thanh âm phản phất xa cuối chân trời não bên trong lập tức hiện ra không lời cái bóng lại có vẻ mơ hồ mình vậy mà không thế nào nhớ kỹ lên không lời tướng mạo mà lại càng là muốn đem khuôn mặt kia phải nhớ rõ tích lại trở nên càng phát mơ hồ nhưng là mơ hồ cũng không có nghĩa là không nhớ được ngược lại loại này cờ dáng đã làm làm một loại chung thân danh hiệu diễm ấn ở trong lòng đời này mơ tưởng lại xóa đi đến mức mỗi lần nhớ tới thời điểm trong lòng tổng nổi lên ê ẩm đau nhức đau cảm giác, để tam tạng ở sâu trong nội tâm từng đợt buồn nôn, từng đợt trung rẩy, nói không nên lời là ngọt ngào vẫn là thống khổ. Ta thích ngươi, ngươi cũng biết đi. Ba Bi thuận miệng từ tốn nói. Tam tạng chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, trong lòng nổi lên một cổ khó tả hương vị. Lúc đầu hắn hẳn là cảm thấy vui vẻ, còn có chút ít tự tác, chỉ là nhưng không có những cảm giác này, có lẽ có, nhưng đã bị nó cảm giác của hắn che giấu. Nghe xong lời này về sau, hắn chẳng qua là cảm thấy mình nói không ra lời. Ngươi cái này chính cống xử Nam, nếu là ta cùng ngươi lên giường, để ngươi cái kia, ngươi nguyện ý không? Bi bỗng nhiên quay người, hung hăng nói ra. Tam tạng trái tim thình thịch đập loạn, cho tới bây giờ liền không có hưởng qua ăn mặn tiểu đệ đệ, cũng bắt đầu không đứng yên. Không được. Loại sự tình này muốn cùng thê tử mới có thể làm. Tam Tạng chỉ cảm thấy hầu lũng khô khốc, gian khó nói. Ha ha, Babi bắt đầu cười ha ha, cuối cùng thậm chí cười đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, còn một mực che bụng dưới. Tam Tạng bị Babi cười đến càng thêm xấu hổ khó xử, không khỏi có chút tức giận, mặc kệ ngươi. Ta đi xuống. Dứt lời, Tam Tạng thật liền đi xuống. Babi vẫn còn ngồi chồm hổm trên mặt đất che bụng. Giống như nơi đó rút gân đến kịch liệt. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 Dâm tà cảnh giới Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 3 Dâm tà cảnh giới chờ đến tam tạng đi về sau, Ly mưu Tinh khuôn mặt lạnh như băng đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua baby nói. Người cái này nhỏ thì bà tin, chẳng lẽ sớm liền cùng cái này ngốc tử có một chân đem hắn câu dẫn lên đến về sau, lại vụng trộm đem hắn buông xuống sao? Không phải. Babi đứng lên nói ra. Cái kia ngươi vì cái gì nói những lời kia? Cười đến ngồi trộm hổm trên mặt đất, đem hắn kích xuống dưới. Li Miu tinh lạnh lùng nói ra. Bởi vì ta xác thực muốn nói như vậy a. À. Babi tự tiếu phi tiếu nói. Cái kia ngươi đợi chút nữa liền phụ trách lần nữa đem hắn câu dẫn lên tới. Li Miu tinh hung hăng nói bằng không, ngươi cái này thân gia liền thuộc về ta. Dứt lời, Li Mưu Tinh duỗi ra thật dài nhọn móng tay, tại đỏ tươi trên đầu lưỡi liếm lấy một hư. Bỗng nhiên, từ thủy thanh thanh chỗ phát tới một tiếng cực thấp yêu kiều, cứ việc thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Li Mưu Tinh nghe được. Nhìn thấy Li Mưu Tinh trông lại, thủy thanh thanh vẫn như của một phái lạnh nhạt tự nhiên, nhưng là bờ môi lại là lơ đãng môi mím thật chặt. Li Mưu Tinh ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, gật đầu nói, Mùi mùi của ta, đã đến giờ. Ngươi hai lần trước sắp xếp châu thời gian ta đều nhớ tin tường, mỗi lần cái này ngày 11 giờ đêm 13 phân, hiện tại đúng lúc là 11 giờ 13 phân, một phần không kém, một phần không nhiều. À, câu nói này lập tức đột phá thủy thanh thanh tâm phòng, một tiếng kiều khóc, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ thấu. Sau đó hai đầu vừa dài lại gợi cảm hai chân mềm nhũng, liền trực tiếp ngồi sập xuống đất, sau đó toàn thân cũng cuộn tròn trên mặt đất bắt đầu càng không ngừng vặn vẹo. Cái kia nóng nảy chập trùng thân thể mềm mại đường công, coi là thật như là như rắn mê người. Ngay sau đó, Thủy Thanh Thanh thân thể mềm mại phản phất chín mộng trái cây, toàn thân cũng bắt đầu phím hồng, coi như cách thật xa. Cũng có thể cảm nhận được từ nạn thân thể mềm mại phát ra nhiệt lực cùng mùi thơm. Đừng bảo là ta không có cảnh cáo ngươi nhóm, xà tinh sắp xếp hạt châu thời điểm là cực kỳ dâm đảng, ngươi nhóm ngàn vạn nhưng chớ tới gần, nếu không coi như ngươi cái này nhỏ thì bà tin là thư địa, cũng phải tươi sống bị nàng cho gian đến chỉ còn lại có nửa cái mạng nhỏ. Xà tinh sắp xếp châu thời điểm, chính là thân thể năng lượng cường đại nhất thời điểm. Cho nên ngươi nhóm vẫn là cách xa xa tốt. Ly Miu Tinh nhìn trên mặt đất thủy thanh thanh không ở bật cười, hướng ba lạnh nhạt nói. Ly Miu Tinh một bên cảnh cáo ba một bên đem cừu diễm thu kéo qua một bên. À, Thủy Thanh Thanh giọng dịu dàng càng ngày càng cao can, mỹ lệ trong con ngươi cũng hiện đầy tơ máu, trên thân vậy mà toát ra từng tia bạch khí. Hắc hắc. Không muốn trở thành đảng phụ dâm hoa. Hiện tại liền ngậm miệng lại, ngừng thở, này khí tức cũng là cực kỳ lợi hại dâm độc. Ly Miu Tinh lần nữa cảnh cáo nói. Thủy Thanh Thanh dâm khiếu lúc này đã có chút tê tâm liệt phế cảm giác, ở trong sân tất cả mọi người nghe được đều cảm thấy tâm thần dao động hận không thể lập tức che lên lỗ tai của mình. Căn biệt thự này kiến tạo thời điểm là hạ rất lớn tiền vốn. Cách âm hiệu quả là phi thường xuất sắc. Bình thường coi như lớn tiếng kêu gọi, cách mấy tầng vách tường, liền thanh âm gì cũng không nghe thấy. Mà lúc này tam tạng trên lầu, cũng có thể đem thủy thanh thanh dâm khiếu nghe được rõ ràng. Thanh âm kia phản phất có thể xuyên tường nước vách tường, chẳng những phi thường thanh trừ, mà lại phản phất liền ở bên tai một bên. Tam Tạng liền chỉ nghe ba tiếng, liền toàn thân phát nhiệt. Hạ thân sau so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn cứng chắc như sắt. Hắn không biết phía trên chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể chăm chú che lỗ tai. Nhưng là thanh âm kia vẫn như cũ rõ ràng truyền đến, phản phất cái kia sinh nguyên vốn là tại trong lỗ tai. Thế là Tam Tạng hung hăng nhắm mắt lại. Bất quá nhắm mắt lại liền càng thêm cao minh không, nhìn không thấy tình cảnh trước mắt nghe cái này rõ ràng thanh âm, liền phản phất thủy thanh thanh liền ở bên người, cái kia nóng thân thể liền phản phất có thể đụng tay đến. Mà lại, trong đầu như là phim đèn chiếu đồng dạng, thủy thanh thanh cơ hồ lộ ra trọn vẹn tình cảnh, thủy thanh thanh mặc áo da bó người, hạ âm phì phì nâng lên vết tích, còn có bị ba bi bày thành lão hán đẩy xe mông bự đường công, một lần một lần tại trong đầu phát ra, để tam tạng toàn thân đều phản phất muốn đốt. Cũng may Thủy Thanh 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 âm dần dần thấp xuống, không có cao như vậy can, không có như vậy trùng kích người lỗ tai. Nhưng là trầm thấp xuống về sau, lại trở nên càng thêm chọc người, cuốn cuốn quanh cuốn. Phản phất dâm đảng tơ nhện đồng dạng, đem người một vòng một vòng trói lại. a à, bỗng nhiên, Thủy Thanh Thanh lại rít lên một tiếng. Nàng giữa hán vị trí quần, đã toàn bộ bị làm ướt. Chăm chú kéo căng tại tròn trịa mông bự bên trên, gấp tròn cái mông còn có sâu u khe mông, tại ướt nhẹp trong quần, hiển lộ không thể nghi ngờ. Chính là cái kia màu mỡ âm hộ, như là châu con trai đồng dạng trương hợp, cũng may cũng không có thanh tĩnh nam nhân ở đây, nếu không chỉ cần xem thôi một chút, liền cũng điên rồi. Liền xem Như Thủy Thanh Thanh cùng Li Mưu Tinh, lúc này cũng quên đi ngoài thân thời điểm, nhìn qua Thủy Thanh Thanh rắn đồng dạng thân thể, dùng sức nuốt nước miếng. Thủy Thanh Thanh tiếp lấy một tiếng hí dài về sau, tự như cùng một cái thật như rắn, bỗng nhiên bắn tới ông chặt lấy trong phòng một cây thô to cây cột răng rắc cái kia cứng rắn chất gỗ cây cột vậy mà chịu đựng không được nàng ông một cái thống khổ vỡ thành từng đầu một tia sau đó từ giữa đó cắt đứt tán ra xà tinh tại sắp xếp hạt châu thời điểm là năng lượng nhất là thời gian hùng mạnh quả nhiên không có sai thủy thanh thanh xuân tình bừng bừng phấn chấn dưới nhìn thấy cây cột cũng đi qua dây dưa mà lại một thanh liền đem cứng rắn thô to cây cột ông trách ra Ông gãy mất cây cột về sau, Thủy Thanh Thanh ánh mắt rơi vào một cái thạch cao pho tượng bên trên, cái kia là một cái đang vung để sát cường tráng nam nhân. Thủy Thanh Thanh tốc độ cực nhanh đánh tới, trong nháy mắt đem pho tượng kia ngã nhào xuống đất, tiếp lấy dùng sức ông một cái. Âm. Lập tức cái kia gốm sứ pho tượng vỡ vụn ra, biến thành vô số mảnh vỡ bắn ra mà ra. Nhanh. Ly Miu tinh lạnh cười nói, hướng một bên ngay người Barbie nói. Chuẩn bị kỹ càng, lại đi đem cái kia ngốc tử đưa đến nơi này chờ sau đó xà tinh kia bài xuất hạt châu về sau liền cho cái kia ngốc tử cho ăn xuống dưới a à, thủy thanh thanh như là bạch hạt trên không trung bị tiễn bắn trúng một tiếng gáy dài không trung một cổ mê người túy hương sau đó một viên tuyết trắng hạt châu dọc theo ống quần trượt xuống sau đó thủy thanh thanh thân thể mềm mại mềm nhũng lập tức đã mất đi tất cả khí lực quệ oải trên mặt đất như đồng hóa thành một vũng nước không có chờ đến hạt châu kia rơi xuống đất. Li Miu Tinh trong tay áo bắn ra một sợi tơ lụa, đem hạt châu kia cuốn lên, sau đó vừa thu lại, hạt châu kia liền nắm giữ tới trong tay. Nhìn thấy Barbie ánh mắt nhất thiết nhìn tại hạt châu kia bên trên, Li Miu Tinh mỉm cười nói. Làm sao? Rất dám hứng thú sao? Nếu không cho ngươi ăn một miếng. Barbie dùng sức lắc đầu. Cái kia ngươi còn đứng lấy làm gì? nhanh đi đem đường tam tạng lần nữa câu dẫn lên tới. Li Miu Tinh lạnh lùng nói. Nếu là ngươi lại nói với hắn một chút lời nói điên cuồng, đem hắn kích đi. Ta cam đoan gặp lột N gia. Cũng may cái kia ngốc tử là khó được ngu xuẩn, không khéo một chút người, ngươi đừng muốn lần nữa đem hắn câu dẫn lên tới. Ba một tiếng không nghĩ, liền trực tiếp đi xuống lầu dưới. Dưới lầu tam tạng gian phòng vẫn như cũ là tắt đèn, vừa mới Thủy Thanh Thanh mặc dù dâm khiếu đến lợi hại như vậy. Nhưng là những khôi lỗi này võ sĩ phản phất là kẻ điếc, vẫn như cũ như là gỗ ngồi không nhúc nhích. Mà đường Tam Tạng lại tránh tại trong chăn. Ba bi rón rén đi đến Tam Tạng phía trước cửa sổ, bỗng nhiên nhếch lên mở đời. Tam Tạng bỗng nhiên giật nảy mình. Tiếp lấy nhanh chóng ngồi dậy. Mặt mũi tràn đầy đỏ rừng rực đến phản phất muốn nhỏ ra huyết, chẳng những trên mặt đều là mồ hôi, trên cổ trên lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Ba bi ánh mắt lập tức rơi vào tam tạng giữa hán, chỉ thấy được nơi đó dựng thẳng lên một cái kinh người độ cao. Nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng, bỗng nhiên giật ra đường tam tạng quần, sau đó ánh mắt hướng giật ra khe quần nhìn lại, nhìn chầm chầm hắn dưới mặt đất thân. Ân. Tam tạng một trận thanh âm thống khổ. Hai tay nhanh chóng che chở phía dưới. Bởi vì cái kia có quắp một trận, để tam tạng hoài nghi vừa mới cái kia co quắp một trận có phải hay không để phía dưới đều muốn đã nứt ra cho nên gãy mất cùng ta lên trên lầu đi thôi thủy thanh thanh tình trạng giống như có chút không ổn thủy thanh thanh nói ra dứt lời dao động sinh tư đi lên lầu bó sát người địa y áo vừa dài lại rắn chắc đùi tròn vo cái mông tinh tế thắt lưng ba bi bóng lưng tam tạng nhìn không chỉ một lần nhưng là mỗi lần đều lướt qua liền thôi nhưng là lần này trong mắt lại phản phất muốn rơi ở phía trên, ít hầu mắt đã làm đến cơ hội muốn bốc khói. Mà ba bình thường đi đường cũng sẽ không xoay đến lợi hại như vậy địa, mà lúc này một bước bãi xuống, viên kia lăn gợi cảm bờ mông, một mực tại tam tạng trước mắt khoanh tròn, khiến cho tam tạng một đường đến đi đến vô cùng gian nan, hạ thân không tiện, khiến cho hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ mới ngã xuống đất. Thật vất vả đi đến thủy thanh thanh gian phòng, bên trong vẫn như cũ không có bất kỳ ai tam tạng kinh ngạc hướng ba bi nhìn lại hỏi ngươi không phải nói thủy thanh thanh có chút không ổn sao tại sao không có nhìn thấy nàng ba bi dưới mặt đất thân nói ta nhất định phải nói cho ngươi một việc sự tình gì tam tạng trong lòng nhảy một cái mơ hồ cảm thấy một trận không đúng ta muốn cưỡng gian ngươi ba bi nói ra đón lấy nàng bỗng nhiên bỗng nhiên duỗi thẳng nàng siêu cấp dáng dấp cặp đùi đẹp bỗng nhiên khoác lên tam tạng trên bờ vai sau đó một cái dạng thẳng chân khiến cho hai cái đùi biến thành một đường thẳng mà tam tạng cũng theo cái này dạng thẳng chân ngồi xổng xuống ba bi là quần áo bó cái này một bổ xiên hai bên cái mông chăm chú nhảy lên hạ âm hình dáng có thể thấy rõ ràng tam tạng rống phun ra một câu chửi thề liền phải lập tức chuyển di ánh mắt bởi vì hắn đã cảm giác được lý trí chính cách mình càng ngày càng xa Babi bi thân trên cúi xuống, không nhìn mình to lớn cự nhũ phản phất muốn cầm quần áo căng nứt. Thổ khí như lan miệng nhỏ nhắm ngay tam tạng khuôn mặt. duỗi ra một cái tay, xoay qua tam tạng khuôn mặt, để gương mặt kia nhắm ngay mình. Sau đó mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, động tác này lập tức lại để cho tam tạng ý loạn thê lương. Nhất là, Babi phun ra khí tức, cùng nàng ánh mắt đồng dạng dâm quế. Sau đó liền gặp được ba bi miệng nhỏ càng ngày càng gần, bờ môi kia càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng. Ngay sau đó là nóng mềm mại xúc cảm. Babi lấy ưu thế áp đảo, nam nữ điên đảo dùng thân thể đem Tam Tạng ép ngã xuống đất. Ngay tại Tam Tạng bị hôn đến không có tư tưởng, đầu não muốn lúc nổ. Babi bỗng nhiên cái to nhỏ miệng, một cái đem Tam Tạng hai cái miệng môi đều cắn vào trong miệng. Dùng răng nhẹ nhàng cắn, dùng đầu lưỡi dùng sức liếm mặt khác một đôi tay nhỏ như rắn đồng dạng trượt vào tam tạng đúng quần một nắm chặt tam tạng cái kia lửa nóng cây thịt hô tam tạng cái kia ăn chay vô số năm tiểu đệ phản phất bỗng nhiên nếm đến ăn mặn vị, vậy mà bỗng nhiên giãn ra bất quá theo ba bi nhỏ tay nắm chặt lại tam tạng lập tức trải nghiệm đạo vừa đau lại thoải mái song trọng cảm giác lại theo ba bi nhỏ tay nắm chặt lại lập tức phản phất muốn hít thở không thông bất quá Babi tay nhỏ cũng không có hầu hạ nó bao lâu, rất nhanh liền rút ra. Tiểu đệ không khỏi một trận thất lạc, nhưng là ngay sau đó cái kia. Babi càng thêm nóng bỏng, phong tao dùng hai cái bắp đùi đem cây kia lửa nóng đồ chơi kẹp ở giữa hắn. Sau đó, Babi lè lưỡi. Thuận Tam tạng cái mũi hướng xuống, dùng sức liếm tới, lưu lại một đạo thật dài ẩm ướt dấu vết. Một tay nắm lấy Tam tạng quần áo, lập tức xé thành mấy khối vải rách cái kia thật dài mềm nhũng đầu lưỡi, dọc theo ngực hướng xuống, đến cái rốn. Đến bụng dưới. Mở ra răng, đối dây lưng khẽ cắn. Cái kia cứng cỏi địa, dùng cái kéo đều cắt không đứt dây lưng, như là giấy làm, thoải mái mà bị cắn đứt. Sau đó, cái kia tuyết trắng hàm răng nhỏ cắn lưng quần. Bỗng nhiên xé ra. Tam tạng gia hỏa bỗng nhiên bắn ra, cách đồ lót, Barbie gợi cảm miệng nhỏ bỗng nhiên liền muốn ngậm lên đi. Bỗng nhiên, trong phòng vang lên một trận tiếng vỗ tay, bất quá chỉ có một người đang quay. Thật sự là đặc sắc a, à, không nghĩ tới cái này thì bà không khéo minh một bộ kiều nộn tiểu nữ xinh dáng vẻ, lại so ta cái này phong tao thành tính xà tinh còn già hơn luyện. Tiếp lấy. Thân thể mềm mại giống như rắn thủy thanh thanh. Nện bước càng thêm gợi cảm bước chân, mông lớn lắc lư đến càng thêm lợi hại hướng tam tạng đi tới. Nhìn thấy kinh ngạc ánh mắt. Thủy Thanh Thanh hướng một mặt tường vách tường sau nói. Của ta tỷ tỷ tốt, ngươi làm sao không ra? Ngươi biết rất rõ ràng ta cái này phóng xuất độc trắng ngươi coi như không thở, không nói lời cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn giải độc. Nên đón Thủy Thanh Thanh chính là một trận tiếng cười lạnh, sau đó cái kia ly miêu tinh chậm rãi đi ra, trên mặt vẫn như cũ được xa. Ngoài trừ tay hơi có chút lay động bên ngoài, liền không còn có cái khác dị dạng. Hảo mùi mùi của ta, ta nhưng nhớ tin tường, người chính là cái này điểm thời gian bài xuất dâm châu A, sắp xếp như thế nào ra một viên dâm châu. Li Mưu tin giọng dịu dàng nói ra. Húng hồ ngươi vừa mới cho cái này nhỏ thì bà tin đẩy một viên độc châu, làm sao biển sẽ có đâu. Ta kém chút quên nói cho tỷ tỷ, ngài nhìn thấy cái này chung là ta xế chiều hôm nay vừa mới điều qua địa, là tính không được chính xác. Thủy Thanh Thanh giọng dịu dàng cười nói về phần vừa mới ta cho cái này soái ca cùng nhỏ thì bà tin đẩy một viên độc châu, đã có viên thứ nhất, vì cái gì lại không thể có viên thứ hai đâu? tỷ tỷ cái này định hướng tư duy cũng không phải a? À. không sai. ly miu tin giọng dịu dàng nói ra. mùi mùi nói không sai, ta dù sao không phải một con hồ ly tinh, ta chỉ là một con ly miu tinh, so với hồ ly tinh thông minh giảo hoạt kình còn kém xa lắm, mà lại từ nhỏ luận tâm nhãn ta liền sau mùi mùi ít rất nhiều. Về sau mùi mùi cần phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ nhắc nhở tỷ tỷ A, à, miễn cho tỷ tỷ bị thua thiệt còn không biết. Cái kia là tự nhiên. Thủy Thanh Thanh cười nói. Ly Miu tinh Mỹ lệ con mắt nhẹ nhàng đi lòng vòng nói. Bất quá mùi mùi cũng biết, người ta như là thân tỷ mùi. Ngươi độc mặc dù lợi hại, ta liều mạng một điểm thương tổn cũng chưa chắc không thể ngăn chặn, mùi mùi hiện tại như thế suy yếu, trước mắt khối này đường tăng thịt chỉ sợ thủ không lớn ở, cho nên không bằng ta a à hai tỷ mùi chia đều đi. Muốn là có người muốn độc chiếm, tỷ tỷ coi như liệu mạng ngày sau độc nhập phế phủ, cũng không nhịn được muốn cùng nàng liệu mạng. Có phải hay không đường tăng thịt, còn rất khó nói định đâu. Thủy Thanh Thanh giọng dịu dàng nói ra. Chẳng lẽ tỷ tỷ còn phải đợi lấy ta bài xuất hạt châu cho hắn ăn ăn về sau, thử lại hắn có phải hay không đường tăng thịt sao? Không phiền phức như vậy, trực tiếp ăn được rồi, miễn cho phiền phức, mùi mùi hạt châu kia, thế nhưng là tương đương quý giá cực kỳ. Đến lúc đó coi như không phải đường tăng thịt, liền liều mạng nội thương, cũng đem hắn toàn bộ phun ra. Ly Mưu Tinh mặc dù là cười nói, nhưng là đang khi nói chuyện lại là âm phong trận trận. Một bên nói, Ly Mưu Tinh một bên hướng tam tạng nhìn lại. Mà lúc này, tam tạng trên mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là nhìn chầm chầm Babi cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Babi gương mặt xinh đẹp chuyển hướng nơi khác, không chịu cùng tam tạng đối mặt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Rừng sâu núi thẳm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 4 Rừng sâu núi thẳm cái kia hai tiểu gia hỏa này đâu? Thủy Thanh Thanh hướng Barbie cùng Cừu Diễm Thu nhìn lại, hỏi dứt đi cho rồi. Li Mưu Tinh lười biến nói. Mặc dù có chút nguồn gốc, nhưng là mấy đời xuống tới, quan hệ thế nào đều mỏng. Cho nên mùi mùi cũng muốn thụ điểm mệt mỏi, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ giết hai cái này. Dứt lời, Li Mưu Tinh duỗi ra móng tay thật dài, thân thể mềm mại bỗng nhiên lóe lên, giống như một đạo mị ảnh hiện lên. T. Móng tay thật dài bỗng nhiên xẹt qua lập tức kiếm cái kia thật dậy vải mảnh xé thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong hôn mê bất tỉnh cừu diễm thu. Nhắm ngay cừu diễm thu cổ, Li Miu Tinh bỗng nhiên một trảo vào, cừu diễm thu cái kia xinh đẹp đầu lập tức muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Hắc hắc. Trên mặt đất cừu diễm thu cái kia gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên lộ ra một đạo mê người tiếu dung, sau đó mở mắt. Đừng quên còn có ta, chia của tại sao không có phần của ta. Cừu diễm thu mũi chân ở trên vách tường nhẹ nhàng bắn ra. Thẳng tắp thân thể thẳng tắp bắn lên. Bên kia, Thủy Thanh Thanh kiều nộn bàn tay, nhắm ngay ba bi cái ót vỗ nhẹ nhẹ đi. Vô thanh vô tức, nhưng là có thể khẳng định là cái vỗ này dưới. Tuyệt đối đầy đủ để ba bi cái này tiểu mỹ nhân hương tiêu ngọc tổn. Mà ba bi cũng không biết vì cái gì, vậy mà không có một chút phản ứng, phản phất không có chút nào biết. Cựu Diễm Thu trong mắt một buồn bực, thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung một cái chuyển hướng. Nhanh chóng hướng Thủy Thanh Thanh phương hướng bắn tới. Thẳng tắp ngón giữa. Hướng Thủy Thanh Thanh phía sau lưng điểm tới. Rất hiển nhiên, Thủy Thanh Thanh nếu muốn đi đập ba bi cái ót, liền không thể né tránh Cựu Diễm Thu một chỉ. Muốn né tránh cái kia một chỉ, liền không thể đập một chưởng này. Thủy Thanh Thanh cũng không cần chân, cũng chỉ là tinh tế thắt lưng nhẹ nhàng uốn éo, liền phản phất tuyệt diệu vũ đạo một thanh, né tránh qua một bên. Ngốc tử đi thôi. Bỗng nhiên. Ba bi hô to một trận. Đối tam tạng ngực bỗng nhiên đánh tới một chưởng, thẳng đem tam tạng hướng phía bên ngoài cửa sổ đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy. Ba bi ngồi ở kia chỗ ngẩn người bất động. Cảm ơn, xem ra bình thường tinh minh tiểu cô nương, tại tình yêu trùng kích vào, làm việc cũng không thông qua đầu óc. Li Miu Tinh cười ha ha một tiếng, nàng cũng không có truy kích cựu Diễm Thu, mà phản phất tại cửa sổ thượng đẳng lấy một bên, trực tiếp một thanh ông qua tam tạng, chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, như là một trận quỷ khói hướng ra ngoài bên cạnh bỏ trốn. Lên! Lúc gần đi đợi, Li Miu Tinh một tiếng khẽ kêu. Lập tức từ trong cửa sổ nhảy vào hơn 10 người, cũng lấy Thủy Thanh Thanh cùng ba bi bọn người. Mà Li Miu Tinh trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi li mưu tin một cái bóng trốn ra thủy thanh thanh biệt thự về sau bàn tay nhẹ nhàng tại tam tạng trên huyệt thái dương vỗ cũng không muốn đem tam tạng chụp chết mà là muốn đem hắn đập choáng địa phương tốt liền nàng trốn đi bởi vì nàng biết mình những người kia cũng không thể ngăn cản thủy thanh thanh cùng ba bi bọn người bao lâu mình muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong chạy trốn tới một cái các nàng tìm không thấy địa phương lượn quanh mấy cái công về sau li mưu tin nhanh chóng chui vào một cổ xe chiếc xe kia là nàng đã sớm dự chuẩn bị tốt, đem tam tạng thả ở bên cạnh trên chỗ ngồi, liền phát động cưỡi xe. Một trận oanh minh về sau, chiếc này đỉnh tim xe thể thao trong nháy mắt đạt đến gần 200 km h trong nháy mắt biến mất tại cuối ngã tư đường. Cứ việc thời gian phi thường gấp gáp, nhưng là Mưu Tinh vẫn là nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại đúng lúc là 11 giờ 43 phân, Mưu Tinh lập tức một trận không hiểu bởi vì nàng vừa mới tại thủy thanh thanh trong nhà nhìn chuông thời gian, vừa lúc là 11 giờ 13 phân, thời gian này chính là thủy thanh thanh mỗi lần sắp xếp hạt châu thời điểm. lại về sau mặc dù nàng tại không còn có nhìn qua đồng hồ, nhưng là thời gian của nàng khái niệm vẫn là vô cùng mạnh địa. từ lần kia nhìn chuông, đến hiện ở thời điểm này, cũng chính là chừng nửa canh giờ thời gian. như thế nói đúng là, thủy thanh thanh trong nhà chuông đi hơn là rất chuẩn cũng không có như cùng Thủy Thanh Thanh nói, sớm đã bị Thủy Thanh Thanh điều qua. Mà nếu là Thủy Thanh Thanh trong nhà chung đi chữ là chính xác, như vậy vừa mới Thủy Thanh Thanh bài xuất tới hạt châu liền không phải là độc châu, mà là thật dâm châu. Nhưng là vì sao hạt châu kia nắm trong tay vậy mà trúng độc đâu? Ngươi là muốn ăn ta sao? Đang ly miêu tinh kinh ngạc không hiểu thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên vang lên thanh âm. Ly miêu tinh giật mình, nhanh chóng hướng bên phải nhìn lại, phát hiện nói chuyện lại là đường tam tạng. Hắn sớm đã bị mình đánh ngất xỉu, lúc này vậy mà mở to con mắt nhìn mình. Chỉ cần mình không làm tỉnh lại hắn, liền mình cái kia một cái, hắn hẳn là cả đời này đều khó có khả năng mình tỉnh lại. Nhưng là lúc này vài phút không đến, hắn vậy mà liền mình tỉnh lại. Ta căn bản cũng không có choáng. Tam tạng nói ra. Ly miêu tinh tay như thiểm điện, cực nhanh tại tam tạng trên đỉnh đầu đập một kế lúc đầu coi là tam tạng gặp hét lên rồi ngã gục, lại không nghĩ tới tam tạng, vẫn như cũ mở to hai mắt nhìn xem mình. Ngươi không ngất đi, cái kia tốt nhất. Li Miu Tinh nói. Bất quá ngươi tốt nhất đừng động. Không phải ta hạ liền là sát thủ. Ta ăn không được, người khác cũng đừng hòng ăn vào. Ta không động. Tam Tạng nói ra, liền thật ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Thủy Thanh Thanh là ngươi muội muội tam tạng hỏi xem như li mưu tinh nói cái kia tội gì muốn lẫn nhau tính toán tam tạng ngữ trọng tâm trường nói im miệng li mưu tinh một trảo tới tam tạng lập tức cảm thấy cổ phát lạnh tiếp theo là đau rát đưa tay một vòng lập tức nhìn thấy đầy tay máu tươi tam tạng coi như non cổ đã bị li mưu tinh cầm ra năm đạo thật sâu thật dài vết thương lúc này đang liệu mạng đổ máu. Lần sau ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta cam đoan vết thương gặp lại sau một tấc. Ly Mưu Tinh lạnh lùng nói ra, tiếp lấy xoay đầu lại lạnh lùng nhìn chầm chầm tam tạng, đối tam tạng thổi qua một hơi. Khẩu khí này rất thơm, cũng rất lạnh. Tam tạng chỉ cảm thấy một ngọn gió thổi qua. Trên đỉnh đầu lập tức không còn, sau đó nhìn thấy một thanh rối bời kiểu mái tóc khắp nơi bay loạn. Ly Mưu Tinh thổi ra một hơi, vậy mà như dao, đem tam tạng tóc cắt lấy một thanh. Ta giết người phương thức rất nhiều. Phương pháp cũng rất nhiều. Tùy tiện loại nào đều đầy đủ lấy cái mạng nhỏ của ngươi, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn địa. Li Miu Tin cười lạnh nói. Nếu ngươi lãng phí mình, cũng không phải là rất coi trọng mình tính mệnh, như vậy ta nhất định phải nói cho ngươi, cái kia thầm mến ngươi tiểu hộ sĩ, hai ngày trước liền bị ta bắt. Không liên quan nàng sự tình, nhanh lên đem nàng thả đi. Tam tạng giận dữ hét. Rất nhiều người không liên quan rất nhiều chuyện. Nhưng là dính líu quan hệ. Liên cùng chuyện này có quan hệ. Từ giờ trở đi, người tốt nhất im miệng. Nếu không ngươi nói nhiều một câu, ta ngay tại cái kia tiểu hộ sĩ trên mặt nhiều vẽ một đường vết trách, ta nói lời giữ lời. Ly Miêu Tinh lạnh lùng nói ra. Ngươi, ngươi. Tam tạng một chút tử tìm không ra lời nói tới một đạo. Li Miu Tinh lạnh lùng nói ra. Sau khi trở về, ta lập tức sẽ ở trên mặt nàng bắt một đạo, chỉ mong nàng có thể sống mệnh, mặt mày hốc hác là khẳng định, cái kia vết sẹo vĩnh viễn đi không xong. Tam Tạng lập tức chăm chú ngậm miệng lại, trong lòng nổi giận phừng phừng. Cầu nguyện trong thân thể cái kia cổ vô cùng cường đại mà lại cực kỳ lực lượng thần bí, chậm rãi nhắm mắt lại. Lão Thiên nếu ngươi phù hộ ta, liền để ta lúc này tràn ngập cái kia cổ thần bí năng lượng đi. Tam tạng âm thầm cầu nguyện, chậm rãi công lên ngón tay, sau đó vô thanh vô tức hướng ly miêu tinh hư không bắn tới. Nếu cái kia thần cấp năng lượng phát huy tác dụng, coi như như vậy nhẹ nhẹ bắn ra. Ly miêu tinh không nói chết đi, chỉ sợ cũng lý lại nhận trọng thương. Đặng sau khi ra ngoài, tam tạng cảm thấy nhất là trống rỗng, lại nhìn ly miêu tinh vẫn tại hảo hảo mà lái xe, sự tình gì đều không có. Quả nhiên, lần này thần cấp năng lượng không có hiển linh. Quả nhiên là thần cấp địa, ngẫu nhiên xuất hiện, căn bản khó mà thăm dò toàn cảnh. Thử nửa mấy lần, xác định vô dụng, tam tạng cũng không thể không từ bỏ, dứt khoát nhắm mắt lại chập mắt. Két. Một trận chói tai tiếng thắng xe, xe bỗng nhiên ngừng lại. Không có trói dây an toàn tam tạng bị cường đại quán tính bỗng nhiên hướng về phía trước một ném, cái tráng hung hăng đụng tại kính chắn gió phía trước bên trên. Xuống xe. Li Miu Tinh lạnh lùng nói ra, dứt lời một tay nắm lấy tam tạng cổ tay từ trong xe tách rời ra. Lúc này trong đêm, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá tam tạng vẫn là lờ mờ đó có thể thấy được, cái này tự như là một cái nông thôn, đường cái cũng tương đối chật hẹp. Sau khi xuống xe, dưới đường cái bên cạnh giống như chính là một mảnh ruộng nước, Li Mưu Tinh đi đến xe thể thao bên cạnh, hướng bên trên tam tạng nhàn nhạt nhìn một cái, đối xe nhẹ nhàng vỗ tới một chưởng. Lập tức, cái kia xe thể thao vô thanh vô tức vạch ra vài mét, chìm vào đường phía dưới bùn trong ruộng. Tam tạng lập tức hít một hơi thật dài, như thế một cái xem ra nũng nịu tay nhỏ, vậy mà đem một cổ xe nhẹ nhàng ném tới bùng trong ruộng không có phát ra một chút xíu thanh âm. Li tin Tinh một mực nhìn lấy chiếc xe kia toàn bộ bị nước cùng nước bùn bao phủ, không còn có nửa điểm vết tích đặt ở quay người, một phát bắt được tam tạng thu, dưới chân một điểm. Toàn bộ thân thể mềm mại hóa thành một đạo mị ảnh, tại xã này thôn bốn phía lưu thoáng, tam tạng chính là bên cạnh cảnh sát cũng thấy không rõ trừ, cuốn đến đầu óc quay cuồng, cuối cùng rốt cục tại một cái thoáng cựu địa nông thôn định viện trước mặt ngừng lại. Lúc đầu tam tạng coi là Nơi này chính là Li mưu Tinh chỗ ẩn thân, bởi vì nơi này đã phi thường bí ẩn đứng ở chỗ này không nên động. Li Mưu Tinh lạnh lùng nói ra, tiếp lấy miệng nhỏ nhẹ nhàng phát ra một tiếng huyết sáo âm thanh. Trong bóng tối, bỗng nhiên thoát ra một cái cao lớn bóng đen, dọa tam tạng nhảy một cái. Đến chỗ gần xem xét. Mới phát hiện, cái kia là một con tuấn mã. Một thất toàn thân cao thấp đều là màu đen tuấn mã. Chẳng những toàn thân đều là màu đen, đều là chạy lên đường tới đều là không có âm thanh, cùng nó địa chủ nhân, giống như quỷ ảnh ly mưu tinh kéo một cái tam tạng ném lên lưng ngựa tiếp lấy mình cũng một cái nhảy lên nhẹ nhàng giật dây cương một cái cái kia ngựa tiễn thoát ra trực tiếp hướng nhà phía sau núi chạy tới cái kia phía sau núi cơ hồ là không có đường chỉ có một đầu lại đột ngột lại trượt đường hẹp quanh co nhưng là cái kia ngựa vẫn như cũ thần tốc sưu 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 chạy qua vẫn như cũ không có một thanh âm chỉ là bên tai gió hô hô thổi qua. Mặc kệ đường làm sao run. Tại trên lưng ngựa dĩ nhiên thẳng đến bình ổn. Cái kia ngựa một mực tại đi đường dốc, điểm ấy tam tạng phi thường rõ ràng, bởi vì bởi vì trọng lực quan hệ, ngồi ở phía trước hắn luôn luôn không tự chủ được hướng phía sau ly miêu tinh nghiêng đi. Cái này ngựa một hồi đi tiểu đạo, một hồi chui rừng rậm, một hồi vượt dòng suối nhỏ. Cái gọi là đường núi cửu chuyển 18 ngã rẽ, ở chỗ này là hoàn toàn thể hiện đến. Bất quá ngựa không có một chút điểm ý dừng lại. Ngay từ đầu tam tạng còn đi chú ý ven đường bị kinh hải lợn rừng cẩu hung. Còn có bay nhảy bay lên chim nhỏ. Về sau, dứt khoát lần nữa nhắm mắt lại. Coi như ngủ không yên, cũng nhắm mắt dưỡng thân. Cứ như vậy không biết qua mấy đạo núi, vượt qua mấy đạo lĩnh, tam tạng thậm chí cảm thấy đến so với lần trước ra biển còn muốn xa xôi. Lúc này ước chừng 3 giờ sáng, lúc đầu sáng sổ địa thiên không, hắc ám màn trời phía trên một chút suýt cái này lắm ta lắm tắm, trong sơn giả xem ra nhất là mỹ lệ, bởi vì không có thành thị không khí ô nhiễm, khiến cho trên trời địa tinh tinh xem ra cũng gần rất nhiều, thậm chí cảm thấy đến cách đó không xa trên sườn núi, đưa tay liền có thể đụng phải những ngôi sao kia. Cái này một cảnh đẹp, thậm chí để tam tạng cơ hội quên đi lúc này đang li miêu tinh cái này cực độ lãnh huyết nguy hiểm yêu tinh trong tay một khi có chuyện trong lòng nhắm mắt lại ngược lại càng thêm tâm phiền ý khô tam tạng dứt khoát mở to mắt nhìn lên bầu trời phong cảnh bỗng nhiên trên bầu trời ngôi sao dần dần bắt đầu mơ hồ sau đó lúc đầu chỉnh tề màn trời cũng biến thành hỗn độn xác thực từng mảnh từng mảnh mây đen ép đi qua xem ra trong bóng tối mây đen sau ba ngày mây đen thì giác bên trên càng thêm khó chịu nhanh trời muốn mưa tam tạng mở miệng nói ra tề Tam Tạng lập tức cảm thấy cổ đau đớn một hồi, lại là lại bị Li Mưu Tinh bắt một trảo, sau đó một trận nóng bỏng địa, máu tươi thuận cổ hướng thân thể lưu. Im miệng. Nhìn thấy Tam Tạng muốn mở miệng, Li Mưu Tinh lạnh nhạt nói. Nói thêm câu nào, đào ánh mắt ngươi. Tam Tạng lập tức im miệng, bất quá coi như hắn không mở miệng nói chuyện, lão thiên ý chí là không thể cải biến địa, trên trời lốc bóp vẫn là bắt đầu mưa ngay từ đầu vẫn chỉ là lắm ta lắm tấm, bị sối trên đầu còn tính là nhàn hạ thoải mái, thời gian dần qua hạt mưa nhiều, xối ở trên người lại là cực kỳ khó chịu, thâm sơn mưa thu nện ở trên người còn mát đến hoảng. Ngay từ đầu, Li Mưu Tinh còn ở chung quanh bố tầng tiếp theo lòng khí, làm cho này hạt mưa tưới không đến trên người nàng, nhưng là nghĩ đến trời mưa không ngừng, mà nàng sau này lộ trình còn vô cùng hiểm ác, không thể lãng phí mình có hạn năng lượng, không khỏi dừng lại ngựa tới ánh mắt tại bốn phía quét qua, ánh mắt rơi vào dưới một cây đại thụ. Gốc cây kia cực kỳ rậm rạp, lúc này hạt mưa còn không phải rất dày đặc, cho nên mặt không thấu tươi tốt cành lá, đại thụ dưới mặt đất vẫn là làm. Bất quá, đại thụ kia đúng là dốc đứng sườn dốc bên trên. Ly Miu tinh thân thể mềm mại vọt tới liền xuống ngựa, trong nháy mắt liền đến dưới cây. Cái kia con ngựa móng sau bỗng nhiên nhảy lên, vậy mà bay lên không nhảy ra rất nhiều, nhảy mấy cái, vậy mà cũng đến dưới cây. Chỉ bất quá không có nữ chủ nhân trên lưng ngựa, liền lộ ra chẳng phải an ổn. Chờ cái kia con ngựa đến thuộc hạ thời điểm, tam tạng về một tiếng, bởi vì cường đại quán tính sống sờ sờ bị ngã văng ra ngoài. Ba đát. Tam tạng dùng cực kỳ mất mặt tư thế té ngã trên đất, gặm miệng đầy bùn đất. Thường thiên cái hắn thần cấp năng lượng chứa đựng túi, nhưng lại không có cho hắn cường tráng thanh âm hắn rơi đầu não choán váng toàn thân đau nhức, khung xương đều cơ hồ muốn tản. Mà bên trên Li Miu Tinh không có một tia muốn đi qua hỗ trợ ý tứ, chỉ là bên cạnh ngồi tại trên ngọn cây nhắm lại đôi mắt, không biết là tại góp nhặt năng lượng, vẫn là tại trừ độc. Người đi hái chút hoa dại cũng quả dại tới. Li Miu Tinh lạnh lùng phân phó nói. Người muốn ăn. Tam Tạng hỏi. Tê. Tam Tạng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, tiếp lấy trên mí mắt đau đớn một hồi, duỗi tay lần mò, lại là đầy tay máu tươi, trên mí mắt Phương bị bắt ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Không cẩn thận, máu tươi đều chảy tới trong ánh mắt, lần nữa hướng Li Miu Tinh nhìn lại thời điểm, nàng đã một lần nữa ngồi tại trên ngọn cây nhắm mắt, phản phất cho tới bây giờ cũng không có động qua, tốc độ thật giống như quỷ mị. Lần sau sẽ bàn lời nói, liền trực tiếp đạo ánh mắt ngươi. Li Miu Tinh lạnh lùng nói ra. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 05 Cùng Bảo Ly Miu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 05 Cùng Bảo Ly Miu tam tạng cúi đầu không nói. Xoay người bắt đầu ở trong bụi có tìm hoa dại còn có quả dại. Mùa thu thời tiết, hoa dại là không nhiều lắm, ngược lại cũng không trở thành không có, nhưng là quả dại lại có thật nhiều, mất một lúc tam tạng liền hái rất nhiều bất quá vũ càng rơi xuống càng lớn rất nhanh liền đem tam tạng toàn thân cao thấp đều tưới ướt đẫm mưa kia điểm xối đến trên mặt có chút đau chịu không nổi tam tạng ông nhìn một đống quả dại trở lại dưới đại thụ lúc này rậm rạp đại thụ cũng ngăn không được cái này mùa thu mưa to bên ngoài trời mưa to dưới đại thụ cũng bắt đầu hạ lên tiểu vũ cái kia toàn thân màu đen con ngựa giống như phi thường chán ghét nước mưa bị dầm mưa đến về sau tổng lộ ra bực bội Tam tạng đối ly miêu sao dơ lên cao cao trong tay quả dại, bất quá lần này đã có kinh nghiệm. Cũng không mở miệng nói chuyện. Đi cho ngựa ăn. Ly miêu tinh lạnh lùng nói nguyên lai những này quả dại, hoa dại là vì cái kia ngựa hái, tam tạng đem những vật kia nâng đến trước ngựa mặt, cái kia ngựa hé miệng liền tam tạng tay nhai từ từ chậm nhân. Bất quá cái này bắt bẻ hắc mã, chỉ ăn phía trên một tầng, phía dưới một tầng bởi vì cùng tam tạng tay chạm đến nó vậy mà một ngụm đều không động vào, rất hiển nhiên. Nó không nguyện ý lấy môi đụng tam tạng bàn tay. Tam tạng trong lòng đại khí, súc sinh này lại còn ghét bỏ lên người đến. Chờ đến cái này ngựa không ăn về sau. Tam tạng coi là thật vất vả có thể nghĩ xuống. Ly Mưu Tinh lại lần nữa mệnh lệnh đi chặt chút nhánh cây đến, liền cái này hai cây chặt cây dựng cái lều cho ngựa mời vũ. Tam tạng nội tâm đại khí, loại này sống đối với Li mưu Tinh loại này bản lĩnh cao cường người mà nói, căn bản là là một bữa ăn sáng, chỉ cần nhẹ tay nhẹ vung lên, liền chặt mấy trăm đoạn nhánh cây nhỏ, lại vung lên, những cái kia nhánh cây liền dựng vào cây quyền. Bất quá, nếu là hắn mở miệng nói chuyện nữa, mình ngân hạt châu nói không chừng liền gặp nguy hiểm. Tam tạng lần nữa tiến vào băng lãnh trong mưa to gãy nhánh cây nhỏ thời điểm. Phát phát hiện mình không có đeo đao kiếm loại hình đồ vật đối diện với mấy cái này giống như tay nhỏ cánh tay đồng dạng thôi nhánh cây nhỏ, chỉ có thể lấy tay đi gãy. Cứ như vậy, rất dễ dàng có thể tưởng tượng. Tam tạng làm việc hiệu suất đến cỡ nào chậm. Một mực tới bàn tay bị sáng tạo phá mười mấy vết thương, máu chảy một tay thời điểm. Tam tạng mới bẻ gãy sáu, bảy cây cây nhỏ. Chờ đến tam tạng bẻ gãy để thập cây nhánh cây nhỏ thời điểm, sớm đã là máu thịt bè bét, chỉ cần nhẹ khẽ đụng phải thứ gì, liền chui tâm địa đau bất quá chờ đến hắn bẻ gãy đệ thập cây thời điểm mưa to vậy mà ngừng không cần đi đường li mưu tin mệnh lệnh thông tiếp lấy thân thể mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống ngồi tại trên lưng ngựa đây không phải giày vào người sao tam tạng nghĩ thầm còn đến không kịp oán trách chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẩn liền bị li mưu tin nâng lên trên lưng ngựa tiếp lấy bên tai một trận gió cái kia ngựa một lần nữa nhảy về đến trên đường, bắt đầu tiếp tục hướng nơi xa chỗ tiến lên. Mệt đến ngất ngư tam tạng, mặc dù nội tâm không biết cỡ nào bất an, nhưng là tại an ổn trên lưng ngựa, vẫn là chìm đã ngủ say. Cái này một giấc không biết ngủ bao lâu, ngủ ngủ, tam tạng mơ mơ màng màng bị ly miêu tinh từ trên lưng ngựa sách xuống dưới, sau đó đi vào trong một cái sơn động. Trong sơn động có vô số lớn nhỏ ly miêu, nhìn thấy ly miêu tinh tiến đến, nhao nhao quỳ xuống kêu to cung nghênh đại vương. Sơn động chính giữa. Mang lấy một ngụm nồi lớn. Bên trong chính cuồng cuộn lấy nồng canh. Cái kia nồng trong súp cũng không biết chịu cái gì, vậy mà là thường hương. Một con ly miêu dùng to lớn thì đối trong nồi nồng canh quấy quấy sau. Hướng ly miêu sao đạo, đại vương, canh lăng, bên trong thả 49 loại hương liệu cũng khá, thịt người có thể vào nồi rồi. Tam tạng sau khi nghe được, lập tức trùng mình một cái, cái kia nồi lớn lại là dùng để nấu thịt người. Ly Miêu Tinh lạnh lùng hướng tam tạng trong lại một chút, đạo như thế bẩn làm sao nấu. Các ngươi đem hắn bắt giữ lấy trong ao hảo hảo soát giặt rửa tẩy, cởi sạch sẽ lông, nội tạng móc sạch sẽ, đem thịt cắt thành từng khối từng khối lại phóng tới trong nồi nấu. Những cái kia nội tạng, liền thưởng cho các ngươi. Rõ. Cả trong sơn động sôi trào những ly miêu kia nhao nhao hô hào đại vương vạn tuế đón lấy liền có bốn cái ly miêu nâng lên tam tạng hướng một cái ao nước đi đến cái kia ao nước là một vũng nước chảy phía trên có cái thác nước hướng xuống sông cái kia bốn cái ly miêu một tay lấy tam tạng ném vào trong nước móng vuốt cầm đao sắc bén cũng cùng như nhảy vào trong nước đao hướng tam tạng yết hầu đâm tới xem ra là muốn cho tam tạng lấy máu à, tam tạng một tràng thốt lên lập tức diện mục đều chìm đến trong nước ngạt thở đến độ không thở nổi liều minh dãy dụ mấy lần về sau tam tạng mở to mắt toàn thân trong suốt nguyên lai vừa rồi chỉ là một giấc mộng chỉ bất quá giấc mộng kia bên trong tình cảnh như cũ làm hắn lòng còn sợ hãi cái kia thất tức cảm giác ngụy ngạo phôi tại tam tạng hướng chung quanh nhìn lên thân thể của mình quả nhiên là che đậy không có ở trong nước hắn liều mình dãy dụa liều mình đập nước chỉ thấy được cách đó không xa li mưu tinh phản phất không có nhìn thấy liền ngay cả cái kia con ngựa cũng nhàn nhã đang uống nước phản phất căn bản không quan tâm tam tạng có thể hay không bị chết đuối tam tạng căn bản liền sẽ không bơi lội vùng vẫy một hồi lâu tam tạng phát phát hiện mình cũng không chìm xuống dưới trong lòng lạnh lẽo tỉnh trên tay khẽ chống vậy mà đứng lên đứng thẳng về sau tam tạng đỏ bừng cả khuôn mặt nguyên lai nước này mới đến chỗ đầu gối thu thiệt được bản thân còn như vậy liều mình dãy dùa, dùng sức hô cứu mạng, thật sự là đủ mất mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mặt trời chói chang, rất lộ ra nhưng đã là ngày kế tiếp giữa trưa. Tam tạng cái này một giấc trọn vẹn ngủ đã hơn nửa ngày, vốn đang là không hồi tỉnh muốn tiếp tục ngủ. Ly miêu tin một tay lấy hắn ném tới trong nước. Lúc này mới tỉnh lại. Tam tạng nhớ tới. Trước mắt cái này yêu quái là muốn ăn mình mình lại còn có thể ngủ, nếu là trong mộng bị ăn sạch, cái kia thật là oan uổng cực kỳ, huống hồ, mình thế nhưng là thần cấp cao thủ, hẳn là thời thời khắc khắc thử nghiệm đem trước mắt cái này Li Miu Tinh đánh bại, không thể trơ mắt chờ lấy nàng đến ăn mình. Đứng dậy, đi. Li Miu Tinh nhàn nhạt nói bố thủ, nói chuyện thôi cũng không lên ngựa. Cũng chỉ là ở trong nước đi. Tam Tạng cũng theo ở phía sau đi, mặc dù biết rất rõ ràng nữ nhân trước mắt này độc ác vô cùng, vẫn như cũ nhìn không được nhìn nàng ưu mỹ yếu điệu bóng lưng. Đi phía trước ta. Li mưu Tinh dứt lời liền đứng tại chỗ bất động. Rất hiển nhiên là chờ, tam tạng đi đến nàng phía trước đi. Tam tạng không có trì hoãn. Lập tức đi đến Li mưu tin phía trước. Không biết vì cái gì. Luôn cảm giác đến sau lưng có một đôi mắt nhìn chầm chầm phía sau lưng của mình, thật sự là như đứng ngồi không yên. Thế là, tam tạng chỉ có cúi đầu, dẫm lên nước sông một mực đi xuống dưới. A7 tam tạng trong lòng kinh hải không thôi, bởi vì hắn nhìn thấy trong nước thanh tịnh thấy đấy, từng đầu con cá nhỏ đang bơi qua bơi lại, một chút con tôm nhỏ cũng ở nơi đây bắn ra nơi đó bắn ra, không lớn không nhỏ con cua nhìn thấy người đến, tranh thủ thời gian nằm ngang thân thể núp ở một khối đá phía dưới. Đây hết thảy, lúc đầu tràn đầy sinh cơ. Không ngờ tam tạng bọn hắn đi qua về sau, con cá bình phong ba nhẹ nhàng lắc một cái liền bong bóng cá trắng giả dạ chết đi. Con tôm còn không có bật lên, liền cuộn thành một đoàn, cũng chết đi. Con cua không thấy động tĩnh gì. Nhưng là miệng bên trong không thổ phao phao. Trên thân mọc lên quỷ dị lục sắc, hiển nhiên cũng đã chết đi. Tại sao có thể như vậy? Khó nói chúng ta là ôn dịch hay sao? Đi tới chỗ nào? Nơi nào tay cá, tôm nhỏ đều sẽ chết ngay sau đó, tam tạng biết đạo chuyện gì xảy ra bởi vì hắn nhìn thấy Li Miu Tinh mỗi đi một bước, từ dưới chân liền sẽ chảy ra một tia chất lỏng màu tím nhạt, cái kia chất lỏng nhanh chóng lan tràn, nhàn sắc trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong nước sông, nhưng là chỉ phải đi ngang qua địa phương, tôm cá toàn bộ chết đi. Chúng ta đi trên đường. Tam Tạng nói ra, mặc dù biết rất rõ ràng mình vừa ra khỏi miệng, Li Miu Tinh có lẽ sau một khắc liền sẽ đào ánh mắt của mình. Đấy. Quả nhiên. Li Miu tin cái kia quỷ mị đồng dạng thân thể mềm mại nhanh chóng đến trước mắt, tam tạng đột nhiên cảm thấy trước mắt đau đớn một hồi, bạch quang lóe lên, tiếp lấy chính là một trận đen kịt. Tam tạng nội tâm hoảng hốt, mình cứ như vậy mù sao? Mình cứ như vậy mù sao? Còn muốn cho ta đi đường bên trên sao? Đi đường bên trên? Tam tạng chịu đựng, Li Miu tinh lạnh lùng hỏi kịch liệt đau nhất. Kiên trì nói ra. Li Mưu Tinh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đưa tay nhanh chóng tại tam tạng trên bảng hiệu uống éo. Tam tạng khí tức một bình phong, liền ngất đi. Đón lấy, Li Mưu Tinh đem tam tạng ném trên ngựa, như cũ đi tại trong nước sông, vẫn là độc chết một sông tôm. Một sông cá. Tam tạng tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Trong núi mặt trời xuống núi đến sớm, chỉ có trên đỉnh núi còn có một số ánh chiều tà, nhưng là bầu trời hôm đó toàn diện mặt trời lại là nhìn không thấy. À, ta thấy thế nào nhìn thấy? Lại em mờ nhưng thủ có mù. Tam tạng kinh hải mà vừa vui mừng thầm nghĩ. Xuống tới. Còn đến không kịp vui vẻ, tam đôi liền nghe được ly miêu sao quát lạnh một tiếng. Tam tạng xuống ngựa, nhìn thấy phía trước ước chừng mấy trăm mét chỗ, có mấy gian cỏ tranh phòng ở, trong lòng không khỏi vui mừng, có lẽ tìm tới tá túc địa phương không cần ở bên ngoài ngủ ngoài trời. Thu trời mặc dù còn không phải rất lạnh, nhưng là con mũi lại là lại độc lại hung. Đương nhiên bất quá loại chuyện này làm chủ chỉ có thể là Li Miu Tinh, tam tạng là không thể mở miệng nói một câu. Cũng may Li Miu Tinh giống như cũng không nguyện ý ngủ ngoài trời ở bên ngoài, nàng chỗ đi phương hướng, đúng lúc là cái kia mấy gian nhà lá. Người đi hướng người tá túc. Li Miu Tinh lạnh lùng nói ra, đi tới mau bình bên ngoài nhà liền không đi nữa. Tam tạng đến gần mấy bước. Nhìn thấy một cái lão tỷ chính ở bên ngoài bình địa nhỏ bên trên thu nông áo. Lão hán đang chẻ củi. Nghĩ không ra sâu như vậy trong núi sâu còn có nhà. Lúc này nhìn cái này một đôi lão niên vợ chồng. Mấy tay là cùng phía ngoài xã hội ngăn cách, quần áo của bọn hắn cũng đều chỉ dùng của mình dệt vải bố làm. Vẫn là vài thập niên trước kiểu dáng. Cụ bà, tam tạng đầu tiên hướng bà lão kia chào hỏi. Không ngờ bà lão kia lại không để ý tới, vẫn như cũ thu quần áo của nàng. Tam tạng thanh âm không khỏi lớn một chút, cái kia già khu vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ. Tam tạng không khỏi trong lòng bất an, bình thường cái này ẩn cư người tính tình đều là rất quái lạ, căn bản không muốn bại người khác quấy rầy. Tá túc không thành ngược lại không có vấn đề, cùng lắm thì lại ngủ ngoài trời ở bên ngoài cho ăn một đêm con mũi. Chỉ sợ li miêu tinh tá túc không thành. Tức giận phía dưới vết hai cái này ẩn cư lão nhân. Không ngờ. Cái kia lão tỉ dẹp sông nông phục hướng tam tạng trong lại thời điểm. Vậy mà nhếch miệng cười một tiếng, nếp nhăn đầy mặt trở nên càng sâu. Cụ bà. Tam tạng cao hứng kêu lên. Lão ẩu chỉ chỉ lỗ tai của mình khoát khoát tay, biểu thị mình nghe không được. Tam tạng không khỏi một trận âu sầu nguyên lai cái này đại nương lỗ tai nghe không được thế là tam tạng đành phải đi đến người lão hán kia trước mặt kêu lên lão đại gia cũng may lão hán lỗ tai không có việc gì nghe được tam tạng thanh âm về sau lập tức ngẩng đầu lên hướng tam tạng huy mỉm cười một cái lão đại gia ngài tốt chúng ta là qua đường hiện tại thiên sắc đã chậm chúng ta nghĩ tại ngài cái này tá túc một đêm ngài đồng ý không Tam Tạng hữu lễ hỏi thông. Lão hán không có trả lời, lại hướng lão tỷ hai tay khoa tay mấy lần, tựa như là câm ngữ. Giống như lão hán mình không thể làm chủ. Muốn cùng mình bạn già thương lượng, chỉ bất quá lão ẩu lỗ tai nghe không được, mà lão hán hiển nhiên là một người câm. Cho nên chỉ có thể dùng câm ngữ khoa tay cho lão ẩu nhìn. Tam Tạng đối đôi này vợ chồng già tràn đầy đồng tình. Được rồi, các ngươi chỉ nếu không ngại đơn sơ cứ việc ở lại ai đi ra ngoài mang theo phòng ở đâu. Vượt quá tam tạng ngoài ý liệu chính là, trả lời tam tạng lại là lão tỷ. Nguyên lai nàng không phải câm điếc. Nhìn thấy tam tạng vẻ mặt kinh ngạc. Lão ẩu huy huy cười một tiếng gặp ta là lỗ tai nghe không được. Ta này lão đầu tử là miền không thể nói lập tức, tam tạng trong lòng càng thêm âu sầu. Bất quá, cuối cùng tá túc thành công, tam tạng hướng lão lưỡng khẩu sau khi tạ ơn, liền đi chào hỏi Li Miu Tinh tới. Không ngờ Li Miu Tinh vừa ra hiện tại bọn hắn trước mắt, tức thu về hai tay đối già trở lại cùng lão hán nhẹ nhàng cúi đầu, đem ngựa buộc lên. Tam tạng trong lòng buông lỏng. Hắn vốn cho rằng Li Miu Tinh là ác như vậy cây người. Đối lão ẩu cùng lão hán chắc chắn sẽ không khách khí, như thế hắn thật gặp rất khó khăn. Không ngờ Li Miu Tinh mặc dù không nói lời nào. Lễ tiết bên trên lại là không có khiếm khuyết. Li Mưu Tinh đi xong lễ về sau, liền chậm rãi hướng trong túp lều đi đến. Lập tức, cái kia nhà lá phản phất hạ xuống ánh trăng, trở nên tránh sáng lên. Núi này ở giữa nhà tranh, xác thực không có bên ngoài thành thị bất kỳ khí tức gì. Dưới đất là bùn, tất cả đồ dùng trong nhà cũng đều là gỗ bổ ra tới, không có soát bất luận cái gì sơn. Chính là uống nước cái chén, cũng là dùng gỗ tạc ra tới. Bất quá đơn sơ về đơn sơ, trong phòng đơn giản có thể gọi là là không nhúng bụi trần. Vô luận là trên mặt đất, vẫn là cái bàn, cái ghế, hoặc là uống nước cái chén, đều cực kỳ sạch sẽ. Hiển nhiên cái này lão phu thê là cực kỳ siết nhanh người. Nhất là sàn nhà, Tam Tạng Hận không thể lập tức trực tiếp ngồi dưới đất. Bởi vì trong phòng tất cả sàn nhà đều là từng mảnh từng mảnh tấm ván gỗ trải. Đương nhiên những này tấm ván gỗ khẳng định là lão hán trong rừng rậm chém ra tới cây, từng khối bổ ra tới. Tam tạng còn chú ý tới. Và trở lại cho hai người bưng nước thời điểm, dùng chính là từ trong tủ chén vừa mới lấy ra mới cái chén gỗ, tay cũng là tắm lại tẩy, sau đó lại đổ nước đưa đến tam tạng hai người trước mặt. Đi hái một chút đồ ăn, giết một con gà, một con thỏ. Lão ẩu hướng lão hán trong mông phó nói. Lão hán cúi đầu liền đi ra, Hiển nhiên là dựa theo lão ẩu trong mông phó giết gà làm thịt thỏ đi. Tam Tạng liền vội vàng khoác tay nói không cần không cần. Không cần phiền toái như vậy. Lão ẩu nhẹ nhàng khoác tay áo, không muốn tại vấn đề này bên trên dây dưa. Lúc đầu Tam Tạng tá túc người ta nơi này, hẳn là muốn chủ động cùng người nói chuyện phím chào hỏi. Nhưng là lão ẩu này lỗ tai lại nghe không được. Thế là, hắn chỉ có ngồi không cũng may lão ẩu cũng chỉ là làm chính mình sự tình. Cùng lúc bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt, không có tận lực tới hàng huyên. Nhưng là nóng thiến cùng hòa ái lại một mực biểu hiện tại khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, như thế để cho người ta cảm giác đến vô cùng tự nhiên, nhưng lại không cảm thấy mình bị lạnh nhạt. Bất quá cứ như vậy, tam tạng cũng chỉ có thể ngồi không, bởi vì không thể cùng già khu nói chuyện phím, càng thêm không thể cùng ly miêu tinh nói chuyện phím, ánh mắt của mình lúc này còn đau đâu Ly Mưu Tinh tự nhiên cũng không để ý tới hắn, ngồi tại thấp trên ghế, nhắm mắt tỉnh dưỡng. Qua một hồi lâu lão hán kia đi đến. Trái tay mang theo một con gà, phải tay mang theo một con thỏ hoang. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, gà cùng con thỏ đều đã rút kinh. Đại gia! Các ngươi ở chỗ này ở bao lâu à? Tam Tạng cười hỏi phá vỡ trong phòng vô cùng an tĩnh bầu không khí lão hán lúc đầu đang dùng khảm đao đem cây khô tài chém thành một tia một tia, để cho củi đầy đủ càng đốt. Lúc này nghe được tam tạng tra hỏi về sau, động tác trong tay thoáng ngừng trong chốc lát, lâm vào mê võng. Lão hán hướng lão ẩu khoa tay mấy lần. Lão ẩu dùng dao phay đem gà cắt thành từng khối từng khối. Nhìn thấy lão hán khoa tay. Cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Xoay đầu lại hướng tam tạng nói, tiên sinh hỏi lên như vậy ta còn thực sự không biết đã qua bao lâu ta chỗ này cũng không có tính toán thời gian đồ vật mỗi ngày thiên chung trời giường đi làm việc mặt trời lặn về nhà mỗi thiên đều như vậy một cái nháy mắt liền đi qua thật lâu rồi cảm giác đến thời gian nhanh vô cùng nhưng là lại cảm thấy chậm cực kỳ thật không nhớ rõ tới bao lâu cũng không có đi tính toán sinh hoạt không bất quá Lần trước có người hỏi cùng tiên sinh đồng dạng vấn đề tự như là ngày hôm qua, lại lại hình như là vài thập niên trước sự tình, nói xong, cười mấy âm thanh, lại là ra sao dùng sức đều nghĩ không ra. Đúng vậy a, à, đối với đôi này vợ chồng già tới nói, thời gian là không có bất kỳ cái gì bại nghĩa. Bọn hắn mấy bình không có bất kỳ cái gì dục vọng, mỗi ngày lao động có thể để cho bọn hắn áo cơm không ưu. Cho nên so sánh thế giới này rất nhiều người mà nói, một tấc thời gian một tất vàng, tất kim khó mua thốn quan âm. Thời gian tự nhiên là trân quý vô cùng, nhưng là đối với đôi này vợ chồng già tới nói, lại là có thể tùy ý xa xỉ tiêu xài, thậm chí thời gian đối với bọn hắn tới nói đều xem như đình chỉ. Cũng chỉ là một câu, liền để tam tạng chủ đề không đáng kể, chỉ có dứt khoát không nói lời nào, nhìn lấy bọn hắn làm đồ ăn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 6 động lòng người phong vị. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 6 Động lòng người phong vị chương 6 Động lòng người phong vị đỏ tươi ướt ác nhỏ đỏ cây tiêu, xanh biết động lòng người hành lá, cộng hoa tỏi non, kim hoàng sắc hương các loại, bộ dáng đều so bên ngoài thị trường bán phải nhỏ hơn nhiều, nhưng là bộ dáng lại đẹp mắt rất nhiều. Còn có một số tam tạng không quen biết hương liệu. Buổi tối đồ ăn có bốn cái, canh một cái, hai cái món ăn mặn, một cái nhỏ đỏ cây tiêu xào thịt gà ti, nhỏ đỏ cây tiêu bên trong còn có nhỏ quả hồng đỏ phao tiêu, cái này thịt gà ti liền hai cái hương vị, một cái là thịt gà hương, một cái là quả ớt cây. Cũng không biết lão ẩu là xử lý như thế nào, cái này thịt gà ti lại non có đạn, siêu cấp có nhai đầu, mà lại không có nửa điểm tê răng sợi cảm giác. Một cái khác càng khó, một con thỏ hoang bị nướng đến đỏ bừng tỏa sáng, bóng loáng mê người tam tạng cũng nướng qua thịt cũng tại không ít trong tiệm nếm qua thịt thỏ hương vị đều cũng không tệ lắm nhưng là cũng còn có một cái khuyết điểm nếu chỉ thuần giữ lại nguyên vị những này thịt hương vị ngoại trừ đặc hữu mùi thơm bên ngoài nói thực ra cũng không phải là phi thường ngon mà gia vị thoáng nhiều ăn ngon là ăn ngon chút nhưng là nhiều ăn vài miếng về sau mặc dù ngoài miệng cũng thừa nhận ăn ngon nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại mấy phần không thích cảm thấy chưa đủ để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu lại còn không nói phần lớn thịt chỉ là mặt ngoài một tầng có hương vị đến nội bộ về sau liền là bản thân hương vị mà nếu hương vị rót vào nội bộ lời nói như vậy phía ngoài gia vị hương vị đã nồng đến khó lấy người chịu được trình độ tam tạng ngược lại là xem cho rõ ràng lão ẩu tại nướng thọ trước đó trước múc cực kỳ ngon canh thả trong nồi đốt lên về sau sau đó hướng trong súp thả tốt mấy thứ đồ trong đó có thiểu thiểu mấy khối mép thịt nhỏ làm nấm hương, mấy đầu hơi cho khô cá con, tí tô lá cây, còn lại mấy thứ không quen biết hương liệu. Trọng yếu nhất là hướng xuống múc một muỗng màu đỏ dầu, hỏi rõ ràng, cái kia là nước ép ớt. Nhưng là cùng truyền thống nước ép ớt không giống. Truyền thống nước ép ớt là đem đun sôi sau dầu cùng bột tiêu cây quấy cùng một chỗ. Nhưng là cái này nước ép ớt, xác thực không có một chút điểm bột tiêu cây là đơn thuần dùng đun sôi sau dầu thực vật chịu nhất cây tiểu hồng ớt chỉ thiên nổ ra tới, thật sự là lại cây lại hương. Ngay tại cái kia nước ép ớt tưới đi xuống trong nháy mắt. Canh kia lập tức trở nên đỏ tươi động lòng người. Trong phòng, lập tức tạo nên một cổ lại đâm lại hương hương vị. Tam tạng thấy rõ. Lúc đầu ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích ly miêu tinh cái mũi nhẹ nhàng động mấy lần về sau, con mắt vậy mà hướng bên này mở ra, hoàn toàn là ý động địa thần tình chờ nước ép ớt cùng cái kia tươi canh cùng các loại hương liệu hoàn toàn chịu dung hợp sau bên kia con thỏ cũng nướng đến nửa chín lão ẩu để lão hán may nhờ có nướng thỏ sau đó cấp tốc đem canh hướng cái kia con thỏ tưới đi nàng một bên tưới lão hán cực nhanh đảo quanh khiến cho canh kia vậy mà không có mấy giọt lãng phí nhỏ xuống vài vòng về sau cái kia con thỏ toàn thân mỗi một chỗ đều xối đầy nước canh lão hán nhanh chóng mang tới một loại mảng lớn lá cây một thanh quyển bao trùm cái này con thỏ. Chăm chú gói kỹ sau ném vào trong đống lửa đốt. Cái kia lá cây cũng không thiêu đốt, coi như tại trong lửa, cũng là lục sắc. Đợi đến cái kia lá xanh bị hơ cho khô về sau, đã là mấy phút đồng hồ sau sự tình, lão hán nhanh chóng kẹp đi ra, đem cái kia lá cây lột ra. Tam tạng đều còn chưa kịp đi nghe mùi thơm, lão hán một tay cầm nồi đun nước. Một tay cầm thỏ nướng tay trái càng không ngừng tưới tay phải càng không ngừng chuyển. Động tác vô cùng cấp tốc, lần này rất nhiều tươi canh đều nhỏ xuống đến trong lửa. Khiến cho đến ngọn lửa bỗng nhiên luồn lên đến, chi chi rung động. Cuối cùng cái này khâu lão hán cái động tác nhưng vì thần tốc, cực nhanh tưới, cực nhanh quyển. Nửa phút tả hữu, cũng đã đem còn lại canh toàn bộ tưới xong, tay phải con thỏ lại chuyển tầm 10 chuyển, liền lập tức trời đi ngọn lửa, đặt ở trên bàn cơm. Lúc kia, động tác nhanh chóng lão ẩu, đã đem còn lại hai loại thức ăn xào kỹ. Ăn cơm Hai cái thức ăn là cá con chui đậu hũ, tuyết trắng đậu hũ bên trong, ghim các loại hình dạng cá con. Đỏ vẫn như cũ là quả ớt, nước canh rất ít, nhưng cũng không phải là không có, chỉ bất quá canh kia nhẹ nhàng khoan khoái đến chỉ đem một chút chút màu ngà sữa. Cá chạch chui đậu hũ là tương đối nổi danh một món ăn, bất quá các nàng dùng không phải cá chạch, mà là rất nhỏ thổ cá mè con cá này so cá mè mảnh cơ hồ không có đâm so cá mè hương nhưng không có cá chạch dính một đạo khác đồ ăn chỉ là đơn giản rau xanh về phần canh là mướp đắng nhỏ cà chua còn có quả ớt phối hợp một chút xíu địa hoàng đậu ngao thành địa mướp đắng nhỏ hơn mướp đắng đã chín mộng biến đỏ sắc nhỏ cà chua không thể nhận lớn muốn sinh trưởng ở địa phương nhỏ cà chua không thể nhận đỏ cũng không cần thanh muốn nửa thanh không đỏ về phần quả ớt thì là đỏ cả, lại không phải rất cây đinh tử tiêu, mà là lại vị cây, nhưng là lại thịt vị nồng hương đỏ tiêu. Chưa từng nói cái kia rời đi về sau, chưa từng có nếm qua như vậy đồ ăn ngon. Ly Miu Tinh cũng quên đi nữ hài không thể ăn nhiều sự tình, thêm một lần lại một lần cơm. Tam tạng càng là như lan như hổ, ăn đến quên đi còn có no bụng chuyện như vậy. Lão hán dùng bữa không phải rất nhiều, nhưng là ăn rất nhiều cơm, năm sáu tất chén lớn, trọng vẹn ăn ba bát nhiều. Lão ẩu cơm ăn đến không nhiều, nhưng là ưa thích dùng bữa. Bất quá nhìn thấy tam tạng cùng ly miêu tinh như vậy đói khát, hạ đũa không khỏi ôn nhu rất nhiều, không còn như vậy sắc bén. Chờ đến đem trên mặt bàn tất cả để ăn đến sạch sẽ, ngay cả một giọt nước canh đều không sinh dưới, cái kia con thỏ nướng khung xương đều chỉ còn lại có một nửa thời điểm, tam tạng mới ngượng ngùng buông đũa xuống, này lại mới ý thức tới mình thực sự ăn đến quá đã no đầy đủ muốn đứng lên trợ giúp cụ bà thu thập bát đũa lại phát hiện đã cho ăn no đến nỗi ngay cả đồng một cái đều lười biếng lão ẩu khoát tay áo nhanh nhẹn đem bát đũa đều thu thập xong tam tạng ưỡng lấy bụng ngồi trên ghế vẫn như cũ trở về chỗ cái kia mỹ vị vô tận thịt thỏ thực sự chưa hề nếm qua không khỏi hỏi nói đại gia dùng để nướng thỏ thịt cái kia tươi canh là cái gì canh a à, như vậy ngon lão đại gia trước khoa tay cho lão ẩu nhìn lão ẩu cười nói. Cái kia là trắng canh, còn lăn lộn một chút xíu chuột canh thịt. Khó trách, hai thứ này là nhất ngon đồ vật. Tam tạng rất sợ rắn, nhưng là đang ăn ăn bên trên lại không có cái gì kiên kỵ, huống hộ khi còn bé thiếu ăn thời điểm. Trong cô nhi viện náo chuột thời điểm, trong nội viện liền sẽ tổ chức hài tử bắt chuột, bắt được sau liền làm sao để bọn nhỏ giải thèm một chút. Như thế thời gian đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên mỗi lần đập con chuột thời gian đều là cô nhi viện hài tử nhất hưng phấn nhất thời gian, thậm chí có chút tiểu quỷ. Mỗi lần cơm không ăn xong, đưa đến trong phòng thả trong gốc cho ăn chuột. Muốn cho chuột mau chóng lớn lên, như thế đập con chuột thời gian liền sẽ sớm ngày đến. Về phần trắng canh, tam tạng khi còn bé sinh qua bệnh ngoài da, mỗi đến lúa mì quen lúc, toàn thân liền ngứa là khó nhìn. Thống khổ không chịu nổi, cũng may cái kia bệnh sẽ không truyền nhiễm coi như a di cũng quên đi tam tạng là lúc nào đến gia kỳ bệnh. Giống như nhặt được thời điểm liền có, cùng dinh dưỡng không đầy đủ có quan hệ rất lớn. Vẫn là năm khi 6 tuổi, mỗi lần ngứa phải liều mạng bắt, tóm đến toàn thân đều phá đổ máu, sau đó hung hăng khóc. Cô nhi viện a di gặp được cũng đi theo khóc. Về sau không biết ai nghe nói ăn thịt trắng có thể chữa khỏi cái này bệnh ngoài da. Cô nhi viện mặc đại nhân đại bộ phận đều là nữ tử, có hai người nam, niên cấp cũng lớn mà lại lá gan cũng không lớn là không dám đi bắt trắng địa thế là viện trưởng xuất tiền để sát vách nông thôn nông dân đi bắt trắng rắn đồ chơi kia có thể đi bắt là bắt không thế nào tới đất những nông dân kia cũng không có cái gì nhàn công phu mỗi ngày đi bắt trắng thế là chỉ có chờ đến người nào ngày nào bắt được trắng hoặc là đánh chết trắng viện trưởng đi mua về nhưng là thịt trắng ăn ngon nông dân cũng không bỏ được bán ngay từ đầu mua được mấy đầu người đến sau nhà cũng không bán nhưng lại để viện trưởng mang theo tam tạng đi người ta trong nhà ăn về sau thôn phụ cận chỉ cần ai đánh tới rắn nấu thịt trắng đều sẽ tới cô nhi viện thông báo một tiếng sau đó viện trưởng liền mang theo tam tạng đi ăn thịt trắng cứ như vậy tam tạng niên cấp nho nhỏ liền ăn rất nhiều thịt trắng không biết là ăn thịt trắng thật có hiệu quả vẫn là trưởng thành gia kia bệnh liền mình tốt. Dù sao đến 11 tuổi năm đó, gia kia bệnh liền tốt. Ăn như vậy mấy năm thịt trắng, tam tạng cho tới bây giờ liền không có ăn ghét qua, mà lại càng ăn càng cảm thấy ăn ngon. Ăn no rồi một bụng mỹ thực, đầu óc nhớ tới khi còn bé những chuyện kia, tam tạng trong lòng có chút một trận xúc động, sau đó toàn thân cũng bắt đầu rung lên, đó là một loại cùng loại buồn nôn cảm xúc, nhưng là thật rất ấm áp tam tạng mặc dù từ nhỏ cũng không biết phụ mẫu là ai cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua tình thương của cha tình thương của mẹ khi còn bé cũng không có xuyên qua quần áo mới đều là tuổi tác hơi lớn hài tử đại xuống quần áo ăn đến cũng không thế nào không tốt kinh tế khó khăn nhất thời điểm thậm chí không phải rất có thế ăn no nhưng là tam tạng cho tới bây giờ liền không có thiếu khuyết quá quan yêu khách nhân là phải ở lại chỗ này mấy ngày vẫn là sáng mai liền muốn đi đường đâu Lão ấu hỏi. Đổi thành trong miệng người khác nói ra, có lẽ sẽ để cho người ta cảm thấy chủ nhân có đuổi nhân địa ý tứ. Nhưng là lão ấu trong mắt tha thiết ánh mắt để tam tạng biết, đôi này hòa ái người già là hy vọng mình lưu thêm mấy ngày. Đại nương, chúng ta sáng mai liền muốn xuất phát, có quan trọng sự tình. Không có chờ đến tam tạng mở miệng, Ly Miu Tinh liền mở miệng nói ra. Tam tạng trong lòng không khỏi một trận thất vọng, bởi vì ăn ngon như vậy đồ ăn thực sự còn không có ăn đủ, tốt như vậy lão đại gia lão nải nải, thực sự còn không có ở chung đủ. Mà lại tam tạng lại nghĩ tới không nói. Kỳ thật vô ngôn trang viên kia, cùng nơi này rất tưởng tượng. Có đối người tốt nhất người, có thứ ăn ngon nhất, có thứ thích nhất địa chỗ ở. Ngươi lúc đến nơi này, ngươi gặp kinh diễm, ngươi gặp sợ hãi tháng phục. Gặp lưu luyến, gặp không bỏ. Nhưng là, cái kia là tại thời gian ngắn liền muốn rời khỏi hoàn cảnh dưới. Tỷ như ngày mai sẽ phải rời đi, hôm nay liền sẽ có vô hạn không bỏ. Nhưng là muốn vĩnh viễn lưu lại, lại lại đưa nó coi là nhà giam, mỗi giờ mỗi khắc muốn đào thoát. Ta có lẽ thật sự là một tên hỗn đảng cực độ người. Tam tạng nghĩ đến vô ngôn, trong lòng tê rần, chua chua, khóe mắt cơ hồ muốn rơi lệ xuống tới. Tốt đẹp như vậy địa phương, lại chỉ nguyện ý đưa nó xem như trên đường một chỗ tạm thời nghỉ ngơi địa phương, mà không nguyện ý làm thành vĩnh hằng kết cục. Cố gắng chớp mắt vài cái sừng, để nước mắt không muốn từ trong hốc mắt chảy ra. Tam tạng phát hiện lão hán đã đứng dậy, đang thu thập thứ gì. Nhìn kỹ, hắn đang đánh bao khỏa. Lúc này, đang dùng sạch sẽ lá cây nhanh nhẹn đem từng loại ăn đồ vật gói kỹ, sau đó dùng dây thừng ghim lên tới. Bên trong cũng đã dựa vào tốt thịt khô, nửa làm cũng tuyệt đối không khó cắn cá, cái kia từng khối chính là thịt trắng, vẫn là mềm mại dầu non. Lão lưỡng khẩu chắc là người phương Nam, cho nên chuẩn bị món chính bên trong cũng không có bánh bột. Lão ẩu đi chuẩn bị món chính, là miếng cháy. Bởi vì cơm quá ướt, dễ dàng hư mất. Cho nên dán tại nồi bên trên hơi cho khô, liền thành hương giòn ăn ngon miếng cháy. Lão lưỡng khẩu coi như tê dại sắc vô cùng, cũng chuẩn bị hơn nửa giờ rồng đã bao hết thật là lớn một cái bao về sau, không sai biệt lắm đã đêm đã khuya. Phong ở mặc dù là nhà tranh, nhưng là kỳ thật rất kiên cố. Bên ngoài nhìn, giống như đều là cỏ. Kỳ thật vách tường. Đều là thật dày gỗ từng cây chăm chú sắp xếp cùng một chỗ, dùng lớn cái đinh đinh cùng một chỗ. Trong vách tường toàn bộ bị bào sạch, còn xoát lên dầu cây trẩu. Bên ngoài nhìn khắp nơi đều là cỏ khô, đó là bởi vì rất nhiều trèo tường thực vật hiện đầy phía ngoài vách tường đến cuối thu liền toàn bộ xử lý cho nên xem ra tự như là nhà tranh toàn bộ phòng ở không biết nhiều lao dựa vào cửa sổ đóng lại sau đừng bảo là chuột vào không được liền ngay cả một con mũi cũng không bay vào được ở đây thực sự thoải mái dễ chịu cực kỳ phòng ở cũng thực sự rộng rãi lão ẩu cùng lão hán ở ở giữa hai gian không biết nhất quán là như thế vẫn là bởi vì khách nhân tới đôi này vợ chồng già là tách ra ngủ tam tạng ở tại lão hán gian phòng bên trái ly mưu tinh ở tại lão ẩu gian phòng bên phải cho nên tam tạng cùng ly mưu tinh trung ở giữa ròng rã cách hai cái gian phòng cái này khiến tam tạng thoáng yên tâm một chút tại tam tạng trong suy nghĩ trong đêm ly mưu tinh thực sự sau ban ngày kinh khủng rất nhiều đây là lần kia nửa đêm nhìn trộm mang tới hậu quả lần kia ly mưu tin xuất hiện đến quá kinh khủng để tam tạng hiện tại cũng khó mà quên huống chi cái này ly mưu tin còn kém chút lấy đi của mình tính mệnh đã ngủ thời gian rất lâu tam tạng lúc này đã rất khó lại ngủ thiếp đi trong đầu bắt đầu miên man bất định nghĩ đến cái này ly mưu cặn kẻ ngọn nguồn muốn đem mình mang đi nơi nào ly mưu tin càng chạy càng sâu nhưng lại không biết tầm nhìn là nơi nào dựa theo ly mưu tin đi đường tốc độ rất dễ dàng có thể liên tưởng đến. Ba Thủy Thanh Thanh, Cừu Diễm Thu gặp ở phía sau đuổi theo. Càng thêm để Li Miu Tinh sợ hãi chính là Tôn Hành, mặc dù nàng cho rằng vô luận là Thủy Thanh Thanh vẫn là Ba cũng sẽ không đưa nàng bắt đi tam tạng sự tình nói cho Tôn Hành. Chẳng lẽ lại muốn ăn ta? Còn muốn tuyển chọn một cái lương thần các nhật không thành? Lại hoặc là ta có đặc thù chế biến thức ăn phương pháp? Tam tạng thầm nghĩ trong lòng đương nhiên càng lớn mà khả năng là Li Miu Tinh cũng không thể khẳng định, tam tạng đến cùng phải hay không cái kia ngọc thiền tử. Lúc này tiến vào thâm sơn, là muốn đi một nơi nào đó, hoặc là tìm một người nào đó đi cầu chứng, tam tạng đến cùng phải hay không ngọc thiền tử. Ngay tại tam tạng suy nghĩ lung tung thời điểm, như một trận gió thổi vào phòng. Cái phòng này cửa sổ đều được đóng chặt, đương nhiên sẽ không có gió. Tam tạng trong lòng giật mình, chẳng lẽ ly mưu tinh nửa đêm nhìn không được chạy tới động thủ sao như vậy là không phải liền mang ý nghĩa ly mưu tinh có lẽ cũng đối vợ chồng già cũng động thủ tam quốc diễn nghĩa bên trong tào tháo tại bỏ mạng đường xá đi qua một cái trang tử bị lữ bá xa Sĩ thu lưu lữ bá Sa Sĩ mổ heo làm thịt dê nhiệt tình khoản đãi lại bị lòng nghi ngờ tào tháo giết chết cả nhà nghĩ tới đây tam tạng lạnh cả tim bỗng nhiên một thanh ngồi dậy bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video